Môn thần thông này, là Nguyệt Thần Thiên Đế tự tay sáng chế, chính là một môn cấm thuật, chỉ cần thi triển ra, liền có thể triệu hoán ánh trăng, tránh bạo hết thảy kẻ địch. Từ Hữu Dung đầu ngón tay huy động, từng luồng ánh trăng như thất luyện vậy, từ nàng trong ngón tay dòng nước chảy ra, ngay tức thì lại có mấy đầu tượng đá canh phòng bị đánh trúng, thân thể thể tại chỗ bị tránh nổ, hóa thành mạt vụn. Cái này Nguyệt Thần Thiên tránh thuật nhân quả luật nghĩa sâu xa, có thể để cho Từ Hữu Dung coi thường thực lực chênh lệch, trực tiếp dùng ánh trăng tránh bạo kẻ địch, có thể nói là vô cùng ảo diệu. Bất quá, như vậy thuật pháp, đối tự thân tánh mạng nguyên khí tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn. Chỉ chốc lát sau, Từ Hữu Dung đã là gương mặt trắng bệch, khó mà là kế, nhưng nàng còn ở cưỡng ép chống đỡ, hướng Diệp Thần và Từ Thiên Lang nói. Thừa dịp hiện tại, mau giết Âm Đan lão tổ. Lúc này đã có không thiếu tượng đá canh phòng, bị Từ Hữu Dung tránh bạo kích phá, Diệp Thần và Từ Thiên Lang, hoàn toàn có thể phá vòng vây đi ra ngoài, liên thủ đánh giết Âm Đan lão tổ. Âm Đan lão tổ cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt co rúm một cái, nhìn chằm chằm Từ Hữu Dung, cắn răng nghiến lợi nói. Nguyệt Thần Thiên Đế bí thuật nghĩa sâu xa, người lại có thể nắm giữ. Âm sát linh buộc, khốn khóa. Âm Đan lão tổ đưa tay một cái chỉ, một món âm sát đan khí dán đất thoát ra, chạy đến Từ Hữu Dung dưới chân, hóa thành mấy con âm khí dày đặc quỷ trảo, bắt được chân nàng mắt cá. Từ Hữu Dung rên lên một tiếng, liền cảm thấy cả người linh khí cũng sẽ phong tỏa ở, thuật pháp lại cũng không cách nào duy trì, thậm chí có từng luồng âm sát tà khí dọc theo chân nàng mắt cá, xâm nhập nàng da thịt, phải đem nàng chiếm đoạt vậy. Lão tạp mao, ngươi dám đả thương Từ cô nương. Từ Thiên Lang tức giận, lập tức vung đao hướng Âm Đan lão tổ chém tới. Diệp Thần thấy vậy, cũng là hít sâu một hơi, đem Titan thần hạm cho gọi ra tới, hướng Âm Đan lão tổ oanh đập đi. Theo Diệp Thần tu vi tăng lên, cái này Titan thần hạm, ở trong tay hắn, lại nữa đơn thuần là công cụ giao thông, còn có thể dùng để công kích kẻ địch. Titan thần hạm bản thân, chính là vô cùng nặng nề tồn tại, trực tiếp đập về phía địch nhân nói, sợ rằng vậy cường giả, đều không cách nào chịu đựng Titan sức nặng. Bất quá như vậy thúc giục Titan thần hạm đập người, đối Diệp Thần linh khí tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn. Âm Đan lão tổ gặp Diệp Thần và Từ Thiên Lang liên thủ công tới, trong mắt vậy thoáng qua vẻ ngưng trọng, vội vàng đem rất nhiều tượng đá canh phòng, triệu trở về, chặt chẽ xếp thành một đường, giống như hình thành một đạo bức tường người cự vách đá, bảo vệ hắn tự thân. Keng! Từ Thiên Lang đao thế cuồng bạo, chém bể hai đầu tượng đá canh phòng. Thế nhưng chút tượng đá canh phòng, không biết là làm bằng vật liệu gì cấu tạo, dị thường vững chắc, hắn tuy một đao chém bể, nhưng đao thế vậy suy kiệt. Oanh! Diệp Thần Titan thần hạm nện xuống tới, đem mười mấy đầu tượng đá canh phòng đập vỡ, đá vụn tung tóe, bụi bặm cuồn cuộn, tình cảnh mười phần nguy nga. Nhưng hắn Titan thần hạm lực lượng, giống vậy bị tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại đối Âm Đan lão tổ tạo thành uy hiếp. Âm Đan lão tổ phi thân lui về phía sau, tránh ra Diệp Thần và Từ Thiên Lang thế công tập kích. Ha ha, các ngươi thực lực, cũng không quá như vậy. Nguyệt Thần canh phòng, cho ta đạp bể bọn họ. Âm Đan lão tổ cười lạnh một tiếng, cắn chót lưỡi, phun ra ra máu tươi, rơi vào những cái kia tượng đá canh phòng trên. Rất nhiều tượng đá canh phòng, nhất thời khí thế tăng vọt, đạp sải bước, hướng Diệp Thần và Từ Thiên Lang đạp đi. Phụ thân, người không đánh lại vậy lão tạp mao sao? Tiểu Cấm Yêu đứng ở Diệp Thần trên đầu vai, nháy con mắt, tò mò nhìn về Diệp Thần. Ở hắn tâm lý, Diệp Thần thể là vô địch tồn tại, là một cái to lớn phụ thân hình tượng. Nhưng hiện giờ nhìn như, Diệp Thần đối chiến Âm Đan lão tổ, tựa hồ cũng không thoải mái. Diệp Thần nghe được Tiểu Cấm Yêu lời này, có chút lúng túng nhếch mép. A, phụ thân, vậy ta tới giúp ngươi đi. Tiểu Cấm Yêu sờ một cái cằm của mình, nhìn phía trước sải bước đạp tới tượng đá canh phòng, gồ lên miệng nín thở, rồi sau đó khí ngất trời cửa, thân thể lập tức đổi được chướng cổ cổ, yêu khí nhô lên, sau lưng huyễn hóa ra một đôi thịt cánh, trên đầu dài ra hai cây ác ma sừng nhọn, sau lưng dài ra một cái đuôi. Cái này bề ngoài nhìn như, hắn giống như là một đầu tiểu ác ma vậy. Ngao, ô, Tiểu Cấm Yêu ngẩng đầu hít hơi, mênh mông hư không, cửu thiên thập địa linh khí, gào thét tụ đến, ở miệng hắn chỗ tạo thành một viên đen sẫm năng lượng cầu. Viên này năng lượng cầu, hoàn toàn là yêu khí hội tụ mà thành, khí lưu kịch liệt gào khóc, hàm chứa cực kỳ hơi thở cuồng bạo.
Khi thấy viên này năng lượng cầu xuất hiện, âm đan lão tổ sắc mặt, trong thoáng chốc thay đổi. Bởi vì, hắn từ nơi này viên năng lượng cầu bên trên, bắt được có thể nói nổ chập chờn, viên này năng lượng cầu nếu là nổ tung, hắn chỉ sợ cũng phải bị nổ chết. Đáng chết xúc sinh, mau ngăn lại hắn. Âm đan lão tổ luống cuống, lập tức thúc giục tất cả tượng đá canh phòng, đồng loạt hướng tiểu cấm yêu đánh giết đi. Tiểu cấm yêu trừng mắt trợn tròn, hô đích một tiếng, liền đem trong miệng năng lượng cầu phun ra. Viên kia năng lượng cầu, yêu khí kích động, các loại yêu khí bung ra sấm sét, tí tách vang dội, bị phun ra sau đó, oanh tạc ở phía trước tượng đá canh phòng trên mình, nhất thời dẫn phát động trời nổ. Oanh! Khó mà hình dung đáng sợ nổ, tại chỗ bùng nổ, cuồng bạo yêu khí bốn phía kích động, biến dạng thời không, phai mờ đại lộ quy luật. Những cái kia to lớn, nguy nga, vững chắc tượng đá canh phòng, ở tiểu cấm yêu năng lượng cầu nổ hạ, lại như tờ giấy hồ vậy yếu ớt, trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Nổ đợt khí cuộn sạch đi ra ngoài, thậm chí liền vậy Nguyệt Thần Thiên Cung, cũng kịch liệt lay động, cung điện rạn nứt, dường như muốn sụp đổ. Phốc xích! Âm đan lão tổ được nghiêm trọng nổ đánh vào, tại chỗ hộc máu, thân thể chật vật đổ bay ra. Cái này một tí nổ, ngược lại là cầm hắn nổ thanh tỉnh, hắn tựa như cảm nhận liền cổ xưa thiên cơ hình ảnh, lẩm bẩm nói. Thái sơ xuyên lưu, mãi mãi không ngừng, tẩy chúng thần, lọc sạch trước kia. Ngươi là vong xuyên, là có thể vượt qua mạnh xuyên sông cổ thần. Khó trách cường hãn như vậy. Líu díu tiếng rơi xuống. Âm đan lão tổ nằm ngửa trên đất, thoi thóp, thân thể đã là máu thịt mơ hồ, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu cấm yêu cũng không có nghe rõ hắn lầm bầm lầu bầu, thấy âm đan lão tổ ngã xuống, nhất thời nhảy cẫng hoan hô, ở Diệp Thần trước người trên dưới bay lượt, kích động nói, phụ thân, ta đánh bại hắn. Diệp Thần vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tiểu cấm yêu như thế lợi hại. Hắn và Từ Thiên Lang, đối mặt âm đan lão tổ, đều phải vô cùng kiêng kỵ. Nhưng, tiểu cấm yêu ra tay một cái, tựa hồ không phí khí lực gì, liền đem âm đan lão tổ nổ được trọng thương. Như vậy thực lực, có thể nói là khủng bố. Phải biết, tiểu cấm yêu mới vừa đản sinh mà thôi, giống như này lợi hại. Nếu thời gian dài, nếu như bị hắn lớn lên, vậy sẽ kinh khủng đến cái gì bước? Bất quá, phụ thân, ta mệt quá nha, có ăn đồ sao? Ô, tiểu cấm yêu lại có điểm ủ rũ cúi đầu hình dáng. Xem ra hắn đánh bại âm đan lão tổ, thật ra thì cũng không thoải mái. Ngươi muốn ăn cái gì đồ? Diệp Thần cười hỏi. Phụ thân, ta muốn ăn nguyên ngọc, hoặc là ăn ngon đan dược cũng có thể. Tiểu cấm yêu dương mắt nhìn Diệp Thần nói. Cầm đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền ném ra một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ kia bên trong, chỉ ít đựng 100.000 hoàng kim nguyên ngọc. Cảm ơn phụ thân. Tiểu cấm yêu hớn hở vui mừng, nhận lấy túi đựng đồ, đem miệng túi giải khai, liền ôm vào trong ngực, cầm bên trong hoàng kim nguyên ngọc, từng hạt tròn lấy ra nhai ăn, lại là cầm hoàng kim nguyên ngọc, làm là kẹo linh thực. Diệp Thần gặp tiểu cấm yêu ăn nguyên ngọc hình dáng cùng tốc độ, khóe miệng hơi kéo một cái. Cái này đứa nhỏ, thật là một cái hoàn toàn tham ăn. Muốn nuôi hắn mà nói, sợ rằng hao phí đặc biệt to lớn. Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang. Gặp tiểu cấm yêu đánh bại âm đan lão tổ, cường hãn như vậy hình dáng, cũng là khen ngợi không dứt. Diệp huynh, người cái này tiểu cấm yêu, thật là vô địch. Từ Thiên Lang thở dài nói. Thúc thúc khen người đâu, còn không mau cảm ơn thúc thúc. Diệp Thần cười hướng tiểu cấm yêu nói. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu cấm yêu rất lễ phép, hướng Từ Thiên Lang cúi đầu một cái. Thấy hắn như vậy động tác, Diệp Thần và Từ Thiên Lang cũng vui vẻ cười to. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế gặp âm đan lão tổ đã sa sút, liền hướng Diệp Thần nói. Mộ chủ, cái này âm đan lão tổ, nhưng mà thiên đế cấp đan dược, người lấy hắn là nguyên vật liệu, giúp ta đúc thân xác, ta cái này thần hồn, liền có thể được ký thác. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về âm đan lão tổ. Trọng thương ngã gục âm đan lão tổ, cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, nhất thời cả người run rẩy một chút. Hắn tự biết hẳn phải chết, cũng không nguyện bị Diệp Thần lợi dụng, giữ tợn nói. Luân hồi chi chủ, ta coi như tự bảo, cũng sẽ không để cho ngươi ở trên người ta, đạt được chút nào chỗ tốt. Dứt lời, âm đan lão tổ cầm tim đưa ngang một cái, liền muốn tự bảo. Hiện tại vừa muốn tự bảo, chậm.
Diệp Thần cười một tí, sải bước bước ra, bàn tay cách không trấn áp Âm Đan lão tổ, đạo tông chú đan thuật thi triển ra. Vù vù, một cổ màu xanh thần quang, mang bát quái đạo uẩn, bao phủ ở Âm Đan lão tổ. Âm Đan lão tổ à đích một tiếng, hét thảm lên, thân thể nhất thời mất đi khống chế, hoàn toàn bị Diệp Thần cầm nặn. Diệp Thần cũng không có chút nào mềm tay, thúc giục đạo tông chú đan thuật, rất nhanh đem Âm Đan lão tổ thân thể, phân giải thành nguyên thủy máu thịt, cũng lần nữa ngưng luyện đúc. Âm Đan lão tổ lưu lại ý thức ý chí, toàn bộ bị Diệp Thần xóa đi. Một bộ mới thân xác, dần dần ở Diệp Thần dưới quyền thành hình. Diệp Thần lại đi thân thể kia thân xác bên trong, tăng thêm không thiếu thiên tài địa bảo, tăng lên thân thể linh khí. Nhưng cái này vậy tăng lên, tác dụng có hạn, hắn tài nguyên còn chưa đủ. Dựa hết vào Âm Đan lão tổ máu thịt, luyện chế được thân xác, cường độ khẳng định là không đủ. Diệp Thần là dự định, trước để cho Huyền Trần Thiên Đế, thần hồn có một cái đậu chỗ. Rồi sau đó, hắn lại đi thu thập trong bảo tàng tài nguyên, liền có thể lớn mạnh Huyền Trần Thiên Đế thân xác, đại công cáo thành. Như vậy luyện chế thân xác, thời gian là rất dài. Huyền Trần Thiên Đế nhưng mà Thiên Đế cảnh cường giả, muốn luyện chế ra đủ để chứa hắn thần hồn thân xác, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần khởi động trụ quang huyết mạch, bố trí cái kế tiếp thời gian kết giới. Ở nơi này thời gian kết giới bên trong, thời gian tốc độ chảy, và ngoại giới là bất đồng. Ngoại giới qua 2 tiếng, có thể Diệp Thần liền vượt qua 100 năm. Ở Diệp Thần luyện chế hạ, vậy cái thân xác, hình thức ban đầu đã xuất hiện, gương mặt là trống không, không có ngũ quan, đại biểu cái này cái thân xác, nội bộ là trống không trạng thái, có thể cung cấp nhân thần hồn đậu. Như vậy trống không thân xác, dõi mắt toàn bộ vô thời ý không, cũng có thể nói là 10 phần chân quý tồn tại. Cho dù là Diệp Thần, đúc ra cái này thân xác, vậy hao phí đại lượng tinh lực, thậm chí tiêu hao không thiếu luân hồi máu năng lượng. Hơn nữa, thân xác đúc còn không kết thúc, còn cần tiếp tục uẩn dưỡng, củng cố linh khí. Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung, Tiểu Cấm Yêu, cũng đang nhìn Diệp Thần. Tiểu Cấm Yêu tò mò hỏi, phụ thân, người đang làm gì? Diệp Thần cười nói, giúp một cái ông cụ, đúc thân xác, lập tức tốt. Sốt cuộc, ở lại kinh qua một đoạn thời gian rèn luyện sau đó, bộ kia thân xác, rốt cục thì hoàn toàn thành hình. Từ đầu đến cuối, Từ Thiên Lang và Từ Hữu Dung hai người, cũng bảo vệ ở Diệp Thần bên người, đề phòng ngoại địch xâm phạm. Bất quá may mắn chính là, thời gian qua hơn nửa ngày, người bên ngoài, còn không tìm được ảo tưởng không gian tồn tại, vậy không người vào tới quấy rầy, may mắn được có chút ly kỳ. Tiền bối, cái này thân xác đúc tốt lắm, người muốn đi vào sao? Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hỏi. Nói thật, cái này thân xác, cường độ còn chưa đủ, nếu là Huyền Trần Thiên Đế thần hồn, tiến vào trong đó, thực lực có thể không thăng phản hàng. Huyền Trần Thiên Đế nhưng là đại hỷ, nói, dĩ nhiên, một món tàn hồn, bất quá cô hồn dã quỷ, nhẹ bóng, rất không tự tại, coi như thân thể này yếu đi chút, ít nhất là thân máu thịt, ta trong lòng cũng thực tế, ha ha. So sánh với thần hồn nhẹ bóng tư thái, vậy khẳng định là thân máu thịt chân thực. Được rồi. Diệp Thần lập tức cũng không nói nhảm, bàn tay ấn vào vậy cái thân xác trên, đem Huyền Trần Thiên Đế thần hồn, dẫn đường đi qua. Vù vù. Huyền Trần Thiên Đế thần hồn, vừa tiến vào thân thể kia thân xác, nguyên cái thân xác, nhất thời toát ra thần mang, nguyên bản trống không gương mặt, nhiều hơn một bộ ngũ quan, đó chính là Huyền Trần Thiên Đế ngũ quan dung mạo. Huyền Trần Thiên Đế mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Từ Hữu Dung, Từ Thiên Lang hai người, thấy một màn này, đều là kinh hãi dị, không biết Diệp Thần khiến cho thần thông gì. Lúc này Huyền Trần Thiên Đế đứng dậy, bọn họ vậy mơ hồ cảm nhận thiên cơ. Biết Huyền Trần Thiên Đế cùng Diệp Thần tới giữa, quan hệ nhất định là vô cùng mật thiết. Mộ chủ, tốt, rất tốt, ta có thể coi như là khôi phục thân thể. Huyền Trần Thiên Đế hoạt động gân cốt một chút, đối cái này mới tinh thân xác, vậy là vô cùng hài lòng. Diệp Thần cười khổ một tí, thật ra thì cái này thân xác, cường độ xa xa không đủ, thậm chí kém hơn hắn Thanh Liên phân thân. Tiếp theo, hắn còn muốn thu thập trong bảo tàng thiên tài địa bảo, mới có đầy đủ tài nguyên. Đi giúp Huyền Trần Thiên Đế lớn mạnh thân xác. Mộ chủ, chúng ta đi ra ngoài tìm Thái Hải Thiên Đế, cầm hắn làm thịt, ha ha, cầm hắn huyết nhục, cho ta lớn mạnh thân xác, lại không quá thích hợp.
Huyền Trần Thiên Đế cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát khí. Năm đó ân oán tình cừu, ngày hôm nay cũng là thời điểm toàn bộ thanh toán. Hắn vốn là kế hoạch, dựa vào Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, đem Thái Hải Thiên Đế dẫn dụ đi vào. Nhưng, Thái Hải Thiên Đế chậm chạp không xuất hiện, hắn dự định trực tiếp đi ra tìm. Chỉ cần Thái Hải Thiên Đế, còn ở Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, liền tuyệt đối không gạt được hắn ánh mắt. Tiền bối, chúng ta đánh thắng được Thái Hải Thiên Đế sao? Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn mới vừa luyện chế xong thân xác, tinh lực tiêu hao to lớn. Mà Tiểu Cấm Yêu, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung các người, đang cùng Âm Đan lão tổ chiến đấu qua sau đó, nguyên khí vậy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Còn như Huyền Trần Thiên Đế, hắn mới vừa khôi phục thân xác, cái này cái thân xác cường độ đặc biệt yếu, khẳng định không phải Thái Hải Thiên Đế địch thủ. Nếu như trực diện Thái Hải Thiên Đế nói, vậy sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ha ha ha, yên tâm, ta có một kiện pháp bảo, có thể vây khốn Thái Hải Thiên Đế, đem hắn đánh chết. Ngươi nhớ không nhớ, ta cùng ngươi đã nói, cổ tinh môn thần chí cao khí. Huyền Trần Thiên Đế cười nói. Diệp Thần nói, tiên thiên độn long thung. Huyền Trần Thiên Đế cười híp mắt nói, đúng vậy, ngươi đoán một chút, vậy tiên thiên độn long thung, hôm nay ở trong tay người nào? Diệp Thần bộ dạng sợ hãi kinh hãi, nói tiền bối, chẳng lẽ vậy thần khí pháp bảo, ngay tại bên trong tay ngươi? Nhưng mà, ngươi không phải nói, vậy tiên thiên độn long thung, tại mới vừa sản sinh ra hình thức ban đầu thời điểm, cũng đã bị ban thiên đế hủy tổn, lâm vào là phế phẩm liền sao? Huyền Trần Thiên Đế nói, ha ha, ta biết một cái đạo tông nhân vật lớn, vị đại nhân vật kia, cướp được lâm vào là phế phẩm tiên thiên độn long thung, cũng lấy thủ đoạn nghịch thiên, rửa đi vậy trên pháp bảo mặt loang lổ ô nhiễm vết, để cho vậy pháp bảo khôi phục một chút lực lượng. Mặc dù vậy pháp bảo lực, xa xa không thể cùng thiên ma tinh hải, thiên tội cổ kiếm cùng thần chí cao khí so sánh, nhưng vậy có vô cùng mạnh mẽ phong ấn những ràng buộc hiệu quả, phải đối phó Thái Hải Thiên Đế là đủ rồi. Vậy tiên thiên độn long thung, ở đại nhân vật kia trong tay, nhưng ta có thể mượn dùng bộ phận lực lượng. Nếu như ta chỉ là một món tàn hồn, thì không cách nào mượn dùng, nhưng hôm nay có thân xác, liền có thể mượn. Ngươi lần này giúp ta khôi phục thân xác, cùng chuyện chỗ này, ta sẽ đem vậy nhân vật lớn, giới thiệu cho ngươi biết. Thật ra thì, Huyền Trần Thiên Đế đã sớm nói, hắn biết một cái đạo tông bên trong nhân vật lớn, nếu như thời cơ thích hợp, có thể giới thiệu cho Diệp Thần. Chỉ là, Diệp Thần không nghĩ tới, vị đại nhân vật kia, lại có thể nắm giữ tiên thiên độn long thung, đây chính là cổ tinh môn thần chí cao khí. Mà Huyền Trần Thiên Đế, thì có thể mượn dùng tiên thiên độn long thung lực lượng. Đây là hắn dám trực tiếp tìm Thái Hải Thiên Đế báo thù sức lực. Chúng ta đi thôi. Ra đi tìm một chút vậy Thái Hải Thiên Đế, rốt cuộc ẩn núp ở địa phương nào, chỉ hy vọng hắn còn không chạy, ha ha. Huyền Trần Thiên Đế cười một tiếng, phất tay một cái, liền muốn mang Diệp Thần rời đi cái này phiến ảo tưởng không gian. Ha ha ha, Huyền Trần Thiên Đế, không cần đi ra ngoài, ta ở nơi này. Vừa lúc đó, trên bầu trời, truyền tới một đạo tiếng cười lớn. Một cổ hào hùng Thiên Đế hơi thở, ngay tức thì từ trong hư không bùng nổ. Rào, rào, rào. Từng luồng hùng hồn linh khí năng lượng, hóa thành biển cả, hóa thành sóng gió kinh hoàng, cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống. Rất nhanh, toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Cung, đều bị ngâm ở trong biển khơi mênh mông. Thấy một màn này, Từ Thiên Lang cùng Từ Hữu Dung, đều là giật mình, vội vàng bảo vệ ở Nguyệt Thần Thiên Đế quan tài băng cạnh, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Diệp Thần vậy nhìn phía bầu trời, liền thấy một đạo uy nghiêm bóng người. Chậm rãi biến dạng hư không hạ xuống, chính là Thái Hải Thiên Đế. Lúc này Thái Hải Thiên Đế khí toàn bộ bùng nổ, thanh thế thật lớn, như chấp chưởng biển cả thần biển, cực kỳ bá đạo. Diệp Thần thấy Thái Hải Thiên Đế hạ xuống, thiên cơ bắt, nhất thời cũng biết, lúc đầu Thái Hải Thiên Đế sớm đã tới rồi, chỉ là một mực che giấu, không có hạ xuống. Thậm chí, Diệp Thần giúp Huyền Trần Thiên Đế, luyện chế thân thể thời điểm, Thái Hải Thiên Đế vậy không có quấy rầy. Xem ra bố trí quá sâu. Bởi vì, Thái Hải Thiên Đế biết, thân xác luyện chế được sau đó, Huyền Trần Thiên Đế thần hồn, ký thác vào thân thể kia bên trong, thực lực ngược lại sẽ phải chịu hạn chế, không thăng phản hàng. Như vậy thứ nhất, hắn phải đối phó Huyền Trần Thiên Đế, liền sẽ ung dung rất nhiều. Nếu như Huyền Trần Thiên Đế, còn ở Diệp Thần trong cơ thể,
thần hồn lực lượng không có hạn chế, toàn bộ mượn lực cho Diệp Thần mà nói, ngược lại khó đối phó hơn, hơn nữa khó giải quyết. Vì để cho Diệp Thần thuận lợi luyện chế ra thân xác, Thái Hải Thiên Đế thậm chí âm thầm hỗ trợ, che giấu thiên cơ, che giấu cái này phiến ảo tưởng không gian tọa độ, không để cho người ngoài phát hiện. Luân hồi chi chủ, Huyền Trần Thiên Đế, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Thái Hải Thiên Đế cười gằn, vung tay lên, thương sóng cuộn sạch, ngập trời nước biển, hóa thành cuồn cuộn nước lũ, hướng Diệp Thần và Huyền Trần Thiên Đế bạo sông lên đi. Hắn thời cơ xuất thủ, cầm nặn được tốt vô cùng. Diệp Thần mới vừa luyện chế thân xác xong, tinh lực tiêu hao to lớn. Mà Tiểu Cấm Yêu, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung các người, cùng Âm Đan lão tổ chiến đấu tiêu hao, nguyên khí còn không khôi phục. Còn như Huyền Trần Thiên Đế, thậm chí còn không có thể thích ứng cái này thân thể mới. Có thể nói, Thái Hải Thiên Đế chiếm hết ưu thế, ra tay một cái chính là kinh thiên nước lũ bạo giết xuống, ngăn cản người tán loạn. Phụ thân chú ý nha! Tiểu Cấm Yêu nguyên khí còn không khôi phục, nhưng thấy Diệp Thần gặp nguy hiểm, tay non nớt vội vàng nặn động ấn quyết, bày một phiến yêu khí bình phong che chở, ngăn trở đánh thẳng tới nước lũ. Huyền Trần Thiên Đế một chỉ điểm ra, Đại Hoang Trần Diệt chỉ bùng nổ, rất miễn cưỡng nghiền nổ biển cả nước lũ, nói. Thái Hải Thiên Đế, đừng lấy vì ngươi thực lực ở trên ta, liền có thể phách lối. Dám để cho ta khôi phục thân xác, ngươi đây là tự tìm cái chết. Tiên Thiên Độn Long Thung, hạ xuống đi. Huyền Trần Thiên Đế phát ra ngâm sướng, muốn triệu hoán Tiên Thiên Độn Long Thung lực lượng hạ xuống. Nhưng, hắn ngâm sướng tiếng gọi, phát ra sau đó, chung quanh một phiến yên lặng, không có bất kỳ dị thường nào năng lượng ba động. Ừ, thấy vậy, Huyền Trần Thiên Đế sắc mặt nhất thời thay đổi. Thái Hải Thiên Đế vui vẻ cười to, nói, ngươi thực lực không bằng ta, liền muốn mượn ngoại vật. Cái này mảnh không gian, đã bị ta phong tỏa, ngươi muốn triệu hoán pháp bảo gì, đó là tuyệt đối không thể nào. Ha ha, hơn nữa lấy ngươi hôm nay thực lực, cho dù có thần khí nghịch thiên, ngươi vừa có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Đáng chết! Huyền Trần Thiên Đế cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện không gian bị phong tỏa, hắn ý chí không cách nào truyền ra ngoài, bất kỳ triệu hoán thủ đoạn đều không cách nào có hiệu lực. Cũng chết đi cho ta! Thần biển à, đáp lại ta đi! Thái Hải Thiên Đế giang hai cánh tay, phát ra ngâm sướng, một cổ màu xanh ngọn lửa, ở trên người hắn bộc phát ra. Rào! Một đạo viễn cổ đại dương năng lượng ba động, cuồn cuộn từ chân trời bão rơi xuống. Cổ xưa trong dòng sông dài lịch sử lực lượng thần bí, bị Thái Hải Thiên Đế triệu hoán liền xuống, ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một đạo vô cùng to lớn thần biển bóng người. Thần biển, là đặc biệt cổ xưa, đặc biệt viễn cổ thần linh, cũng là Thái Hải Thiên Đế lúc ban đầu tín ngưỡng. Cho dù hắn sau đó quy theo liền hồn Thiên Đế, thành bóng tối tín đồ, nhưng cái này thần biển tín ngưỡng, lại không có mất. Biển khơi là bao dung, cho dù thần biển tín đồ. Đi sùng bái cái khác thần linh, thần biển cũng sẽ không quan tâm, có một cổ hải nạp bách xuyên, bao dung vạn tượng vĩ đại. Cho dù là tà ác cùng hắc ám, thần biển cũng có thể chứa. Giờ khắc này, Thái Hải Thiên Đế liền triệu hoán thần biển lực lượng, hạ xuống. Hắn thân thể, cùng thần biển bóng người, dung hợp lại, hình dáng phát sanh biến hóa. Hắn thân cao, dương cao vạn trượng, biểu dương ra to lớn, hùng kỳ, bá đạo uy nghiêm. Ra hắn, phơi bày ra một cổ tinh khiết màu xanh nhạt, dâu nhưng là màu xám cho, dài đến ngàn trượng, tung bay lên cao, mặt mũi vắng lặng như pho tượng, cả người giống như một tôn vạn cổ bất hủ tượng thần. Mạnh mẽ, vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Thái Hải Thiên Đế cho gọi ra thần biển lực lượng sau đó, cả người đổi được vô cùng mạnh mẽ, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ cây đinh ba, mũi kích sắc bén, giống như có thể đâm rách thương khung. Thấy Thái Hải Thiên Đế bộc phát ra hung mãnh như vậy lực lượng, Diệp Thần, Huyền Trần Thiên Đế, Từ Thiên Lang các người, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thái Hải Thiên Đế rõ ràng là chiếm hết ưu thế, nhưng hắn vì tàn sát toàn trường, vẫn là bộc phát ra toàn lực, không có chút nào khinh địch khinh thường hình dáng. Ai nha, phụ thân, người này thật là lợi hại nha, ta không đánh lại, ô. Tiểu Cấm Yêu thấy Thái Hải Thiên Đế bộ dáng như vậy, cũng là bị giật mình, nghẹn ngào một tiếng. Coi như là hắn nguyên khí không hao tổn, chỉ sợ cũng khó mà tương đương Thái Hải Thiên Đế, huống chi hôm nay nguyên khí còn không khôi phục. Huyền Trần Thiên Đế quát lên,
giúp ta tranh thủ một nén nhang thời gian, ta có thể cưỡng ép triệu hoán thần khí hạ xuống. Nói xong, Huyền Trần Thiên Đế thiêu đốt lên khí huyết, một cổ huyết sắc ánh sáng phóng lên cao. Thái Hải Thiên Đế tuy phong tỏa cái này mảnh không gian, nhưng hắn nếu như không để ý giá phải trả, cưỡng ép triệu hoán mà nói, vẫn có thể đem tiên thiên độn long thung lực lượng, cho gọi ra tới. Bất quá, cái này cần thời gian. Chí ít, hắn cần một nén nhang thời gian. Hi hi, còn muốn vùng vẫy sao? Huyền Trần Thiên Đế, ta liền trước hết giết ngươi. Thái Hải Thiên Đế cười gằn, cả người màu xanh nhạt ra, thần hy lóe lên, ngàn trượng dài màu xám cho dâu, theo gió phiêu động. Rắc rắc, bàn tay hắn nắm chặt, xương cốt nổ vang, to lớn cây đinh ba, hướng Huyền Trần Thiên Đế bạo giết xuống. Hắn hôm nay thân thể, cùng thiên địa cao bằng, chừng vạn trượng, binh khí trong tay cây đinh ba, cũng là dài đến vạn trượng, uy thế khủng bố bá đạo đến không thể tưởng tượng nổi bước. Ở hắn thân thể to lớn cùng binh khí nổi bật hạ, Huyền Trần Thiên Đế và Diệp Thần các người, so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé. Thiên Ma Cổ Bảo, ngự. Diệp Thần vội vàng cho gọi ra Thiên Ma Cổ Bảo, phải bảo vệ Huyền Trần Thiên Đế, tranh thủ thời gian. Giao. Ma Hy bùng nổ. Trong hư không, xuất hiện một tòa thật to nguy nga lâu đài, ngay tại Huyền Trần Thiên Đế trên đỉnh đầu không. Phịch. Thái Hải Thiên Đế một kích cuồng nện xuống tới. Nhưng là đem cả tòa lâu đài, hoàn toàn nổ. Cho dù là Thiên Ma Cổ Bảo, cũng không cản được hắn nhất kích. Phốc xích. Lâu đài bể tan tành, Diệp Thần tại chỗ bị liên lụy, há mồm hộc máu. Tuy nói Thiên Ma Cổ Bảo, chỉ cần căn nguyên linh khí không bị phá hủy, cũng sẽ không chân chính hủy diệt, nhưng bị Thái Hải Thiên Đế như đòn nghiêm trọng này, Diệp Thần cũng có chút để không chịu nổi. Thái Hải Thiên Đế quá mạnh mẽ, đây chính là Thiên Đế cảnh nhân vật lớn. Tự nhiên không phải Diệp Thần có thể chống lại. Hống. Một tiếng kinh thiên sói chu nổ lên. Từ Thiên Lang thấy tình thế nguy hiểm, lập tức hóa ra hai đuôi huyết nha chó sói bản tướng, đuôi thú kinh khủng hơi thở sôi trào, hắn thân thể cũng là biến thành ngàn trượng dài, hướng Thái Hải Thiên Đế đạp chết đi. Hôm nay nguyên khí của hắn, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, muốn đánh thắng Thái Hải Thiên Đế, đó là tuyệt đối không thể nào. Bất quá, muốn trì hoãn một nén hương thời gian, có lẽ có cơ hội có thể làm được. Rắc rắc. Từ Thiên Lang dương ra miệng to như chậu máu, hung hăng một cắn, liền cắn trúng Thái Hải Thiên Đế cánh tay. Đáng chết xúc sinh. Thái Hải Thiên Đế tức giận, đem Từ Thiên Lang hất ra, huy động cây đinh ba ném đã đâm đi. Từ Thiên Lang khí cơ bị phong tỏa, nhưng lại không có cách nào né tránh, thân thể bị đâm thủng, xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, mưa máu phun ra. Hắn nhe răng nứt ra mục. Nhưng không có chút nào lùi bước, tiếp tục hướng Thái Hải Thiên Đế nhào tới. Một người một chó sói chiến đấu chung một chỗ. Từ Hữu Dung thấy vậy, thân thể mềm mại run rẩy, xem Từ Thiên Lang hình dáng, rõ ràng không phải Thái Hải Thiên Đế địch thủ, đánh tiếp nữa mà nói, sợ rằng không tới một nén hương thời gian, sẽ bị Thái Hải Thiên Đế đánh chết. Nguyệt Thần Lão Tổ Tông, đắc tội. Từ Hữu Dung cắn răng, quay đầu nhìn quan tài băng. Rồi sau đó dùng sức đem quan tài băng mở ra, ngón tay nặn quyết. Quan tài băng bên trong, một hạt châu từ Nguyệt Thần Thiên Đế đàn trong miệng bay ra. Hạt châu kia, quanh quẩn một tầng hòa hợp ánh trăng, chính là Nguyệt Thần Thiên Đế bổn mệnh pháp bảo, kêu Nguyệt Thần Thiên Châu. Nguyệt Thần Thiên Đế di thể, có thể gìn giữ đến nay, viên này Nguyệt Thần Thiên Châu, công không thể không. Nguyệt Thần Thiên Châu bay ra sau đó, Nguyệt Thần Thiên Đế di thể. Ra sáng bóng rõ ràng mở đi một ít. Nếu như Thiên Châu rời thân thể quá lâu, nàng di thể, rất có thể sẽ hủ hóa. Bất quá, Từ Hữu Dung nếu như chỉ là ngắn ngủi mượn dùng, kịp thời đem Thiên Châu thả trở về, vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vù vù. Từ Hữu Dung thúc giục Thiên Châu, Nguyệt Thần Thiên Châu như một vòng tháng lượng vậy, bay lên, chiếu sáng ở trên trời, ánh trăng rơi vào Thái Hải Thiên Đế trên da, một cổ thấu xương trong trẻo lạnh lùng khí lạnh. Tập sát đi. Thái Hải Thiên Đế run lập cập, ở Nguyệt Thần Thiên Châu dưới ảnh hưởng, động tác đổi được trì trệ một ít. Từ Thiên Lang áp lực lớn giảm, cảm kích nhìn Từ Hữu Dung một mắt. Hừ, các ngươi liều mạng trì hoãn thời gian, thì có ích lợi gì? Bất quá là sắp chết vùng vẫy. Thái Hải Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, tự nhiên biết Từ Thiên Lang và Từ Hữu Dung, liều mạng như vậy cùng hắn chiến đấu, là vì thay Huyền Trần Thiên Đế tranh thủ thời gian. Nếu như Huyền Trần Thiên Đế, có thể đem tiên thiên độn long thung triệu hoán xuống,
thế cục thì có thể nghịch chuyển. Nhưng, Thái Hải Thiên Đế cũng không tin, chính là một kiện ngoại vật pháp bảo, liền có thể nghịch chuyển đại cuộc. Bất quá, hắn đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ lật bàn cơ hội xuất hiện. Quyết tử ma nhãn, mở. Thái Hải Thiên Đế giận quát một tiếng, con người bỗng nhiên hóa thành màu sắc đen nhánh, hắc ám ma khí bùng nổ, lại là mở ra quyết tử ma nhãn. Hắn quy theo hồn thiên đế, trở thành bóng tối tín đồ, cái này quyết tử ma nhãn thần thông, cũng là tu luyện được đặc biệt thành thạo. Giờ phút này, Thái Hải Thiên Đế đem quyết tử ma nhãn, mở đi ra, thoáng chốc tới giữa, hơi thở tử vong gào thét ra, vậy Nguyệt Thần Thiên Châu ánh sáng, đổi được mở đi rất nhiều. Mà từ thiên những lang, gặp phải quyết tử ma nhãn sát khí bao phủ, nhất thời rên lên một tiếng, lông trên hiện ra chết khí tức quỷ dị, động tác cũng thay đổi được cứng lên rất nhiều. Diệp Thần thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Từ cục diện trước mắt phán đoán, cái này một nén hương thời gian, là vô luận như thế nào cũng chỉ hoãn bất quá. Cái này quyết tử ma nhãn, Diệp Thần vậy nắm giữ, hơn nữa còn là hắn cuối cùng một trong những lá bài tẩy. Nhưng, hắn và Thái Hải Thiên Đế thực lực, chênh lệch quá lớn, coi như mở ra quyết tử ma nhãn, cũng không khả năng thương tổn tới đối phương. Hắc Dạ Mệnh Tinh, đêm tối cũi, cho ta phong tỏa. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, cũng không lo tiêu hao cùng giá phải trả, vận dụng Hắc Dạ Mệnh Tinh lực lượng. Vù vù, một cổ bóng tối ánh sáng, từ chân trời hiện lên, cũng hóa thành một cái bóng tối cũi, nhanh chóng phong khóa lại Thái Hải Thiên Đế. Ừ, Thái Hải Thiên Đế cả kinh, đột nhiên phát hiện trước mắt một phiến đen nhánh, mình cả người, đã bị ám giả cũi vây khốn, không thấy được bất kỳ đồ. Thằng nhóc, bằng ngươi cũng muốn vây khốn ta, phá cho ta. Thái Hải Thiên Đế nhanh chóng tỉnh táo lại, biết là Diệp Thần vận dụng Hắc Dạ Mệnh Tinh, lấy bóng tối lực lượng đem hắn vây khốn. Bất quá, hắn thực lực cường đại, cái này đêm tối cũi, trong nháy mắt có thể phá. Lập tức, Thái Hải Thiên Đế huy động cây đinh ba, liền muốn đem trước mắt hắc ám phá vỡ. Đứa nhỏ, phong tỏa ở hắn. Diệp Thần hướng về phía tiểu cấm yêu quát lên. Bằng hắn một người lực lượng, thì không cách nào vây khốn Thái Hải Thiên Đế, hắn cần tiểu cấm yêu trợ lực. À, nha! Tiểu cấm yêu sửng sốt một tí, nhưng đầu óc ngược lại là 10 phần thanh tỉnh, nhanh chóng phản ứng, phi thân nhảy lên, thân thể hóa thành một cổ bàng bạc yêu khí, xung nhét thiên địa, dung hợp đến Diệp Thần đêm tối cũi bên trong. Diệp Thần cho gọi ra đêm tối cũi, ở thao thiên yêu khí ra chỉ xuống, phong tỏa lực lượng nhất thời thật to tăng lên. Thái Hải Thiên Đế cây đinh ba huy động, nhất kích dưới, lại không cách nào phá vỡ trước mắt hắc ám. Hắn bộ dạng sợ hãi kinh hãi, vội vàng hoành kích ở trước người, bày một cái phòng ngự tư thái, phòng ngừa từ thiên lang nhân cơ hội đánh lén. Thằng nhóc, có chút ý tứ. Người vậy chỉ tiểu yêu, là thượng cổ yêu hoàng đại đế chuyển thế chứ. Lại có thể vây khốn ta. Rất tốt, ta vốn còn muốn cho các ngươi một thống khoái, các ngươi thành công chọc giận ta. Chờ ta thoát khốn, ta muốn để các ngươi chịu đựng tàn khốc nhất hành hạ. Thái Hải Thiên Đế gương mặt vặn vẹo dữ tợn, dựa hết vào Diệp Thần mà nói, là tuyệt đối không thể nào vây khốn hắn, nhưng lại phối hợp trên tiểu cấm yêu, thao thiên yêu khí bạo phát, nhưng là ngắn ngủi đem hắn vây khốn. Oanh! Hào hùng thiên đế khí! Từ Thái Hải Thiên Đế trên mình nổ lên, đánh thẳng vào chung quanh hắc ám cùng yêu khí. Ở nơi này vậy thiên đế khí đụng hạ, tầng kia tầng yêu khí, không ngừng tán loạn. Diệp Thần vậy bị to lớn đánh vào, ngũ tạng lục phủ biến dạng vậy đau đớn. Phỏng đoán không bao lâu, Thái Hải Thiên Đế là có thể phá khốn ra. Tiền bối, còn chưa khỏe sao? Diệp Thần khẽ cắn răng, ánh mắt nhìn về Huyền Trần Thiên Đế, chỉ cảm thấy một nén hương thời gian. Là như vậy rất lâu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rốt cuộc, một tiếng kinh thiên nổ vang. Thái Hải Thiên Đế cuồng bạo thiên đế khí, như nước thủy triều như biển, thành công xông lên nổ đêm tối cũi, tràn đầy thiên yêu khí đều bị hắn tách ra. Tiểu cấm yêu thân thể hiển hóa đi ra, vô cùng chật vật rơi xuống đất, khạc ra một hơi màu vàng kim máu tươi, nhất thời liền ủ rũ, thấp giọng hướng Diệp Thần nói. Phụ thân, ta tận lực, ô. Đêm tối cũi bị xông phá, Diệp Thần cũng là thật không dễ chịu, cho tiểu cấm yêu một cái an ủi ánh mắt lại nhìn hướng Huyền Trần Thiên Đế. Cảm ơn trời đất, một nén hương thời gian cuối cùng là đi qua. Huyền Trần Thiên Đế mở mắt ra,
cả người khí huyết cháy, ở đỉnh đầu hắn bầu trời, kim quang nhô lên, một kiện thần khí pháp bảo, được triệu hoán liền xuống. Hắn không tiếc giá phải trả, cháy mình khí huyết, cuối suốt cùng là đột phá Thái Hải Thiên Đế phong tỏa, đem vậy thần khí triệu hoán xuống. Trong hư không thần khí, chính là một cây vàng óng cọc, phía trên có ba cái kim vòng, phía dưới có một đóa kim liên, toàn thân thụy khí nhô lên, phi long khí tượng quấn quanh, mười phần nguy nga. Mộ chủ, đa tạ. Tiếp theo, giao cho ta đi. Huyền Trần Thiên Đế cười một tiếng, hướng Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Đó chính là tiên thiên độn long thung sao. Diệp Thần nhìn trong hư không thần khí, thầm giật mình. Vậy thần khí mơ hồ, hiển nhiên cũng không phải là bản thể, chỉ là một món năng lượng hiển hóa. Diệp Thần cảm nhận được liền khổng lồ uy áp, vậy thần khí tiên thiên độn long thung, tựa hồ mang theo một cổ kinh khủng phong tỏa lực. Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như mình bị cột đến chui long cọc phía trên cọc ba cái kim vòng đập một cái, hắn nhất định là không cách nào chạy khỏi, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Lúc này, Thái Hải Thiên Đế trên mình thần biển khí tượng, tiêu tán đi, người khôi phục nguyên hình, nhưng trên mình bộc phát ra thiên đế khí, như cũ mười phần nồng nặc. Mới vừa cùng Diệp Thần đám người chu toàn chiến đấu, hắn cũng không có tiêu hao nhiều ít linh khí. Thấy tiên thiên độn long thung hạ xuống, Thái Hải Thiên Đế khinh thường vui vẻ cười to đứng lên. Cổ tinh môn thần chí cao khí, nếu như bản thể phủ xuống nói, ta đúng là sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng, Huyền Trần Thiên Đế, ngươi nơi cho đòi kêu, chẳng qua là một đạo năng lượng hư ảnh, chỉ bằng một đạo pháp bảo hư ảnh, ngươi liền muốn chuyển bại thành thắng, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Tiếng cười lớn bên trong, Thái Hải Thiên Đế sử dụng một kiếm, ngang trời hướng Huyền Trần Thiên Đế chém tới. Huyền Trần Thiên Đế thong thả, thi triển Huyền Trần mờ ảo thân pháp né tránh, rồi sau đó vung tay lên, vậy tiên thiên độn long thung chấn rơi xuống đất, nhô lên ra vạn trượng hà thải, kim quang lập lòe. Cái này tiên thiên độn long thung, do đại chủ tể dưới quyền sứ giả, phách đao thương lôi tự mình rèn luyện qua, ngươi lại dám xem thường. Ha ha, liền để cho ngươi xem, thần khí này uy lực chân chính. Chui long bắt tiên, khóa thần buộc ma, cho ta thu. Huyền Trần Thiên Đế cười lạnh một tiếng, trong miệng ngâm sướng, vậy chui long cọc bay, trong thoáng chốc trời quang mây tạnh, ánh sáng vạn trượng, không hôm nay ngày. Diệp Thần hoa mắt một cái, đợi được vậy đầy trời ánh sáng tiêu tán, hắn liền thấy vô cùng một màn kinh người. Chỉ gặp mới vừa vẫn là vô cùng phách lối Thái Hải Thiên Đế, giờ phút này lại có thể bị khóa đến chui long cọc phía trên. Hắn cổ, bộ một cái kim vòng, hai chân vậy tất cả giam lại một cái kim vòng. Bị gắt gao khóa ở chui long cọc bên trên, chút nào nhúc nhích không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái Hải Thiên Đế hoảng hốt, liền chính hắn cũng không biết, mình là làm sao bị khóa đến chui long cọc phía trên. Hắn liều mạng muốn vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, kim vòng thu được càng chặt, cổ hắn bị siết chặt, hô hấp không được, nhất thời gương mặt đỏ lên, cặp mắt nổi lên, gần như nghẹt thở. Đây là nhân quả luật. Thái Hải Thiên Đế thân thể run rẩy. Mơ hồ đoán được cái gì? Không sai, đây chính là nhân quả luật. Tiên thiên độn long thung, mang theo cường đại nhân quả luật, thần khí này chỉ cần sử dụng, liền có thể đem kẻ địch khóa lại, bỏ mặc kẻ địch có cường đại dường nào, một khi bị khóa lại, liền không cách nào chạy khỏi chui long cọc khốn khóa. Huyền Trần Thiên Đế cười lên, tiên thiên độn long thung, uy năng vô cùng cường đại, mang theo cao cấp nhân quả luật diệu pháp. Thần khí này thả ra, liền nhất định có thể khóa lại kẻ địch, phổ thông thiên đế cũng chạy không thoát, trừ phi là thiên đế cảnh hậu kỳ, đã mơ hồ vượt qua thế giới quy luật, vượt qua nhân quả vĩ đại tồn tại, mới có thể từ chui long cọc nhân quả luật hạ chạy khỏi. Nhưng hiển nhiên, Thái Hải Thiên Đế tu vi, còn chưa tới cái đó bước. Huyền Trần Thiên Đế một thả ra tiên thiên độn long thung, hắn lập tức trúng chiêu, bị gắt gao khóa lại. Diệp Thần trợn to hai mắt, cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn này. Cái này tiên thiên độn long thung, quả nhiên là có chui long bắt tiên, khóa thần buộc ma uy năng, liền Thái Hải Thiên Đế đều có thể ngay tức thì bắt. Nếu như pháp bảo này, có thể nguyên vẹn tạo ra nói, đủ để cùng thiên ma tinh hải, thiên đế kim luân vân. Vân thần khí sánh bằng. Chỉ bất quá, pháp bảo này, mới vừa chế tạo ra hình thức ban đầu thời điểm, liền gặp phải ban thiên đế ô nhiễm tổn, hôm nay tuy bị một cái đạo tông đại nhân vật, lần nữa chui luyện, nhưng bàn về uy lực. Nhất định là kém hơn thiên đế kim luân, thiên tội cổ kiếm cùng thần chí cao khí.
Dĩ nhiên, muốn khốn khóa Thái Hải Thiên Đế, đó là dư sức có thừa. Thậm chí, Huyền Trần Thiên Đế chỉ là triệu hoán một đạo pháp bảo hư ảnh, cũng đã khóa lại Thái Hải Thiên Đế, đủ thấy vậy tiên thiên độn long thung cường hãn. Thái Hải Thiên Đế, người muốn chết như thế nào? Huyền Trần Thiên Đế trong mắt lướt qua một chút lãnh khốc ý, từng bước một hướng Thái Hải Thiên Đế đi tới. Thái Hải Thiên Đế mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy run, trong lòng có vẻ hối hận. Sớm biết, hắn cũng không cho Huyền Trần Thiên Đế khôi phục thân thể cơ hội. Hắn nơi nào nghĩ đến, cái này tiên thiên độn long thung, lại có thể sẽ mạnh như thế lớn, một đạo pháp bảo hư ảnh, là có thể đem hắn khóa kín. Huyền Trần Thiên Đế, ta sai rồi, chúng ta huynh đệ một chàng, năm đó cùng sáng lập Huyền Hải thời không. Ta đã từng là thật xin lỗi ngươi, thế nhưng chỉ là ta hồ đồ nhất thời, ta biết sai rồi. Sau này Huyền Hải thời không, liền quy ngươi trông coi, ngươi thả ta làm ngươi người làm, như thế nào? Thái Hải Thiên Đế tự biết hẳn phải chết, khổ khổ cầu khẩn, chỉ mong Huyền Trần Thiên Đế có thể hồi tâm chuyển ý. Huyền Trần Thiên Đế vui vẻ cười to, nói, ngươi hiện tại mới nhận sai, đã muộn. Dứt lời, Huyền Trần Thiên Đế nhắc tới kiếm, một kiếm thọt đâm vào Thái Hải Thiên Đế bụng bên trong. Đau nhức truyền tới, Thái Hải Thiên Đế gương mặt vặn vẹo, ít nhất có một thời gian nửa tiếng tuyến phai mờ, ở chết sợ hãi hạ, hắn lần nữa cầu xin tha thứ, nói. Huyền Trần Thiên Đế, làm ta cầu in ngươi. Ta tu luyện tới Thiên Đế cảnh, không biết trải qua nhiều ít kỷ nguyên, cái này cả người. Cái này cả người tu vi, được không dễ. Hắn bụng cắm một thanh kiếm, thương thế rất nặng, lúc nói chuyện không ngừng thở hổn hển, mồ hôi lạnh từng giọt bốc lên hạ. Tối đa ta cầm thần biển đạo thống, vậy cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Ngươi thiên phú, so ta lợi hại rất nhiều, nếu là có thể thừa kế thần biển đạo thống, ngươi có thể tái hiện viễn cổ huy hoàng. Huyền Trần Thiên Đế giữ tợn nói, không cần, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ cần mạng ngươi. Vừa nói, hắn đem trường kiếm rút ra, lần nữa dùng sức thọt nhập Thái Hải Thiên Đế bụng. Thái Hải Thiên Đế cả người co rút, co quắp không nói ra lời, khóe miệng rịn ra máu tươi. Diệp Thần, Tiểu Cầm Yêu, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung các người, đều là im lặng nhìn một màn này. Thái Hải Thiên Đế luân lạc đến đây, vậy dĩ nhiên là hắn tội có cần phải được. Hồn Thiên Đế đại nhân, mời, xin hàng hạ người thương hại, cứu người hèn mọn tín đồ. Thái Hải Thiên Đế trọng thương ngã gục, ý thức dần dần mơ hồ, thấp giọng tụng niệm đứng lên, lại là muốn triệu hoán Hồn Thiên Đế. Vậy mà nói, thờ phượng bóng tối tín đồ, muốn triệu hoán Hồn Thiên Đế nói, cần phải chuẩn bị đại lượng tế phẩm, hoặc là lấy tự thân tánh mạng máu tươi là cung phụng, mới có thể đem Hồn Thiên Đế cho gọi ra tới. Thái Hải Thiên Đế tự nhiên vậy biết rõ một điểm này, nhưng hắn chết đến ập lên đầu, theo bản năng hy vọng Hồn Thiên Đế có thể hạ xuống, cứu hắn tánh mạng. Hắn tiếng gọi rơi xuống, ra dự liệu, trong hư không, lại có thể thật truyền ra liền một hồi ầm ầm sấm sét. Ở giữa thiên địa, phong lôi đại tác, ma khí cuồn cuộn, không rõ cùng bóng tối hơi thở, nhanh chóng tràn ngập nổ tung. Phảng phất có cái gì động trời đại khủng bố, sắp muốn hạ xuống. Phụ thân, Tiểu Cấm Yêu mặt đầy sợ hãi, bắt được Diệp Thần tóc. Bên kia Từ Thiên Lang, cũng là bắt được nồng nặc khí tức kinh khủng, hoành đao bảo vệ ở Từ Hữu Dung trước người. Từ Hữu Dung thì tay đè quan tài băng, bảo vệ được Nguyệt Thần Thiên Đế di thể. Nơi này là Nguyệt Thần Thiên Đế lãnh địa. Để cho ta suy nghĩ một chút, à, trong trí nhớ của ta, thật giống như có nàng tồn tại. Nàng không có mỹ thần xinh xắn, ta muốn để cho nàng làm ta lò, đáng tiếc nàng cự tuyệt. Là ta kêu hoa tổ giết nàng. Đúng rồi, là như vậy, trí nhớ này, quá rất xưa, ta cũng mau quên mất. Đại chủ tể Thiên Đế Thần Nguyên, thật là lợi hại, lại có thể để cho nàng thân thể, gìn giữ đến hiện tại. Nàng thân thể này, không biết còn có thể hay không dùng. Hy vọng không nên quá lạnh như băng đi. Một hồi âm trầm. Khàn khàn, xâm nghiêm, mau nhung nhung, cực kỳ thanh âm khó nghe, từ trong hư không truyền ra. Thanh âm này đứt quãng, như mộng nghệ, nếu như một người điên nói nhỏ. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, là một cái vô cùng xấu xí người. Hắn thân thể vặn vẹo, ngũ quan cũng là vặn vẹo nghiêng lệch, rối bời tóc xóa, cả người mỗi một cái lỗ chân lông, cũng tản ra bẩn thỉu, hôi thối, sình sệt đồ, bụng là thối giữa, bên trong có vô số côn trùng đang ngọa nguậy.
không cách nào dùng lời nói đi hình dạng hắn xấu xí. Cho dù là thế gian nhất kinh tởm ma thần, cùng người này so sánh, vậy thánh khiết đẹp được giống như tiên linh. Khó mà hình dung quỷ bí, âm u, tà lệ, không rõ, tội nghiệt, dơ bẩn hơi thở, từ trên người người này tản mát ra. Nếu như là đạo tâm hơi yếu võ giả, chỉ cần thấy được người này một mắt, tại chỗ liền sẽ thét chói tai tan vỡ. Người này lại là Sửu Thần. Sửu Thần. Diệp Thần ra đầu tê dại, tuyệt đối không nghĩ tới, Sửu Thần lại có thể sẽ hạ xuống. Trước mắt cái này xấu xí người, và Diệp Thần trước kia đã gặp Sửu Thần, bề ngoài có chút không cùng, còn có người hình, nhưng đều là giống nhau vặn vẹo cùng xấu xí, mùi hôi thối kia hơi thở không có sai. Đây chính là Sửu Thần không sai. Thái Hải Thiên Đế ngây ngẩn, hắn rõ ràng là triệu hoán hồn Thiên Đế, nhưng hiện tại hạ xuống, nhưng là một cái vô cùng xấu xí thần linh. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, như vậy kinh tởm tồn tại. Hắn đã là trọng thương ngã gục, hết sức yếu ớt, khi thấy Sửu Thần hạ xuống sau đó, mắt thấy Sửu Thần đáng sợ hình dáng, lại bị quỷ dị kia ma khí một đánh vào, hắn tại chỗ liền hét dầm lên. Thái Hải Thiên Đế đạo tâm, ngay tức thì hỏng mất, hắn không có hình tượng chút nào tan vỡ thét chói tai, gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng, cứt đái không giữ được, cũng không biết khí lực từ đâu tới, lớn tiếng kêu lên. Ngươi không phải hồn Thiên Đế, ngươi không là thần của ta. Sửu Thần lộ ra một cái đủ để cho người chọn đời cơn ác mộng nụ cười, mắt nhìn Thái Hải Thiên Đế, nói ta là hồn Thiên Đế bằng hữu, ngươi triệu hoán hắn, ta thay hắn hạ xuống, cũng giống như vậy. Thái Hải Thiên Đế nhìn Sửu Thần ánh mắt, lại là điên cuồng gầm thét, nói, không, ngươi không là thần của ta. Vậy là như thế nào ánh mắt? Con ngươi chiếu ngược núi thây biển máu, ngàn vạn xương trắng, vô số điều con giòi đang ngọa nguậy, từ hắn trong con ngươi bò ra ngoài, còn có rất nhiều không thể danh trạng quỷ dị đồ, cấu trúc thành một tầng tia máu võng trạng đồ, bao trùm ở trên đó. Người bất kỳ chỉ cần thấy được Sửu Thần ánh mắt, cũng sẽ tan vỡ, thét chói tai, gầm thét, rơi vào ác mộng cùng điên cuồng, rơi vào vô biên vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong đi. À, xem ra ngươi đã điên. Sửu Thần lắc đầu một cái, vặn vẹo ngón tay nâng lên, ở trên cổ mình nhẹ nhàng rạch một cái. Động tác này rơi xuống, Thái Hải Thiên Đế cổ, lập tức liền xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi văng tung tóe, thật giống như bị người dựa theo cổ họng cắt một đao, trợn to hai mắt, bị mất mạng tại chỗ, nơi có thời gian tuyến diệt hết, chết không nhắm mắt. Thấy Thái Hải Thiên Đế chết đi, Diệp Thần, Từ Thiên Lang, Huyền Trần Thiên Đế các người, đều là bộ dạng sợ hãi, ra đầu tê dại nhìn Sửu Thần. Sửu Thần ánh mắt nhìn vòng quanh, vậy nhìn Diệp Thần các người. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Thật ra thì, ta muốn giết ngươi. Nhưng tiếc là, hồn Thiên Đế lập tức phải trở về, ta cũng không dám đắc tội hắn. À, ngươi tánh mạng, vẫn là để lại cho hồn Thiên Đế đi thu hoạch đi. Sửu Thần hướng Diệp Thần cười một tiếng, thiếu chút nữa cầm Diệp Thần kích thích đắc đạo tim tan vỡ, ngực phiền muộn muốn nôn mửa. Cuối cùng, Sửu Thần ánh mắt, rơi vào Nguyệt Thần Thiên Đế trên quan tài băng, tròng mắt híp lại, nói. Cái này quan tài băng, ta mang đi, ta muốn Nguyệt Thần Thiên Đế làm ta lò, các ngươi không có ý kiến chớ. Vừa nói, Sửu Thần cất bước hướng quan tài băng đi tới, hắn mỗi bước ra một bước, liền có vô số bẩn thỉu sình sệt đồ, dòng nước chảy xuống, nhanh chóng ô nhiễm Nguyệt Thần Thiên Cung mặt đất. Từ Hữu Dung bộ dạng sợ hãi, tuyệt không muốn nhìn thấy Nguyệt Thần Thiên Đế thân thể, rơi vào Sửu Thần nắm trong tay bên trong. Nhưng ở Sửu Thần uy áp hạ, nàng cả người không cách nào cứng còng, không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền một câu nói cũng không nói được nói, cả người cơ hồ nghẹt thở. Ngươi là thứ gì, một cái xấu xí quái vật, ngươi cũng dám chấm mút Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt. Từ Thiên Lang tiến lên trước một bước, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sửu Thần. Sửu Thần khủng bố cùng ma uy, để cho hắn cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Nhưng, vì bảo vệ Từ Hữu Dung, hắn vẫn là đứng ra, đè xuống tất cả sợ hãi. Hắn trên mình, từng luồng đuôi thú kinh khủng khí tràn ngập ra, giống vậy mang theo không rõ hơi thở, nhưng không có Sửu Thần như thế mãnh liệt. À, đuôi thú sao? Nếu như là hoàn chỉnh thập vĩ, vậy ta có thể sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng, ngươi chỉ là một đầu phân thân, thực lực cùng ta chênh lệch quá nhiều. Nói ta là quái vật, chính ngươi cũng không phải là quái vật. Ha ha, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, tránh ra đi, ta không giết ngươi.
Sửu thần dửng dưng nói. Quái vật, cho ta chết. Tử thiên lang tức giận, một tiếng sấm sét chợt quát, liều mạng còn sống không nhiều khí lực, đột nhiên chém ra một đao. Hắn đao, hung hăng chém ở sửu thần trên bả vai. Rắc rắc một tiếng. Sửu thần thân thể, không chút tổn hao nào. Nhưng tử thiên lang bả vai, lại bị chém ra liền một đạo sâu đậm vết thương, sâu thấy tới xương. Hắn cái này một đao, rõ ràng là chém ở sửu thần trên mình, nhưng cuối cùng bị thương, nhưng là mình. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trên đầu vai truyền tới to lớn đau nhức, để cho tử thiên lang hoàn toàn bối rối, trong tay đao bởi vì đau đớn, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. À, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi, ta là sẽ không bị thương. Bất kỳ muốn công kích người ta, bọn họ chiêu số, cuối cùng cũng sẽ ngược lại công kích mình. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, đây là thiên bia thiên nghịch thần mạch nghĩa sâu xa. Ta từng tiếp xúc qua thiên bia, tuy không hiện tư cách thức tỉnh thiên nghịch thần mạch, nhưng ta cũng thành công ăn cắp thiên bia một chút lực lượng. Sử thần mỉm cười hướng từ thiên lang nói, ánh mắt nhưng lại rơi vào diệp thần trên mình. Diệp thần chấn động tùng, không nghĩ tới sử thần lại có thể tiếp xúc qua thiên bia, thậm chí ăn cắp thiên bia một chút lực lượng. Thiên bia năng lượng nội tình, chân thực quá thâm hậu. Sử thần ăn cắp đến một chút, liền có thể dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, đứng ở chỗ bất bại, vĩnh viễn cũng sẽ không bị thương. Nếu như diệp thần tu vi, có thể đủ cường đại lên, chấp trưởng thiên bia, cũng thức tỉnh thiên nghịch thần mạch hắn, có lẽ có thể so sử thần còn khủng bố. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Sử thần lần nữa hướng từ thiên lang nói, giọng mang một chút cảnh cáo ý. Hắn ánh mắt vừa nhìn về phía từ hữu dung, nhẹ khẽ gật đầu, ừ. Ngươi là Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ. Linh khí nội tình ngược lại cũng không tệ, tướng mạo vóc người vậy rất tốt, ngươi mang theo cái này quan tài băng, cùng ta cùng đi đi. Từ Hữu Dung sợ hãi, mười phần hoảng sợ lui về phía sau. Nàng rất rõ ràng biết, một khi mình rơi vào sửu thần trong tay, đó đúng là như thế nào kinh khủng kết quả. Từ Thiên Lang chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn lúc này đã biết sửu thần mạnh mẽ. Nhưng vẫn không có lùi bước chút nào, cắn răng nghiến lợi nói. Quái vật, người muốn đụng từ cô nương, đó là mộng tưởng hảo huyền. Sửu thần diễn cảm có chút quỷ dị, nhìn chằm chằm đối phương, cười nói, làm sao, người còn có thủ đoạn gì nữa, có thể phản kháng ta. Từ thiên lang không nói gì, diễn cảm nhưng là tràn đầy đoạn tuyệt ý, bỗng nhiên sải bước xông lên trước, vững vàng ôm lấy sửu thần thân thể. Sửu thần thân thể, là như vậy bẩn thỉu. Hôi thối, tràn đầy dơ bẩn cùng thối giữa đồ, thối giữa trong bụng có vô số côn trùng đang ngọa nguậy, cho dù là một cái hôi thối liền ngàn năm thi thể, nếu so với hắn thân thể sạch sẽ rất nhiều. Nhưng, từ thiên lang lại không để ý hết thảy, liền ôm chặt lấy sử thần thân thể. Hơn nữa tựa hồ đang chuẩn bị cái gì? Sử thần sắc mặt đại biến, nhưng cảm thấy từ thiên lang thân thể ở bành trướng, nội tức ở lay động nổ tung. Đó là tự bạo điềm báo trước. Quái vật, cùng chết đi. Từ thiên lang đột nhiên một tiếng hét điên cuồng, thân thể oanh một tí, tại chỗ muốn nổ tung lên. Hắn lại là tự bạo thân thể, muốn cùng sử thần lấy mạng đổi mạng. Hắn dẫu sao là đuôi thú, nếu như tự bạo, bộc phát ra uy năng, đủ để hủy thiên diệt địa, nổ tung tinh không vũ trụ, đặc biệt khủng bố cường hãn. Liền gặp từ thiên lang tự bạo, vô số máu thịt mảnh vỡ tung tóe. Cuồn cuộn đen sẫm đuôi thú tức bể phổi đi ra, tràn ngập thiên địa, chấn động thời không. Sửu thần thân thể, ở từ thiên lang tự bạo hạ, tại chỗ liền bị xé nát. Hắn nơi hạ xuống, cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo ý chí năng lượng hóa thân. Cái này đạo hóa thân, dĩ nhiên không thể nào chịu đựng ở từ thiên lang tự bạo đánh vào. Sửu thần bị xé nát, trong người thân thể bể tan tành trước, hắn kinh ngạc cười khổ lưu lại một câu nói. Thật là, không tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết đuôi thú, là hết sức hắn hung tàn, bướng bỉnh bất tuần, vì tư lợi tồn tại. Sử thần tuyệt đối không nghĩ tới, từ thiên lang vì bảo vệ từ hữu dung, lại có thể bỏ được hy sinh tánh mạng, tại chỗ tự bạo, cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Cái này đạo hóa thân biến mất, đối hắn bản thể mà nói, cũng là một cái đặc biệt đả kích nặng nề. Đuôi thú chẳng lẽ không đơn thuần là năng lượng thể, cũng trở thành chân chính người. Sử thần nhìn tính vạn tính, duy chỉ có không có coi là đến đuôi thú sẽ như vậy tự bạo. Thiên lang. Từ hữu dung thấy từ thiên lang tự bạo bỏ mình, cũng
cũng là thân thể run rẩy, hoảng sợ lộ vẻ xúc động. Từ Hữu Dung lúc ban đầu đem Từ Thiên Lang, từ trong bóng tối cứu ra, cũng làm hắn hải đăng, nhưng thật ra là có tư lợi, muốn thuần phục đuôi thú, tráng đại gia tộc thế lực. Nhưng sau đó, đi qua nhiều ngày sống chung, nàng vậy cầm Từ Thiên Lang coi thành bằng hữu. Hôm nay thấy Từ Thiên Lang là nàng mà chết, trong lòng cảm thấy bi thương. Diệp Thần thấy Từ Thiên Lang chết đi, cả người vậy ngây dại, tuyệt đối không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến bước này. Hắn vậy cầm Từ Thiên Lang làm bằng hữu, hôm nay thấy hắn tự bạo mà chết, trong lòng vô cùng chấn động. Hạ một sát, càng để cho Diệp Thần bất ngờ chuyện xảy ra. Từ Thiên Lang tự bạo sau đó, hắn hơi thở hóa thành nguyên thủy đuôi thú khí năng tính, những thứ này đuôi thú khí, nhưng lại như là bách xuyên về biển vậy, rối rít hội tụ đến Diệp Thần trên mình, bị chảy vào trong cơ thể hắn. Chính xác mà nói, là chảy vào huyết long trong cơ thể. Chủ nhân, huyết long từ Diệp Thần trong cơ thể toát ra, thân rồng nhưng ở tự động hấp thu chung quanh đuôi thú khí, cũng dần dần lớn mạnh. Đã từng là huyết long, hấp thu nửa đuôi năng lượng, từ trên bản chất nói, huyết long cũng có thể coi như là đuôi thú. Hôm nay, Từ Thiên Lang tự bạo, thuộc về hai đuôi nguyên thủy năng lượng khí tức, tự nhiên cũng là bị nó hấp thu, bởi vì nó có nửa đuôi năng lượng, liền cùng Từ Thiên Lang đồng nguyên, đều là xuất từ thập vĩ. Từ Hữu Dung ngơ ngác nhìn một màn, dù gì nói, Thiên Lang còn chưa có chết sao? Diệp Thần vội nói, Thiên Lang huynh sẽ không chết, hắn cho dù chết, ta cũng sẽ đem hắn sống lại. Từ cô nương, ngươi không cần quá mức thương cảm. Từ Hữu Dung cười khổ một tí, thấy huyết long hấp thu hai đuôi nguyên thủy tinh hoa năng lượng, cũng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng khẽ gật đầu một cái, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi. Lần này tìm bảo cuộc hành trình, coi như là kết thúc chứ. Ta cũng nên đi. Cái khác bảo tàng, ta không muốn. Nhưng Nguyệt Thần tổ tiên di cốt, ta phải mang đi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quan tài băng, vì đạt được cái này di cốt, nàng trải qua quá nhiều trắc trở. Diệp Thần gật đầu nói, không thành vấn đề, từ cô nương, người tổ tiên di cốt, dĩ nhiên là ngươi mang đi. Lúc này, chung quanh không gian vặn vẹo, nhưng là mới vừa từ Thiên Lang tự bạo, đưa đến cái này phiến ảo tưởng không gian, quy luật sụp đổ, trực tiếp về quy về thực tế. Cả tòa Nguyệt Thần Thiên Cung, liền trực tiếp xuất hiện ở Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong. Từ Hữu Dung nghe được bốn phương tám hướng, có vô số hò hét thanh âm hưng phấn truyền tới. Hiển nhiên, Nguyệt Thần Thiên Cung tọa độ bại lộ, hết thảy nhân quả hiện ra, rất nhiều tìm bảo các võ giả, đều biết nhất bảo vật chân quý, thật ra thì chính là Nguyệt Thần Thiên Đế Di Cốt, còn có viên kia Nguyệt Thần Thiên Châu. Người bên ngoài muốn tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, cùng Âm Đan Lão Tổ, Thái Hải Thiên Đế, Sử Thần đám người liên tục tranh đấu, hiện tại hắn và Từ Hữu Dung, Huyền Trần Thiên Đế, Tiểu Cấm Yêu, đều cảm thấy 10 phần mệt mỏi, chân thực chẳng muốn hồi sinh tranh đấu. Huyền Trần Thiên Đế nói, mộ chủ, ta thân xác đã khôi phục, ta mang từ cô nương rời đi trước đi. Vừa nói, Huyền Trần Thiên Đế thu hồi Tiên Thiên Độn Long Thung, vậy thu hồi Thái Hải Thiên Đế thi thể. Thái Hải Thiên Đế thi thể, còn sót lại không thiếu Thiên Đế khí, nếu như hắn hấp thu luyện hóa, đủ để lớn mạnh thân xác. Các ngươi đi trước. Ta tới cản ở phía sau. Diệp Thần gật gật đầu nói, mới vừa huyết long hấp thu hai đuôi năng lượng, thực lực thật to tăng lên, hắn có huyết long ở bên người, cũng không sợ sợ phổ thông võ giả xúc phạm. Mộ chủ, ta dự định hồi huyền hải thời không, cướp lấy ta đã từng mất đi đồ. Người có rảnh rỗi, có thể tới huyền hải thời không thăm ta. Huyền Trần Thiên Đế nói, huyền hải thời không, là hắn và Thái Hải Thiên Đế, năm đó liên thủ sáng tạo thế giới. Hôm nay Thái Hải Thiên Đế đã chết, hắn phải trở về cái thế giới kia, hướng các tín đồ thuyết minh chân tướng. Nhất định. Diệp Thần đáp ứng. Huyền Trần Thiên Đế lại nói, còn nữa, ta cấp cho ngươi giới thiệu đạo tông đại nhân vật, danh hiệu kêu phách đao thương lôi, là đao kiếm hai dùng một trong. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nói, đao kiếm hai dùng, phách đao thương lôi. Huyền Trần Thiên Đế giọng mang một chút thần bí, nói, đúng vậy, đao kiếm hai dùng. Là đại chủ tể tỏa hạ sứ giả, liền nói tông bát tổ, đều phải đối bọn họ lễ để cho ba phần. Vậy đao kiếm hai dùng, một cái danh hiệu kêu phách đao thương lôi, khác một cái danh hiệu kêu kiếm tử tiên trần, đều là vô cùng thần bí nhân vật lớn. Năm đó phách đao thương lôi, tu luyện vô tưởng một đao thất bại,
tẩu hỏa nhập ma, người bị thương nặng, là ta cứu hắn một mạng. Chờ ngươi sau này bước lên thần, ngươi có thể đi Thương Lôi Sơn tìm hắn, hắn sẽ ban cho ngươi đại cơ duyên, vận may lớn. Nhưng, phải chờ ngươi tu vi, đạt tới thần đạo cảnh sau đó, mới khá đi gặp hắn, nếu không, ngươi tu vi không đủ, thì không cách nào chịu đựng hắn lãnh địa, Thương Lôi Sơn uy áp. Diệp Thần nghe xong Huyền Trần Thiên Đế mà nói, cũng là rõ ràng bắt được vậy Thương Lôi Sơn tọa độ, trong sâu thẳm, quả nhiên là cảm nhận được liền một cổ mạnh mẽ uy áp. Cổ uy áp này, mang theo nhân quả luật nghĩa sâu xa, thần đạo cảnh trở xuống người, nếu như dám đến gần Thương Lôi Sơn mà nói, sẽ gặp phải đầy trời sấm sét bổ, tại chỗ bỏ mình. Được, tiền bối, chờ ta sau này bước lên thần, ta sẽ đi Thương Lôi Sơn một chuyến. Diệp Thần gật đầu một cái. Vậy phách đao Thương Lôi như vậy thần bí, hắn ngược lại cũng muốn đi viếng thăm một tí, nếu như có thể cùng đối phương kết cái thiện duyên, cũng có thể lớn mạnh luân hồi trận doanh thế lực. Huyền Trần Thiên Đế giao phó xong tất, nói, như vậy, ta liền trước cùng từ cô nương rời đi. Hắn xé một cái vết nứt không gian, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Từ Hữu Dung giao cho Diệp Thần một khối ngọc bội, nói, luân hồi chi chủ, nếu như sau này có gì cần, người có thể thông qua khối ngọc bội này. Cùng ta liên lạc. Nàng biết, luân hồi trận doanh kẻ địch, số lượng không thiếu. Mà lần này, nàng có thể bắt được Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, Diệp Thần xuất lực to lớn, nàng dĩ nhiên là cảm kích trong lòng, sau này nếu như luân hồi trận doanh, cần nàng xuất lực, nàng nguyện ý tương trợ. Ừ, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc bội kia vừa thấy, liền gặp ngọc bội bên trên, chạm chỗ Nguyệt Thần Thiên Đế hình dáng, trông rất sống động. Vậy ta cáo từ trước. Từ Hữu Dung liễm nhấm hướng Diệp Thần thi lễ một cái, rồi sau đó chính là lấy đi quan tài băng, đi theo Huyền Trần Thiên Đế, cùng phá không rời đi. Thật ra thì lúc này Diệp Thần, vậy có thể rời đi, nhưng Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong rất nhiều bảo tàng tài nguyên, hắn nhưng không muốn buông tha. Tiểu Cấm yêu khẩu vị quá lớn, muốn nuôi hắn mà nói, Diệp Thần cần số lớn tài nguyên, nhiều thiên tài địa bảo. Mà chính hắn tu luyện thường ngày. Tài nguyên cũng là tất không thể thiếu. Theo Nguyệt Thần Thiên Đế quan tài băng bị mang đi, toàn bộ Thiên Nguyệt Quy Cốc, tựa như mất đi người đáng tin cậy, khắp nơi truyền tới quy luật sụp đổ thanh âm. Thiên Nguyệt Quy Cốc rất nhiều bảo tàng, vốn là đều có một tầng cấm chế ngăn trở, nhưng hiện tại, Nguyệt Thần Thiên Đế không có ở đây, những cấm chế kia vậy tự động tiêu tán đi, lấy được bảo tàng đem đổi được hơn nữa dễ dàng. Phụ thân, ta khốn. Tiểu Cấm yêu ngáp một cái. Lười biếng hướng Diệp Thần nói. Liên tục trắc trở, quả thực để cho mới vừa sanh ra hắn, nhận chịu quá nhiều. Trở về đi ngủ. Diệp Thần cười một tiếng, liền đem Tiểu Cấm yêu thu hồi luân hồi mộ địa bên trong đi, để cho hắn ngủ nghỉ ngơi. Chủ nhân, cái này Nguyệt Thần Thiên Cung bên trong, tựa hồ thì có không thiếu hoàng kim nguyên ngọc. Còn có một vài tượng đá canh phòng, là rất cường đại chiến đấu con rối. Huyết Long ánh mắt. Chính là nhìn về Nguyệt Thần Thiên Cung cung điện. Vậy cung điện bên trong, mơ hồ có hoàng kim nguyên ngọc ánh sáng lộ ra, bên trong khẳng định tồn phóng đại lượng chân bảo, hơn nữa còn có mạnh chiến đấu lớn con rối. Ta đi thu. Huyết Long liếm môi một cái, lúc này từ Diệp Thần trên thân thể bay ra ngoài, bay vào trong đại điện, bắt đầu thu cạo bảo tàng. Nguyệt Thần Thiên Cung hơi thở, đã bại lộ, bên ngoài võ giả, rất nhanh thì phải chen chúc tới. Rất nhanh. Có người tới nhưng là một cái ánh mắt trong suốt nam tử, lại là Hàn Diễm. Đại ca, Hàn Diễm sải bước từ bên ngoài bay vút tới, thấy Diệp Thần bóng người, mừng rỡ không thôi, kêu một tiếng. Hàn đệ, người thức tỉnh. Diệp Thần gặp Hàn Diễm trên mình, lại cũng không có kiếm ma hơi thở, cũng là lớn vui. Cái gì tỉnh lại, ách, đúng rồi, ta trước thật giống như biến thành người khác vậy, thậm chí còn muốn công kích tổn thương ngươi. Hàn Diễm mơ hồ tới giữa, vậy hồi tưởng lại mình hóa thân kiếm ma, điên cuồng giết lung tung hình ảnh. Đại ca, thật xin lỗi. Hắn có lòng dư quý, vừa áy náy, hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Không có sao, người tỉnh lại liền tốt. Diệp Thần cười nói. Hàn Diễm cau mày nói, nhị thúc ta trước nói ta là cái gì kiếm ma chuyển thế, bây giờ nhìn lại, ta kiếp trước xác thực chính là kiếm ma, ta có một ít trí nhớ khôi phục. Đại ca, thật ra thì, người đã sớm biết rồi, có phải hay không? Hắn mơ mơ màng màng bên trong, cảm thấy chỗ sâu trong óc, có trí nhớ gì hồi phục,
như mây khói vậy dâng lên, đó không phải là hắn kiếp này trí nhớ, là trí nhớ của kiếp trước, rất nhiều hắn cho tới bây giờ chưa từng học qua kiếm đạo diệu pháp, lập tức xông lên đầu. Diệp Thần trầm mặc xuống, suy nghĩ một hồi, vẫn là thản nhiên nói, ta từng gặp qua Viêm Thiên Đế tàn hồn, hắn cùng ta nói qua ngươi kiếp trước, đích xác là một vị giết hại ngập trời ma đầu. Lúc ban đầu kiếm ma, tương đối còn đơn thuần, sau đó tâm tính liền dần dần vặn vẹo, khắp nơi giết người cho hả giận. Viêm Thiên Đế sao, kiểm. Hàn Diễm nghe được Viêm Thiên Đế ba chữ, tim mãnh liệt co quắp một tí, thật giống như bị người dùng búa tạ hung hăng gõ, một hồi im lìm đau. Hắn trong mơ hồ cảm nhận, cái này Viêm Thiên Đế, chính là hắn kiếm ma kiếp trước, nhất là quý trọng bản thân. Lúc ban đầu kiếm ma, ăn tươi nuốt sống như dã người, lấy cổ thần thi hài làm thức ăn, uống rượu cũng chỉ có thể uống lạnh rượu, là Viêm Thiên Đế là hắn mang đi ngọn lửa, để cho hắn lần đầu tiên được ăn chân chính thức ăn, uống được có thể ấm người rượu. Kiếm ma vẫn luôn muốn cùng Viêm Thiên Đế quyết đấu, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể như nguyện, thậm chí càng về sau, Viêm Thiên Đế vì bộ tộc sinh tồn, bận rộn bôn ba, hai người liền gặp mặt cơ hội cũng ít đi. Vì vậy, kiếm ma tâm tính dần dần vặn vẹo, giết người như ngoé, cuối cùng giết tới thiên hạ không người dám ngẩng đầu, hắn rốt cuộc vậy chán ghét hết thảy, ngồi chơ vạn cổ, chậm rãi ở năm tháng mài mòn hạ chết đi. Hàn Diễm rất nhiều trí nhớ cũng khôi phục, tim rút ra đau dữ dội, một cổ bi thương khó nói nên lời kích động khí, xông lên đầu, hắn thậm chí cảm thấy mình sắp tẩu hỏa nhập ma, cũng phải đổi được như kiếm ma hậu kỳ vậy điên cuồng. Diệp Thần thấy hắn ánh mắt đổi được hung ác, trong lòng cũng biết muốn gay gâu, vội vàng đưa ngón tay một chút, điểm ở trán hắn trên, sử dụng chiếu kiến hư không Phật pháp. Vù vù. Hàn Diễm đầu óc bên trong, xuất hiện một tôn Bồ Tát hư ảnh, Phật quang phổ chiếu. Ở nơi này cổ Phật quang chiếu dọi xuống, hắn tâm trạng lập tức bình phục lại, thư ra một hơi, nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Thần thu hồi ngón tay, nhàn nhạt nói, không sao, ngươi nếu đã dần dần thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, vậy cũng thật tốt tốt tu luyện đạo tâm, miễn được tẩu hỏa nhập ma. Ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng không thể nào cả đời cũng giúp ngươi. Chiếu kiến hư không, chính là Phật tổ chân kinh tầng thứ 8 thần thông, vô cùng huyền diệu, có dũng khí loại chỗ diệu dụng, tự nhiên cũng có thể xua tan ma niệm, khôi phục Hàn Diễm chủ tâm. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần luôn không khả năng một mực ở lại Hàn Diễm bên người, Hàn Diễm sau này muốn đối kháng kiếm ma lệ khí đánh vào, còn cần dựa vào chính hắn. Ta biết, đại ca. Hàn Diễm gật đầu, chân mày lại nhẹ nhíu lại, ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Nguyệt Thần Thiên Đế quan tài băng đâu? Ta mới vừa rõ ràng bắt được Nguyệt Thần Thiên Đế hơi thở. Diệp Thần nói, bộ kia quan tài băng, đã bị Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ mang đi. Hàn Diễm nói, phải không? Nhắc tới, trước đây không lâu, ta chính là bởi vì ở trong sâu thẳm, tựa hồ nghe được Nguyệt Thần Thiên Đế kêu gọi, cho nên ta mới tìm được vậy phiến ảo tưởng không gian, tiến vào trong đó. Lần này tới tìm bảo người bên trong. Cái đầu tiên thấy Nguyệt Thần Thiên Đế quan tài băng người, không phải Từ Hữu Dung, mà là Hàn Diễm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn Hàn Diễm, nói, là Nguyệt Thần Thiên Đế kêu gọi ngươi. Hàn Diễm gật đầu nói, đúng vậy, ta vừa nhìn thấy quan tài băng bên trong, nàng hình dáng, giống như được to lớn kích thích, thật giống như đã từng gặp qua, giống như xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta kiếp trước đúng là biết nàng. Năm đó. Nàng bị một cái đặc biệt xấu xí thần linh dây dưa, cái đó thần linh, muốn cầm nàng làm lò, chèn ép thải bổ, nàng hướng ta cầu cứu. Ta kiếp trước, chỉ thích đánh nhau chiến đấu, ha ha, cùng ta bây giờ nóng nảy như nhau, cái đó thần linh tuy xấu xí, nhưng lại vô cùng cường đại, ta liền thay Nguyệt Thần Thiên Đế ra mặt, khiêu chiến vị kia thần linh. Cái đó xấu xí thần linh, tựa hồ là người của một thế giới khác, hắn còn không quen thuộc chủ thế giới quy luật. Cuối cùng ta may mắn thắng hắn một chiêu, nhưng thực hắn thực lực, hẳn ở trên ta. Diệp Thần biết, Hàn Diễm trong miệng mà nói, cái đó xấu xí thần linh, dĩ nhiên chính là Sửu Thần. Hàn Diễm nói tiếp, ở sau đó, Nguyệt Thần Thiên Đế liền và ta cùng nhau, đi tìm Viêm Thiên Đế thân thể, nghĩ biện pháp đem hắn sống lại. Lúc đó Viêm Thiên Đế, đã bị cửu hỏa thương long giết chết, hắn ở trước khi chết, đem mình thân thể, chia nhỏ thành 6 bộ phận. Giao cho hắn anh chủng thế gia hậu duệ trông coi. Thậm chí, hắn vì tránh nạn, phát ra nhân quả luật, đem mình tồn tại tất cả dấu vết, cũng xóa đi.
ta đầu óc bên trong, liên quan tới hắn trí nhớ, vậy đang không ngừng nhạt đi, ta phải mỗi ngày nhắc nhở mình, ta có một người bạn, hắn kêu Viêm Thiên Đế, cũng là ta Hải Đăng, mới có thể giữ ở trí nhớ. Ta muốn gom đủ hắn thân thể bộ khối, đem hắn sống lại. Thanh âm hắn mang một chút thê lương cùng bi thương, rõ ràng là nói chuyện của kiếp trước tình, nhưng cầm mình vậy đời nhập tiến vào. Diệp Thần nói, Hàn đệ, vậy cũng là chuyện của kiếp trước tình, ngươi không cần thương cảm. Huống chi, hôm nay Viêm Thiên Đế, cũng đã yên nghỉ, chán ghét thế gian tranh đấu, hắn chẳng muốn lại sống lại. Sống lại đối hắn mà nói, có thể vẫn là một loại hành hạ. Diệp Thần sớm gặp qua Viêm Thiên Đế nói rất rõ, đã chẳng muốn lại sống lại, hắn thân thể cùng đạo thống, vậy nguyện ý giao cho Diệp Thần thừa kế. Hàn Diễm nói, ừ, ta biết. Đại ca, người yên tâm, ta sẽ không lại chìm đắm vào. Hắn lời tuy như thế nói, nhưng Diệp Thần thấy hắn trong mắt, ẩn hiện lên lệ quang, cũng biết chuyện của kiếp trước tình, đã thật sâu in vào kiếp này hắn trong lòng, hắn khó mà thích trong lòng. Diệp Thần hỏi, đúng rồi, người mới vừa nói cửu họa thương long, là người nào? Hàn Diễm nói, chính là thứ 9 hồn tộc thủ lãnh, cửu thiên phục long giáo giáo chủ, hắn danh hiệu kêu cửu họa thương long. Là một vị đặc biệt nhân vật lợi hại. Năm đó Viêm Thiên Đế, chính là bị cửu họa thương long giết chết. Cái gọi là chín họa, chính là binh, hạn, lão, viêm, gió, yêu, dịch, chết, không. Người này chấp trưởng chín họa nghĩa sâu xa, thần thông vô địch, che giấu cực sâu, tựa hồ là sợ công cao chấn chủ, uy hiếp đến hồn thiên đế chí tôn địa vị, cho nên từ bước lên tận cùng bây giờ, cơ hồ cho tới bây giờ không có lộ diện qua. Nếu như hắn xuất thế, ngày trước đế bảng đều phải sửa lại, năm đó Viêm Thiên Đế, chính là bị cửu họa thương long giết chết. Hàn Diễm ở nhắc tới cửu họa thương long thời điểm, trong giọng nói cũng là mang sâu đậm kiêng kỵ, trong mắt lại lộ ra một vẻ nồng nặc cừu hận. Kiếp trước ta, luôn muốn tìm cửu họa thương long trả thù, đáng tiếc người này che giấu quá sâu, một mực không tìm được hắn. Hắn che giấu ở phía sau màn, chấp trưởng cửu thiên phục long giáo, đến ngày hôm nay còn không chết. Đại ca, ngươi có thể được chú ý. Cửu Thiên Phục Long giáo chí bảo, Cửu Thiên Phục Long ấn, ngay tại Diệp Thần trên tay. Diệp Thần cùng Cửu Thiên Phục Long giáo, mâu thuẫn cực sâu, cái đó cửu họa thương long là giáo chủ, khẳng định đối Diệp Thần có mang định ý. Tuy nói đến trước mắt mới ngưng, Diệp Thần còn không gặp phải cửu họa thương long trả thù, nhưng quyết không thể hết lấy xem nhẹ. Ừ, ta sẽ chú ý. Diệp Thần gật đầu. Lại hỏi, vậy sau đó thì sao? Ngươi và Nguyệt Thần Thiên Đế, có từng tìm được Viêm Thiên Đế thân thể bộ khối? Trước mắt, Diệp Thần lấy được Viêm Thiên Đế hai cánh tay, còn thiếu hai chân, đầu lâu và thân thể, nếu như có thể toàn bộ tập đủ, hắn liền có thể hoàn toàn thừa kế Viêm Thiên Đế đạo thống, nói không chừng có thể một lần hành động điểm sáng thiên hỏa mệnh tinh. Nếu như Hàn Diễm biết, Viêm Thiên Đế cái khác thân thể bộ khối rơi xuống, vậy đối với Diệp Thần mà nói. Dĩ nhiên là thiên đại tin tức tốt. Hàn Diễm nói, a, lúc ấy ta thật giống như ở một cái kêu là thần vẫn thạch cốc địa phương, tìm được Viêm Thiên Đế đùi phải đầu mối, bất quá thật giống như đụng phải chút ngoài ý muốn, ta không có bắt được, hơn nữa bị thương nghiêm trọng. Bộ phận này trí nhớ, ta không quá nhớ, bởi vì ta lúc ấy bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí liền nói tim đều bị ảnh hưởng. Còn như Nguyệt Thần Thiên Đế, nàng ở một địa phương khác tìm, thuận lợi tìm được Viêm Thiên Đế cánh tay phải, còn ngoài định mức lấy được không thiếu cơ duyên tạo hóa, thu vào tay rất nhiều thiên tài địa bảo. Nàng dùng những thiên tài địa bảo kia, luyện chế được âm dương đoạt mệnh đan, muốn đánh vào siêu phẩm thiên đế. Nàng nói, cùng nàng trở thành siêu phẩm thiên đế sau đó, sẽ đem Viêm Thiên Đế cánh tay phải cho ta, thuận tiện giúp ta giết cửu họa thương long trả thù. Nhưng, nàng không có thành công, có người ở nàng đột phá lúc đó, đánh lén giết nàng. Nàng bị phải chết tổn thương, đã không có biện pháp đem Viêm Thiên Đế cánh tay phải mang về cho ta. Cuối cùng, nàng bỏ mạng ở cái này phiến thiên nguyệt quy cốc bên trong, vậy cái Viêm Thiên Đế cánh tay phải, vậy đi theo nàng cùng mai táng. Diệp Thần bừng tỉnh, rốt cuộc biết năm đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Tập sát Nguyệt Thần Thiên Đế người, là đạo tông bát tổ bên trong hoa tổ, tựa hồ là bị sử thần ủy thác xuất thủ. Nguyệt Thần Thiên Đế bị tập sát. Không cách nào sẽ cùng kiếm ma liên lạc, cuối cùng mang Viêm Thiên Đế cánh tay phải, cùng nhau mai táng, hôm nay là bị Diệp Thần lấy được. Hàn Diễm nói, đại ca, hôm nay ngươi lấy được Viêm Thiên Đế cánh tay phải, cái này cơ duyên bị ngươi thừa kế,
tự nhiên lại không quá thích hợp. Ta biết thần vẫn thạch cốc bên kia, có thể có viêm thiên đế đùi phải, người muốn đi không? Ta muốn đi chỗ đó, tìm kiếp trước dấu vết, có lẽ có thể rèn luyện ta đạo tâm, chúng ta cùng nhau đi. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Diễm giọng hưng phấn, muốn cùng Diệp Thần cùng đi mạo hiểm, tìm bảo, lịch luyện. Diệp Thần cười nói, trước thu lấy nơi này bảo tàng nói sau, ngươi sẽ không lại nhập ma chứ. Hàn Diễm trong lòng rét một cái, chần chờ một tí, nói, chỉ cần ta không bị kích thích, cũng sẽ không nhập ma. Nhưng, chỉ cần ta nhớ tới chuyện của kiếp trước tình, tâm trạng ta, liền sẽ rất dễ dàng mất khống chế. Trước đây Hàn Diễm hóa thân kiếm ma, chính là bởi vì gặp được Nguyệt Thần Thiên Đế Di Cốt, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tâm trạng gặp bị đả kích, cho nên khó mà tự cầm. Diệp Thần nói, vậy ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi điểm đan dược, ngươi nếu là tâm trạng không yên, liền uống đan dược này, có thể giúp ngươi yên lặng tâm thần. Vừa nói, Diệp Thần thi triển đạo tông chú đan thuật, hỗn hợp chiếu kiến hư không Phật Pháp, đúc luyện ra từng hạt tròn màu vàng kim đan dược. Những đan dược này, mang theo Phật Quang, phía trên in Bồ Tát Đồ Đằng, có thể giúp Hàn Diễm ổn định tâm trạng. Diệp Thần cầm tất cả Bồ Tát đan dược, chứa một cái trong bình nhỏ, giao cho Hàn Diễm. Hàn Diễm đại hỉ, nhận lấy đan dược, cảm giác nói, đại ca, người đối với ta thật là quá tốt. Diệp Thần cười một tiếng, ở luân hồi mộ địa bên trong tiểu cấm yêu, vốn là đang ngủ, nhưng thật giống như đánh hơi được vậy Bồ Tát đan dược mùi vị, lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, kêu lên. Phụ thân, có phải hay không có đồ ăn ngon? Cho ta điểm, ô. Diệp Thần dở khóc dở cười, nói, không có, ngủ đi ngươi. Tiểu cấm yêu rũ cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngủ, một bên ngủ còn một bên ôm chiếc túi đựng đồ, thỉnh thoảng gặm ăn trong túi hoàng kim nguyên ngọc. Diệp Thần khóe miệng co quắp một tí, cái này đứa nhỏ thật là một tham ăn, muốn nuôi hắn cũng không dễ dàng. Chủ nhân, bảo tàng cũng thu lấy. Đây là, huyết long từ Nguyệt Thần Thiên Cung trong đại điện bay ra ngoài, long chảo hư cầm, móng vuốt trên lơ lửng một cái không gian, ở đó không gian bên trong, nhưng là chứa đầy hoàng kim nguyên ngọc, tinh quáng dược liệu các loại tư nguyên. Diệp Thần đại hỉ, nói, rất tốt. Có những tư nguyên này, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn cũng không cần lo lắng tiểu cấm yêu không nuôi sống. Xoát, xoát, xoát. Mà lúc này, bên ngoài rất nhiều võ giả, vậy nhanh chóng phóng tới, đi tới Nguyệt Thần Thiên Cung bên trong, nhất thời đem toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Cung, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh. Rất nhiều võ giả, thấy Diệp Thần bên người, huyết long trong tay bảo tàng Nguyên Ngọc, đều là trợn to hai mắt, một bộ thèm nhỏ dãi hình dáng. Luân hồi chi chủ, bảo tàng ngươi cũng toàn bộ cầm. Phân chúng ta một chút thôi. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, ngươi là đại nhân vật, hào phóng, ngươi nếu có thể ban thưởng chút bảo bối đi ra, chúng ta cảm kích khôn cùng. Như thế nhiều Nguyên Ngọc, ngươi tổng không thể một người nuốt một mình chứ. Diệp Thần thu lấy hoàng kim Nguyên Ngọc, sợ rằng vượt qua triệu, để cho được những người ở chỗ này, đều là thấy thèm rất. Diệp Thần cười một tí, nơi này bảo tàng, là hắn đi qua vô số trắc trở mới bắt được. Chính hắn cũng không đủ dùng, làm sao có thể phân ra đi. Xin lỗi, các vị, những thứ này bảo tàng tài nguyên, chính ta cũng không đủ hoa. Bên ngoài bảo vật, vậy quy về ta, các ngươi có thể đi, nơi này không có thuộc về cơ duyên của các ngươi. Diệp Thần lắc đầu một cái, rất trực tiếp cự tuyệt, giọng rất bằng loáng, nhưng ý sau lưng, nhưng là đặc biệt bá đạo. Hắn mong muốn, không chỉ là Nguyệt Thần Thiên Cung bên trong bảo tàng, còn có toàn bộ Thiên Nguyệt Quy Cốc, tất cả bảo tàng tài nguyên, hắn toàn bộ muốn. Cái này Nguyệt Thần Thiên Đế tàng bảo, vốn chính là Diệp Thần tiêu phí chư nhiều tâm huyết, mới rốt cục điều tra được. Những võ giả này, vô duyên vô cớ liền muốn chia một chén canh, Diệp Thần khẳng định sẽ không cho phép. Rất nhiều võ giả một phiến xôn xao, nghe Diệp Thần giọng điệu bá đạo, bọn họ cũng bị khơi dậy huyết tính, quần tình kích động, không ít người chú mắng lên, rút ra đao rút kiếm. Một bộ hung hãn tư thái. Tuy nói luân hồi trận doanh mạnh mẽ, phổ thông võ giả nhất định là không cách nào chống lại, nhưng võ đạo tu luyện, chính là muốn tranh một hơi, không ít người biết rõ Diệp Thần mạnh mẽ, vẫn là phẫn uất không cam lòng, muốn động thủ. Diệp Thần cười nói, các vị muốn động thủ sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên vọng động. Trong lúc nói chuyện, huyết long một tiếng trầm thấp gầm thét, ở Diệp Thần trên mình chậm rãi quanh quẩn. Cắn nuốt hai đuôi năng lượng huyết long,
hơi thở cực kỳ khủng bố, tại chỗ các võ giả, cảm nhận được huyết long hung lệ hơi thở, không ít người cũng run rẩy sợ hãi đứng lên, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hàn Diễm vậy rút bội kiếm ra, đứng ở Diệp Thần trước mặt. Hắn biết hôm nay Diệp Thần, trạng thái khá là yếu ớt, nếu như những cái kia võ giả, chen nhau lên, ngược lại là một cái phiền toái không nhỏ. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, thật là hảo khí phách à, ở một đám tán tu võ giả trước mặt, diễu võ dương oai, lại coi là bản lãnh gì. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Chỉ gặp bầu trời xanh thẳm, bỗng nhiên đổi được tối xuống, mờ tối bầu trời đêm xuất hiện chòm sao đồ đằng, vậy chòm sao phơi bày hình người, như một cái cao nhất quân vương, đang là đại chu gia tộc độc môn thần thuật, đế hoàng chòm sao. Một cái thiếu niên thiên tử vậy nhân vật, từ đế hoàng chòm sao trên hạ xuống, trên đầu vai đứng một đầu mọc tứ vĩ điêu thử, chính là Chu Võ Hoàng. Tựa hồ là kiêng kỵ huyết long uy thế, Chu Võ Hoàng trực tiếp vận dụng đế hoàng chòm sao thần thuật. Thời khắc này hắn, đế hoàng uy nghiêm thêm thân, không kém chút nào huyết long. Chu Võ Hoàng, người muốn thì cùng ta cướp đoạt bảo tàng. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, ngắm nhìn Chu Võ Hoàng bóng người. Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt đâu? Ngươi đã để cho người mang đi. Chu Võ Hoàng hạ xuống, cong ngón tay tính toán, mơ hồ suy tính đến, Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, đã không có ở đây, nhất thời mặt liền biến sắc. Cái này phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, phổ thông bảo tàng, hắn cũng không để bụng, nhưng Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, nhưng là vô cùng chân quý tồn tại, một khi đạt được, có thể lấy được Nguyệt Thần Thiên Đế đạo thống, có thiên đại chỗ tốt. Còn nữa, hai đuôi cũng bị ngươi nuốt. Chu Võ Hoàng ánh mắt, vừa nhìn về phía huyết long, rõ ràng cảm nhận được ở huyết long trong cơ thể, có hào hùng đuôi thú hơi thở, mười phần bá đạo. Chu Võ Hoàng, Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, còn có đuôi thú năng lượng, người cũng không muốn hy vọng xa vời cướp lấy. Cái này phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, còn có không thiếu bảo tàng tài nguyên, ta ngược lại là có thể và ngươi chia cắt, để tránh vô vị tranh đấu. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đã chẳng muốn lại tự nhiên đâm ngang. Lần này tìm bảo cuộc hành trình, hắn thu hoạch to lớn, lợi dụng thần nguyên trì linh khí, ấp trứng ra cấm yêu trứng đá, lại giải quyết hết Thái Hải Thiên Đế, giúp Huyền Trần Thiên Đế trọng tố thân xác, mình lại đạt được Viêm Thiên Đế cánh tay phải, còn có thần huyền xiềng xích, thành công liên hiệp luân hồi huyền bia, thức tỉnh luân hồi nguyên thể. Cho tới bây giờ, Diệp Thần đã là đặc biệt thỏa mãn, còn dư lại bảo tàng tài nguyên, và Chu Võ Hoàng chia cắt cũng không sao. Chu Võ Hoàng vui vẻ cười to. Nói, những cái kia phổ thông bảo tàng, đối ta lại nói, thì có ích lợi gì? Luân hồi chi chủ, người cầm điều này huyết long, tặng đưa cho ta, ta có thể lập tức rời đi, lại nữa cùng ngươi tranh đấu. Hắn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm huyết long, tràn đầy thèm thuồng ý. Đứng ở hắn trên đầu vai tứ vĩ tử Vân Điêu, cũng là kêu kêu hưng phấn kêu, thân là đuôi thú nó, tự nhiên cũng là muốn phải chiếm đoạt đuôi thú. Nếu như tất cả đuôi thú toàn bộ dung hợp lại, vậy liền có thể lần nữa tạo thành thập vĩ, đó đúng là vượt qua cấp 9 thiên đế có thể tồn tại. Vậy thì không có thương lượng, huyết long, chuẩn bị động thủ. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, nắm chặt quả đấm, mượn huyết long lực lượng, hắn cả người vậy bạo phát ra oai rồng, vô cùng mạnh mẽ. Hàn Diễm nắm chặt chuôi kiếm, nói, đại ca, ta cũng tới giúp ngươi. Chu Võ Hoàng trong lòng rét một cái. Gặp không Hàn Diễm hôm nay hình dáng, tuy chỉ là thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng mà một khi nổi điên, vậy thật là giết lung tung hết thảy, mà khả ngăn trở. Trước đây Hàn Diễm nổi điên tình cảnh, vậy để cho hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Hùng phách chân, người muốn tránh tới khi nào, còn không mau một chút cút ra đây. Chu Võ Hoàng lui về phía sau một bước, hướng về phía trên hư không kêu lớn một tiếng. Hắn gọi tiếng rơi xuống, bầu trời hư không chấn động. Ma khí nhô lên, nứt ra một kẽ hở. Rào 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 rào. Từ cái kẽ hở kia bên trong, mưa như chút nước vậy rơi xuống từng cái rắn độc, thiên thiên vạn vạn con rắn độc, như mưa thủy bàn chút xuống, bầy khắp toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Cung, để cho được tại chỗ các võ giả, rối rít kinh hoàng kêu to lên. Vô số điều rắn độc ngọa nguậy, dần dần cấu trúc ra một đạo hình người, chính là Hùng Phách Chân. Trước đây hắn bị thức tỉnh luân hồi nguyên thể Diệp Thần, chém thành trọng thương. Xem hôm nay hắn hơi thở dư thừa hình dáng, hiển nhiên khôi phục không thiếu nguyên khí. Hắn còn muốn che giấu, cùng Chu Võ Hoàng và Diệp Thần lưỡng bại câu thương sau đó, mới đi ra chiếm tiện nghi, nhưng tiếc là đã bị phát hiện.
Chu Võ Hoàng, ồn ào rêu rao chút gì, chúng ta liên thủ trước trấn áp luân hồi chi chủ, được cái gì bảo vật, trở lại Thiên Khư Thần Điện lại chia cắt chính là. Hùng Phách Chân nhún vai một cái, hắn nhìn ra được, Diệp Thần hiện tại khá là yếu ớt, trạng thái thật không tốt, chính là hắn và Chu Võ Hoàng tập sát thời cơ. Hắn đối Diệp Thần luân hồi nguyên thể, nhưng mà sợ rất. Diệp Thần trước mở luân hồi nguyên thể, không phí nhiều sức, liền đem hắn và Chu Võ Hoàng tổn thương nặng, hai người đều có rất nhiều thời gian dài tuyến bị chém chết, tổn thất thảm trọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần trạng thái như vậy, đã không thể lại mở luân hồi nguyên thể. Chỉ là phải đối phó Huyết Long và Hàn Diễm mà nói, hắn cùng Chu Võ Hoàng liên thủ, ngược lại là không hề bớt tin tim. Hàn Diễm lớn tiếng nói, các ngươi muốn thương tổn đại ca ta, trừ phi là đạp ta thi thể đi qua. Tiếng nói rơi xuống, hắn không nói nhảm nữa, ngang nhiên khua kiếm giết ra, kiếm khí gào thét thiên địa, bao phủ khắp nơi, mộ đạo quy luật bùng nổ, cuồng bạo kiếm thế, lại là đem Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân, đồng thời bao phủ lại. Vô sinh kiếm đạo, truy nguyệt kiếm. Hàn Diễm kiếm quang như nước thủy triều, mang theo một cổ diệt tuyệt sinh linh khí thế ác liệt, đây là hắn trước đây ở Huyết Đao Tà Tổ Trảm Linh thời không, học hỏi kiếm tổ chi kiếm, cảm ngộ đến kiếm đạo. Cửa này vô sinh kiếm đạo, có thể tiêu diệt người đi qua thời gian tuyến, đem người từ căn nguyên trên xóa bỏ, vô cùng là cường hãn. Đang thức tỉnh liền kiếp trước kiếm ma trí nhớ sau đó, Hàn Diễm kiếm đạo lại có tăng tiến, giờ phút này tuy không có nhập ma, nhưng bộc phát ra kiếm khí, cũng là 10 phần hung mãnh sắc bén. Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân, cũng cảm thấy mình đi qua thời gian tuyến, có dũng khí phải đi hướng mất đi đáng sợ dấu hiệu. Nếu như đi qua thời gian tuyến mất đi, vậy ắt phải liên lụy hiện tại, bọn họ muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thằng nhóc này kiếm pháp lợi hại, hơn nữa có nhập ma nổi điên nguy hiểm, trước hết giết hắn. Chu Võ Hoàng quát một tiếng, ánh mắt nhìn về Hùng Phách Chân, hai người rất ăn ý, lập tức liên thủ công hướng Hàn Diễm. Cuồng bạo mộ đạo đợt khí, từ trên hai người bộc phát ra, ngăn cản Hàn Diễm kiếm thế uy áp. Đế Hoàng chỉ một cái. Chu Võ Hoàng chỉ điểm một chút giết ra, như quân vương trấn áp thiên hạ, uy thế bá đạo, ánh sao sáng chói nổ tung, đế hoàng tròm sao các loại năng lượng khí tức, quy luật uy áp, cũng hội tụ ở hắn chỉ một cái bên trong. Ngàn rắn vạn độc quyết. Hùng Phách Chân chính là một tiếng ngâm sướng, ngàn vạn con rắn độc như thảm trải sàn vậy đổ cuốn lại, mỗi một con rắn độc phun ra nọc độc, thân rắn trên vậy chảy ra bẩn thỉu sình sệt đồ, cuồng như vậy hướng Hàn Diễm tập sát đi. Hàn Diễm nhất thời nghẹt thở, hắn lấy một chọi hai, vẫn là quá cố hết sức. Chu Võ Hoàng đế hoàng chỉ một cái, đã giết tới, hắn vội vàng đính kiếm đón đỡ, nhưng cái này sao vừa đỡ, Hùng Phách Chân rắn độc tập sát, liền không ngăn được. Hàn đệ, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần thấy vậy, quát to một tiếng, mượn dùng trước Huyết Long lực lượng, một cái thiên thương quyền, cuồng bạo mãnh đánh ra. Động trời quyền thế bùng nổ, cương phong kích động, nhất thời liền đem Hùng Phách Chân vậy ngàn vạn con rắn độc tạo thành thảm trải sàn, hoàn toàn nghiền bạo, vô số rắn độc bể nát máu thịt, hòa lẫn kịch nọc độc thể, tung tóe đi ra ngoài. Toàn trường võ giả xôn xao, rối rít lui về phía sau. Đại ca, cảm ơn. Hàn Diễm trong lòng cảm kích, cầm kiếm đối kháng Chu Võ Hoàng. Diệp Thần thì cùng Hùng Phách Chân chiến đấu chung một chỗ, tạm thời tới giữa, hai bên kỳ cổ tương đương. Lại là người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh được trời đất u ám. Tại chỗ rất nhiều võ giả, thấy cái này kịch liệt chiến đấu, rối rít thán phục, lại có không thiếu võ giả trong đầu nghĩ, thừa dịp Diệp Thần các người loạn chiến, ngược lại là đi cướp lấy bảo tàng cơ hội. Nguyệt Thần Thiên Cung bảo tàng, đã bị Diệp Thần cầm đi, bọn họ không cách nào chia một chén canh, nhưng ở Thiên Nguyệt Quy Cốc các nơi, còn có rất nhiều bảo tàng tài nguyên. Những cái kia bảo tàng tài nguyên, vốn là đều có cấm chế phòng vệ, phổ thông võ giả muốn đặc biệt phiền toái, mới có thể bắt được một đinh nửa điểm. Nhưng hiện tại, theo Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt bị mang đi, mảnh thiên địa này cấm chế quy luật, rơi vào sụp đổ, những cái kia bảo tàng tài nguyên, đã không có phòng vệ. Lập tức thì có không thiếu võ giả, muốn đi ra ngoài tìm bảo, nhưng lúc này, từng cái rắn độc, nhưng xoát kéo kéo leo đến dưới chân bọn họ. Cực hạn khủng bố bao phủ bọn họ. Chỗ này bảo tàng, toàn bộ là ta Thiên Khư Thần Điện, ai dám chấm mút, ta giết kẻ ấy. Hùng Phách Chân lớn tiếng gầm lên, lại nói, các ngươi những phế vật này, lập tức cho ta lăn, nếu không lão tử cầm các ngươi này rắn.
hắn cũng không xem Diệp Thần tốt như vậy nói chuyện, có người muốn chấm mút bảo tàng nói, hắn liền muốn giết người. Rất nhiều võ giả cảm nhận được Hùng Phách Chân hung hãn khí thế, nhất thời run sợ kinh hãi, không dám nói lời nào. Cùng hung tàn Hùng Phách Chân so sánh, mới vừa bá đạo Diệp Thần, ngược lại là lộ vẻ được ôn hòa lễ độ. Còn không lan, Hùng Phách Chân tiếng như sấm, tâm niệm vừa động, có mấy cái võ giả, liền bị hắn thả ra rắn độc, leo đến trên mình, trực tiếp cắn chết. Những người còn lại cửa thấy vậy, rối rít la hoảng lên, chật vật chạy trốn tứ tán. Diệp Thần trong lòng động một cái, vốn định thừa dịp Hùng Phách Chân phân tâm, nhân cơ hội tập kích. Nhưng hắn nhưng phát hiện, nên mình trạng thái suy yếu hạ, có thể mượn dùng huyết long lực lượng, cùng Hùng Phách Chân đánh nhau, đã là 10 phần không dễ, muốn binh ra hiểm trước đánh bại đối phương, nhưng là tuyệt đối không làm được. Ha ha, luân hồi chi chủ, thật là xin lỗi. Ngươi trạng thái như vậy, ta coi như thắng ngươi, cũng là thắng không anh hùng. Thôi, ta liền cho một mình ngươi thống khoái. Hùng Phách Chân thấy vậy, cũng biết Diệp Thần trạng thái không tốt, lập tức nhanh cười một tiếng, cánh tay đưa ra, cánh tay quỷ dị vặn vẹo, biến thành ngàn vạn con rắn độc, đều là lè lưỡi giãy giụa, cuồng như vậy hướng Diệp Thần tấn công vệ đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, huyết long mới vừa chiếm đoạt hai đuôi năng lượng, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa, nếu như đối phó phổ thông võ giả nói, đó là dư sức có thừa, nhưng muốn phải đối phó Hùng Phách Chân cái loại này thần đạo cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng lộ vẻ được có chút cố hết sức. Đạo tông chú đan thuật, phá cho ta. Mắt gặp ngàn vạn con rắn độc đạp chết tới, Diệp Thần thi triển đạo tông chú đan thuật, một đoàn màu xanh lam đạo uẩn ánh sáng, thả ra. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp vậy ngàn vạn con rắn độc, gặp phải đạo tông chú đan thuật dưới sự xung kích, nhất thời hóa thành từng luồng đan khí, suy suy vang dội, thân thể tại chỗ bốc hơi hết. Ừ, Hùng Phách Chân thấy vậy, 10 phần kinh hãi dị kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần thần thông biến hóa như vậy huyền diệu. Nhưng hắn gặp Diệp Thần thi triển xong đạo tông chú đan thuật sau đó, gương mặt trắng bệch liền đi xuống, cũng biết Diệp Thần trạng thái không ổn, cho dù có thần thông gì bí pháp, cũng khó mà là kế. Ha ha, luân hồi chi chủ, thần thông của ngươi, để cho người hoa cả mắt, so ta lợi hại hơn, nhưng xem bộ dáng của ngươi, vậy chống đỡ không được bao lâu chứ. Hùng Phách Chân cười lên, cánh tay khôi phục nguyên trạng, một trường sen lẫn hùng hồn khí độc, hướng Diệp Thần đè ép tới. Diệp Thần nhất thời cảm thấy nghẹt thở, mượn huyết long ngăn cản. Đại ca, Hàn Diễm thấy tình thế không ổn, muốn phải đi trợ chiến, nhưng hắn bị Chu Võ Hoàng cuốn lấy, nhưng thì không cách nào phân thân. Hơn nữa Chu Võ Hoàng lực lượng, thập phần cường đại, chính hắn có thể không thể đánh thắng, cũng rất khó nói. Nguy cấp bên trong, Hàn Diễm trong lòng xông lên một cổ nhiệt huyết, trong đầu nghĩ, nếu như ta có kiếp trước lực lượng, muốn giết hai bọn họ người, chính là như nghiền chết hai con kiến hôi. Lập tức, hắn liền muốn nhập ma, nhưng nghĩ tới nhập ma sau đó, có thể địch ta không phân chia, liền Diệp Thần vậy sẽ tổn thương, trong lòng lại có kiêng kỵ. Trong chớp mắt, Hàn Diễm sử dụng một viên đan dược, chính là mới vừa rồi Diệp Thần cho hắn luyện chế Bồ Tát đan dược. Hắn trước đem đan dược, ngậm trong miệng, sau đó sẽ tích chữ muốn kiếp trước chuyện. Kiếp trước đủ loại trải qua, vô tận giết hại, khắc cốt tiếc nuối, trong nháy mắt xông lên đầu, hắn trong lòng liền dâng lên vô cùng bi thương khổ sở ý. Hắn để chống liền mình, mặc cho cái này cổ kịch liệt tâm trạng, lan tràn ra, phân bố tinh thần thức hải. Oanh! Một cổ cuồng bạo lệ khí, ngay tức thì từ Hàn Diễm trên mình nổ lên. Cái này cổ lệ khí, là như vậy hung mãnh, nhọn, khủng bố, chỉ có chân chính tàn sát hơn 100 triệu vạn sinh linh, tàn sát qua vô tận vũ trụ người, mới có thể sản sinh ra như thế nhọn lệ khí. Ừ, Chu Võ Hoàng cảm nhận được Hàn Diễm đột nhiên nổ hơi thở, hắn nhất thời ngây ngẩn. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Hàn Diễm ánh mắt, liền thấy vô cùng sát ý vô tận cùng bi phẫn khí, cổ khí tức kia, thật giống như hận giết không được quang người trong thiên hạ. Không tốt, thằng nhóc này lại nổi điên. Chu Võ Hoàng hoảng hốt, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau ngay tức thì, một đạo kiếm quang, liền từ hắn trước mắt lướt qua. Ngao! Hàn Diễm phát ra một tiếng như dã thú gầm thét, cuồng như vậy xuất kiếm. Nếu như mới vừa Chu Võ Hoàng né tránh chậm một chút, hắn đã chết. Sát 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 sát! Hàn Diễm giống to, trán nổi gân xanh nhô lên, đã hoàn toàn bị điên, khua kiếm cuồng sát ra,
cái đạo kiếm khí ngang dọc thiên địa, tiếp xúc hẳn phải chết. Chu Võ Hoàng sợ hãi, thật may hắn sớm có phòng bị, né tránh mở ra, nếu không, nhất định là chết. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Đang cùng Diệp Thần đánh nhau hùng phách chân, hoàn toàn không có phòng bị, đột nhiên tới giữa, thì có mấy đạo kiếm khí, phá không tới, chém chết hướng hắn thân thể. Những kiếm khí này, là như vậy sắc bén, mãnh liệt, sát phạt ngút trời, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bước. Coi như hùng phách chân đã phát hiện, nhưng hắn vẫn là không cách nào né tránh, tại chỗ gặp phải hàn diễm kiếm khí chém cắt, thân thể bị chém thành mấy khối, nơi có thời gian tuyến nhanh chóng mất đi. Hắn đầu lâu, bị chém rơi xuống đất, trên mặt đỉnh cách thần sắc kinh ngạc, dù gì nói. Hắn là, kiếm ma. Đúng rồi, sư phụ cùng ta nói qua. Rắc rắc, hàn diễm một bước bước lên tới, đem hùng phách chân đầu đạp bạo, trước mắt hung hãn, trong miệng xem như dã thú, phát ra điên cuồng kêu to, khua kiếm chém chết hướng Diệp Thần. Hàn đệ, Diệp Thần thấy hàn diễm nhập ma, nhất thời kinh hãi. Mới vừa hàn diễm biểu chém ra kiếm khí, hắn lợi dụng huyền trần mờ ảo thân pháp tránh ra, nhưng hôm nay hàn diễm trực tiếp khua kiếm chém chết đi lên, hắn nhưng là vô luận như thế nào, cũng tránh không tránh khỏi. A, phụ thân, chú ý sao? Luân hồi mộ địa bên trong, vốn là ngủ say sưa tiểu cấm yêu, tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần gặp nguy hiểm, lập tức mở mắt tỉnh lại, thấy hàn diễm một kiếm chém điên cuồng tới, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức liền từ luân hồi mộ địa bên trong nhảy ra, ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Phốc xích, hàn diễm cuồng bạo kiếm, chém vào tiểu cấm yêu trên mình, thiếu chút nữa đem hắn thân thể chém thành hai nửa, vết thương vô cùng dữ tợn, huyết dịch màu vàng chảy ra. Ô, phụ thân, được, thật là đau à. Tiểu cấm yêu khóc, cái này to lớn đau đớn, để cho hắn hoàn toàn luống cuống, chỉ cảm thấy sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, đi chết điểm cuối chạy như điên. Chu Võ Hoàng thấy hàn diễm như vậy hung hãn, cũng là hù được hoàng hồn, vội vàng xoay người trốn vào trong hư không, nhanh chóng rời đi. Hàn diễm một kiếm trọng thương tiểu cấm yêu, máu tươi văng tung tóe đến hắn trên mặt, hắn ngẩn ngơ, trong tròng mắt lệ khí nhanh chóng rút đi, rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Ừng ực, mới vừa hắn ngậm trong miệng Bồ Tát đan dược, đã hòa tan mở, hắn cầm nước thuốc nuốt xuống, tâm cảnh nhất thời bình tĩnh lại, như có Phật quang chiếu sáng. Hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại, trừ tiểu cấm yêu máu, kích thích đến hắn bên ngoài, còn có hắn trước thời hạn làm chuẩn bị, Diệp Thần Bồ Tát đan dược, vậy để cho hắn nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Đại ca, hàn diễm thấy trọng thương tiểu cấm yêu, nhất thời hoảng hồn, kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất, biết mình đã gây họa. Ngươi tại sao phải nhập ma? Diệp Thần ra mặt co giúp, hắn biết mới vừa hàn diễm, là chủ động nhập ma. Ta gặp ngươi gặp nguy hiểm, cho nên. Hàn diễm ấp a ấp úng, hắn mới vừa đúng là gặp Diệp Thần rơi vào nguy hiểm, cho nên không nhịn được nhập ma, phải giúp Diệp Thần thanh trừ kẻ địch. Hiện tại hùng phách chân bị hắn giết chết, Chu Võ Hoàng cũng bị hù chạy, hắn thành công. Nhưng tiểu cấm yêu, nhưng là bị hắn gây thương tích, hơn nữa sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Thần trong lòng bi phẫn, hàn diễm cũng là một phiến hảo tâm, hắn trách cứ thì có ích lợi gì. Sau này không muốn lại qua loa nhập ma, biết không? Diệp Thần kềm chế mình tâm trạng, nói. Thật ra thì mới vừa chiến đấu, hắn mặc dù rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không phải là không có giết ngược có thể. Hắn còn có không thiếu cường đại lá bài tẩy, không có dùng, vậy không cần hàn diễm chủ động nhập ma như thế nguy hiểm. Nhập ma dưới trạng thái hàn diễm, sức chiến đấu tuy mạnh hãn, nhưng địch ta không phân chia, lần này tiểu cấm yêu bị hắn tổn thương nặng. Có thể nói là sông hạ đại họa. Phụ thân, tiểu cấm yêu thương thế đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống, tràn đầy khủng hoảng, sợ mình chết, liền sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần. Đừng sợ, ta ở đây. Diệp Thần vội vàng thúc giục đạo tông chú đan thuật, lấy mấy trăm ngàn hoàng kim nguyên ngọc làm giá, hóa thành năng lượng tinh thuần, bơm vào đến tiểu cấm yêu trong cơ thể. Ở Diệp Thần chữa trị xuống, tiểu cấm yêu thương thế không chảy máu nữa. Tánh mạng là giữ được, nhưng thương thế này vẫn là quá nghiêm trọng, hắn không biết cần điều dưỡng nhiều ít thời gian, mới có thể khôi phục như cũ. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đứa nhỏ, muốn ăn cái gì đồ ăn hết mình. Diệp Thần cầm tiểu cấm yêu thu xếp đến luân hồi mộ địa bên trong đi, lại cho hắn đại lượng nguyên ngọc và đan dược. Đi qua Diệp Thần chữa trị, tiểu
tiểu cấm yêu thương thế chẳng phải đau đớn, lại xem đến bên cạnh xếp chồng một đống nguyên ngọc và đan dược, vui vẻ nói, đa tạ phụ thân. Hàn Diễm trong lòng vẫn là áy náy, lần nữa nói áy náy, thật xin lỗi, đại ca, đều do ta. Diệp Thần than thở một tiếng, nói, không có sao, ngươi cũng là vì ta tốt, nhưng lần sau không muốn như thế xung động, lấy ngươi hôm nay đạo tâm tu vi, còn chưa đủ để chịu đựng nhập ma đánh vào. Hàn Diễm nói, đại ca, ta biết. Dừng một chút, hắn lại nói, vậy, đại ca, chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào, ta dự định đi Thần Vẫn Thạch Cốc, tìm ta kiếp trước dấu vết, rèn luyện đạo tâm. Viêm Thiên Đế đùi phải, cũng ở đây Thần Vẫn Thạch Cốc bên trong, truyền thuyết chỗ đó, chính là anh chủng thế gia lãnh địa một trong. Đại ca, không bằng chúng ta đi Thần Vẫn Thạch Cốc. Anh chủng thế gia, đến từ tinh không bờ bên kia. Viêm Thiên Đế, chính là anh chủng thế gia thủ lãnh. Hắn chết sau đó, anh chủng thế gia chia từng cái chi nhánh, phân tán đến thiên địa các nơi. Hàn Diễm nói Thần Vẫn Thạch Cốc, chính là anh chủng thế gia một cái lãnh địa, siêu tầm có Viêm Thiên Đế một phần chia tay chân, là đùi phải. Diệp Thần đã lấy được Viêm Thiên Đế hai cánh tay, nếu như lại đạt được một cái chân, khoảng cách gom đủ Viêm Thiên Đế thân thể, vậy thì càng gần nhất bước, cũng có thể kích thích thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh. Dẫu sao lúc ban đầu Viêm Thiên Đế, tu luyện đạo thống, chính là xuất xứ từ thiên hỏa mệnh tinh, thu thập hắn thân thể bộ khối, có thể thật to tăng nhanh thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh tốc độ. Nếu là có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, Diệp Thần đủ để hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch, tương lai muốn bắt đạo tông thi đấu hạng nhất, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, vậy mơ hồ ngửi được một chút đại cơ duyên mùi vị. Đi trước Thần Vẫn Thạch Cốc mà nói, đúng là có thể thu hoạch đại cơ duyên, vận may lớn. Bất quá cái này đại cơ duyên sau lưng, khẳng định vậy ẩn giấu nguy hiểm, cũng không phải là tốt như vậy cầm. Lần này tìm Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, chắc trở quá nhiều, ta cần hồi Thượng Hoàng Thiên Cung, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi muốn đi Thần Vẫn Thạch Cốc mà nói, có thể mình đi trước, có nguy hiểm gì, có thể kêu gọi ta tên chữ, ta coi như không thể tự mình đi giúp ngươi, cũng có thể phái người đi qua. Diệp Thần nói, lần này tìm bảo sau khi kết thúc, hắn dự định đi về trước Thượng Hoàng Thiên Cung, nghỉ ngơi một chút. Còn như Thần Vẫn Thạch Cốc bên kia cơ duyên, chậm một chút lại đi tìm cũng không muộn. Hơn nữa, nếu như thuận lợi, có thể Hàn Diễm tự mình một người, là có thể đem Viêm Thiên Đế đùi phải mang về, vậy không cần Diệp Thần ra mặt. Hàn Diễm con người đông lại một cái, vui vẻ nói, được, đại ca, vậy ta trước hết tự đi. Thương nghị đã định, Diệp Thần và Hàn Diễm, liền đem Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, còn thừa lại bảo tàng tài nguyên, toàn bộ thu lấy, chỉ là Hoàng Kim Nguyên Ngọc, cộng lại thì có 3 triệu lớn. Còn như binh khí nào khác pháp bảo, thần công bí tịch, đan dược vật liệu vân. Vân, càng không biết trị giá bao nhiêu tiền. Những thứ này, Diệp Thần dự định bán đi một phần chia, còn dư lại liền cho luân hồi trận doanh bên trong đệ tử, tăng lên thực lực sử dụng. Cái này một tí, Diệp Thần coi như là giàu đột ngột, đại phát hắn tài, phải nuôi tiểu cấm yêu, cũng thay đổi được buông lỏng rất nhiều. Hàn Diễm nhưng là một ít đồ đều không muốn, toàn bộ cho Diệp Thần. Hiện nay hắn, giống vậy thiên tài địa bảo, đối hắn không có chút nào chỗ dùng. Hắn yêu cầu, là có thể rèn luyện đạo tâm đồ. Nhưng rèn luyện đạo tâm, yêu cầu thường thường không phải ngoại vật, mà là cảm ngộ của mình cùng lịch luyện. Hắn chuẩn bị đi Thần Vẫn Thạch Cốc một chuyến, tìm kiếp trước dấu vết, rèn luyện đạo tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể ở Diệp Thần yêu cầu thời điểm, không cần nhập ma liền có thể trợ giúp Diệp Thần. Ra Thiên Nguyệt Quy Cốc, Hàn Diễm chính là nói tạm biệt Diệp Thần, phá không đi Thần Vẫn Thạch Cốc. Chỗ đó tọa độ, hắn đã bắt rõ ràng, hắn kiếp trước là đi qua, là anh chủng thế gia lãnh địa một trong. Diệp Thần gọi ra Titan thần hạm, vậy chuẩn bị trở về Thượng Hoàng Thiên Cung. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần cả người tóc gáy dựng ngược lên, gáy lạnh như băng, thật giống như bị người quay đầu ngã một chậu nước đá. Đây là đối sát khí và nguy hiểm trực giác. Tựa hồ là bắt được sát khí ngay tức thì, Diệp Thần hô hấp liền hít thở không thông, cả người cứng ngắc. Hắn sau lưng, có một đạo bóng người, phá không giết ra. Đây là một cái vô cùng là thon gầy nam tử, mặt mũi vắng lặng, không mang theo chút nào cảm tình, trong tay xách một cây dao găm, dao găm đâm thẳng hướng Diệp Thần gáy. Thanh chủy thủ kia, nhận miệng sắc bén, suy mau đoạn phát, trên thân đao nhưng hiện đầy loang lổ dơ bẩn dấu vết,
thậm chí còn mọc rêu xanh, thật giống như từ mang một cổ năm tháng mài mòn. Nam tử ra tay đánh lén thời cơ, cầm nặn được vừa đúng lúc. Lúc này Diệp Thần tìm bảo kết thúc, ra tâm thần chính là buông lỏng. Mà Diệp Thần người bên người, Hàn Diễm, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung, Huyền Trần Thiên Đế, Tiểu Cấm Yêu Vân. Vân, chết chết, bị thương tổn thương, rời đi vậy rời đi. Cho tới bây giờ, Diệp Thần có một thân một mình, trong cơ thể tuy còn có một cái huyết long, nhưng trước đây cùng Hùng Phách Chân chiến đấu bên trong, huyết long lực lượng tiêu hao to lớn, lúc này cũng không cách nào đến giúp Diệp Thần. Diệp Thần nguyên khí, càng là xa xa còn không khôi phục, hôm nay đối mặt vậy người đánh lén ám sát, hắn nhất thời lâm vào tử địa. Suy rồi, người đánh lén dao găm, rất dễ dàng liền đâm xuyên qua Diệp Thần gáy, chặt đứt xương cổ, nhất kích liền đem Diệp Thần giết chết. Diệp Thần thân thể ngã xuống, ngay tức thì không một tiếng động, trên chủy thủ ẩn chứa loang lổ dơ bẩn dấu vết, như độc tố vậy chút xuống nhập hắn trong thân thể, cũng nhanh chóng lan tràn bùng nổ. Hắn thân thể, lập tức liền tràn đầy thi ban, ô nhiễm vết, rêu xanh, và tất cả loại sền sệt bẩn thỉu đồ. Ừ, thấy Diệp Thần đã ngã xuống chết đi, vậy người đánh lén sắc mặt nhưng là thay đổi. Bởi vì, hắn phát hiện Diệp Thần sau khi chết đi, ở giữa thiên địa, không có chút nào dị thường chập chờn. Luân hồi chi chủ là đại khí vận người, một khi rơi xuống nói, chư thiên sẽ có động trời khí tượng bùng nổ, hơn nữa luân hồi khí vận, cũng sẽ ở ngay tức thì tan vỡ, thiên địa pháp tắc sẽ vì vậy rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn, sẽ có ngày tận thế vậy thiên tai khí tượng hạ xuống. Nhưng hiện tại, thiên địa nhưng vô cùng bình tĩnh, không có tan vỡ, luân hồi khí vận như cũ nồng nặc, hừng hực. Người đánh lén chẳng biết tại sao sẽ như vậy, nhưng hắn biết, Diệp Thần khẳng định còn chưa có chết. Hắn tập sát thất bại. Ở thất bại ngay tức thì, người đánh lén liền đặc biệt quả quyết, lập tức xoay người biến dạng hư không chạy trốn, không có chút nào lưu lại. Chạy được ngược lại là rất nhanh. Đang đánh lén người chạy trốn sau đó, một cái thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên, từ cách đó không xa trong hư không đi ra, chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đổ xuống đất, đã dính đầy loang lổ dơ bẩn hơi thở Diệp Thần, chân mày nhất thời nhíu lại, lẩm bẩm. Thật là đáng sợ dơ bẩn hơi thở, thậm chí mang theo năm tháng mài mòn, xem ra cái đó người đánh lén, chính là Ban Thiên Đế đệ tử. Thật là hảo tâm cơ, hảo khí phách, lại có thể nhẫn nại đến lúc này. Nếu như không phải là ta có một đạo thanh liên phân thân, ta có thể liền chết. Trên đất ngã xuống Diệp Thần, nhưng thật ra là Diệp Thần thanh liên phân thân. Mới vừa phát hiện có người đánh lén sau đó, Diệp Thần lập tức gọi ra thanh liên phân thân, rời hình đổi thể, để cho thanh liên phân thân đời mình nhận chịu một kích chí mạng. Hắn bản thể, chính là rời đi ra ngoài, vốn là dự định không tiếc giá phải trả, sử dụng thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo, quyết tử ma nhãn cùng lá bài tẩy, đem người đánh lén giết chết. Nhưng không nghĩ tới, vậy người đánh lén như vậy nhạy bén, vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức chạy trốn, so sát thủ còn xem sát thủ. Diệp Thần đã bắt được thiên cơ, biết đối phương chính là Ban Thiên Đế đệ tử, tên chữ tựa hồ kêu Quý Giao Dịch. Nếu như cái này Quý Giao Dịch, thật có thể giết chết hắn mà nói, vậy hắn tất cả bảo vật tài nguyên, luân hồi đạo thống, đều phải quy về đối phương tất cả. Đối phương tâm tính, trầm ổn lạnh yên tĩnh đến đáng sợ, trước Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân, cũng không nhìn được hướng Diệp Thần ra tay, hắn còn chậm chạp không động thủ, hơn nữa che giấu như vậy sâu. Nếu như không phải là hắn chủ động ra tay đánh lén, Diệp Thần thậm chí không có phát hiện hắn tồn tại. Huyền Trần Thiên Đế đã sớm nhắc nhở qua Diệp Thần, kêu hắn chú ý Ban Thiên Đế đệ tử, quả nhiên là âm ngoan lợi hại. Từ nơi này Quý Giao Dịch thần thông thủ pháp, Diệp Thần vậy có thể thấy được Ban Thiên Đế thần thông lợi hại. Những cái kia loang lổ dơ bẩn thần thông bên trong, lại là mang theo năm tháng mài mòn. Vậy mà nói, năm tháng mài mòn, là thiên địa tự nhiên lực lượng. Nhưng Ban Thiên Đế thần thông, nhưng là có thể ăn cắp thiên đạo, lấy người thân, bộc phát ra thiên địa năm tháng ăn mòn thần uy, cũng khó trách hắn có thể hư hại tiên thiên độn long thung, thần thông xác thực vô địch. Thật may, Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, cuối cùng không có lật thuyền trong mương, gặp phải cái đó Quý Giao Dịch tập sát. Chỉ là thanh liên phân thân nghiêm trọng bị tổn thương, nhưng để cho Diệp Thần tim thương yêu không dứt. Không biết ta Thái Sơ Sinh Diệt nói, có thể hay không tu bổ thanh liên phân thân. Diệp Thần âm thầm cục cục, liền thu hồi thanh liên phân thân, leo lên Titan thần hạm, trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung.
Titan thần hạm phá toái hư không, tốc độ cực nhanh, không cần thiết đã lâu, cũng đã trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong. Diệp Thần cầm ra một phần chia bảo tàng, phân cho Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong đệ tử, mọi người đều vui, không ở tán tụng. Hắn lại ngoài định mức cầm ra một bộ phận bảo tàng, phái người đưa đi thiên đan giới Thiên Đan Tông, giao cho đan đế. Bởi vì Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng bản đồ bảo tàng, là đan đế đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần vậy đã đáp ứng, tìm được bảo tàng sau đó, muốn phân một phần chia cho đối phương. Mặc dù đan đế nói chỉ cần một thành, nhưng cuối cùng Diệp Thần vẫn là chia ba thành đi ra ngoài, hoàn thành lời hứa. Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng nhân quả, đến chỗ này coi như là cuối cùng, Diệp Thần tâm tình buông lỏng rất nhiều, cái này bảo tàng tài nguyên, so hắn tưởng tượng, còn muốn phong phú rất nhiều. Không nói cái khác, liền nói vậy thần nguyên trì, liền đủ để cho tiểu cấm yêu ấp ra, hắn là được lợi lớn. Diệp Thần trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung tu luyện đại điện, nghỉ ngơi điều dưỡng một ngày, trên hoàng giới linh khí dư thừa, hắn nghỉ ngơi một ngày, tinh thần nguyên khí đã khôi phục rất nhiều. Diệp Thần liền sử dụng thanh liên phân thân, nhìn phân thân vậy loang lổ dơ bẩn dấu vết, yên lặng thi triển ra thái sơ sinh diệt nói, một cổ nước trong vậy ánh sáng rực rỡ, từ bàn tay hắn thượng lưu chảy ra, thấm vào thanh liên phân thân bên trong. Ở thái sơ sinh diệt đạo bơm vào hạ, thanh liên phân thân lên loang lổ dơ bẩn, lại là như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, nhanh chóng hòa tan đi. Có hiệu quả. Thấy một màn này, Diệp Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Cái này thái sơ sinh diệt nói, là kiếm tổ thần thông, là Diệp Thần từ kiếm tổ chi kiếm bên trong cảm ngộ đến, mang theo nguyên sơ thế giới quy luật lực lượng, sau khi luyện thành, có thể trưởng duyên sinh diệt, cả đời không già, hóa giải năm tháng mài mòn, cũng có thể xua tan hắc ám. Hiện tại, Diệp Thần đem thái sơ sinh diệt nói, dùng ở thanh liên phân thân trên, lại là đặc biệt thuận lợi, liền xua tan phân thân lên dơ bẩn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn lại tiêu hao một chút xíu nguyên ngọc, liền đem thanh liên phân thân tự chữa hoàn toàn, cũng không có hao phí nhiều ít tài nguyên. Rất tốt, cái này thái sơ sinh diệt nói, quả nhiên lợi hại, không hổ là nguyên sơ thế giới thần thông. Diệp Thần gật đầu một cái, đối vậy phiến nguyên sơ thế giới, cũng là tràn đầy tò mò, đáng tiếc cái thế giới kia, đã hủy diệt. Thanh liên phân thân tu bổ xong, Diệp Thần liền tiếp tục điều tức nghỉ ngơi, như vậy qua được 4-5 ngày. Hắn nguyên khí cùng trạng thái thì hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần đại chấn. Chỉ bất quá, hắn tu vi, vẫn là dừng lại ở vô lượng cảnh tầng thứ 7 đỉnh cấp, cũng không có đột phá. Tu luyện càng đến hậu kỳ, càng khó khăn. Lần này tìm Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, Diệp Thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể, lại đạt được một cái thiên đế cánh tay, tu vi tuy có tiến bộ, nhưng cũng không có đột phá đến tầng thứ 8 bước, từ đầu đến cuối thiếu chút xíu nữa. Thiếu chút xíu nữa không có thể đột phá, chính là kém một chút thời cơ, thật là tiếc nuối. Diệp Thần lòng ngứa ngáy không dứt, chỉ muốn nhanh lên một chút đột phá. Tu vi mỗi đột phá một tầng, hắn thực lực là có thể mạnh mẽ một phần, cũng có thể tốt hơn nắm giữ cái thế giới này quy luật cùng quy luật. Thanh Phù Tuyết, ta cần ngươi, hạ xuống đi, ta ở Cát Thành chờ ngươi. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần vẫn là không nhịn được, kêu gọi Thanh Phù Tuyết tên chữ. Sau đó đi Cát Thành cùng nàng. Hắn có Titan thần hạm, lùi tới các nơi 10 phần thuận lợi, Thượng Hoàng Thiên Cung là bất tiện bại lộ, gặp mặt hay là đi Cát Thành tốt. Diệp Thần ở Cát Thành mộ trong cung, chờ Thanh Phù Tuyết. Thanh Phù Tuyết nghe được hắn trương kêu gọi sau đó, chỉ chốc lát sau, liền hạ xuống. Nàng vẫn là cả người xanh nhạt đan bảo lối ăn mặc, thân dưới mặc trước màu xanh váy xếp nếp, khí chất ưu nhã dịu dàng, nhiều năm đảm nhiệm Thiên Đan Tháp thánh nữ. Thân cư địa vị cao, tự có một cổ ung dung khí độ. Luân hồi chi chủ, chuyện gì triệu hoán? Thanh Phù Tuyết cười híp mắt nhìn Diệp Thần. Ho, Thanh Phù cô nương, ta tu vi thiếu chút xíu nữa không có thể đột phá, có thể. Cần ngươi trợ lực. Diệp Thần có chút lúng túng nói. Thanh Phù Tuyết cách cách cười duyên, nói ta hiểu, ta hiểu. Vừa nói, nàng liền đi lên phía trước, nhẹ nhàng nhón chân lên, hai cánh tay bao bọc ở Diệp Thần cổ. Môi xẻ tới, hai người liền hôn với nhau. Ở bốn môi giáp nhau thời điểm, Diệp Thần liền cảm thấy, một cổ ấm áp đan dược khí lưu, từ Thanh Phù Tuyết trong miệng truyền tới, bơm vào đến trong cơ thể hắn, đó là mệnh giới cửu nguyên đan linh khí. Thanh Phù Tuyết sớm ăn mệnh giới cửu nguyên đan, nhưng cũng không có luyện hóa,
mà là đem dược lực để dành, tùy thời là Diệp Thần chuẩn bị. Nàng mình nói qua, chỉ cần Diệp Thần có nhu cầu, nàng liền nguyện ý cung phụng dược lực. Giờ phút này Diệp Thần thiếu chút nữa không đột phá, không thể làm gì khác hơn là kêu nàng tới. Cái này một tí hôn, Diệp Thần ngay tức thì đạt được mệnh giới cửu nguyên đan trợ lực, tu vi bình phong che chở quả nhiên bị đánh vỡ, cảnh giới lập tức liền từ vô lượng cảnh tầng thứ 7, đột phá đến tầng thứ 8 bước. Vù vù, mênh mông luân hồi kim quang, từ Diệp Thần trên mình phóng lên cao, đột phá khí tượng khá là nồng nặc, dẫn được Cát Thành không ít người đều là khiếp sợ. Thời khắc này Diệp Thần, chính thức bước vào chính xác tiên đế hàng ngũ, khoảng cách chân chính tiên đế cảnh, chỉ có một bước xa, cùng thần đạo cảnh vậy càng ngày càng đến gần. Cảm giác như thế nào? Thanh Phù Tuyết lui về phía sau một bước, cười nhìn Diệp Thần hỏi. Tạm được. Diệp Thần cũng cười cười, lại hỏi. Đúng rồi, huyết đao tà tổ thế nào, đại chủ tể dự định như thế nào xử phạt hắn? Huyết đao tà tổ thờ phượng hắc ám, quy theo liền hồn thiên đế. Chuyện này đã xác định không có lầm, Diệp Thần rất muốn biết, hắn kết cục sau cùng cùng kết quả. Bởi vì đạo tông chuyện, thiên cơ bí mật, Diệp Thần không cách nào suy tính đến, chỉ có thể hỏi Thanh Phù Tuyết. Thanh Phù Tuyết nói, huyết đao tà tổ sao? Ha ha, lão này, khóc quỳ xuống đại chủ tể trước mặt nhận sai, nói nhất định sẽ triệt để hối cải, sau này lại nữa thờ phượng hắc ám, lại nữa tín ngưỡng hồn thiên đế, cầu đại chủ tể không nên giết hắn. Mạc Kim lão tổ và binh tổ các người, cũng cố ý phải xử tử huyết đao tà tổ. Nhưng cuối cùng, đại chủ tể vẫn là thả qua hắn, không có giết hắn, chỉ là khai trừ hắn đạo tông tôn tổ địa vị, cách chức là phổ thông trưởng lão. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Vậy nói như thế tới, huyết đao tà tổ trừ mất đi đạo tông tôn tổ địa vị, cái gì trừng phạt cũng không có. Thậm chí còn là đạo tông bên trong trưởng lão. Coi như chỉ là phổ thông trưởng lão. Vậy ở bên ngoài, cũng là uy quyền hừng hực nhân vật, không người gan dám đắc tội. Năm đó Thái Hải Thiên Đế, vì một cái đạo tông trưởng lão danh ngạch, liền có thể phản bội Huyền Trần Thiên Đế, sống chết quyết liệt, có thể gặp đạo tông trưởng lão vị trí, trọng yếu bực nào, biết bao cám dỗ người, tuy cùng cao cấp tôn tổ cấp trưởng lão không cách nào so sánh, nhưng vậy đủ cường đại. Diệp Thần không nghĩ tới, huyết đao tà tổ phạm xuống như vậy sai lầm nghiêm trọng, lại có thể nhận cái sai lầm. Là có thể tiếp tục có trưởng lão quyền thế, thật là không tưởng tượng nổi. Thanh Phù Tuyết thở dài nói, có thể đại chủ tể yêu quý nhân tài đi, dẫu sao huyết đao tà tổ thực lực, cũng là rất cường đại, hơn nữa nghe nói lần này, đao thiên đế vậy âm thầm ra mặt cầu tha thứ. Đao thiên đế thật là nhân hậu, huyết đao tà tổ hận không giết được hắn, thậm chí còn muốn giết hắn con trai, hắn còn cố niệm tình nghĩa anh em. Hôm nay huyết đao tà tổ đi xuống, đạo tông bát tổ chống đi một tiệc. Đại chủ tể cuối cùng đề bạt một cái kêu là hoang tự tại người đi lên. Ha ha, cái này hoang tự tại, tựa hồ cùng ngươi luân hồi trận doanh, quan hệ vậy 10 phần mật thiết chứ. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Phù Tuyết có nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần, đại khái vậy bắt được một chút nhân quả liên lạc, cái này mới lên chức hoang tự tại, và Diệp Thần quan hệ tựa hồ là đặc biệt chặt bí mật. Hơn nữa người này tựa hồ là thế giới hiện thật cấm kỵ. Diệp Thần vậy là tới từ thực tế, tất nhiên có rất lớn liên quan. Hoang tự tại, hoang lão. Diệp Thần ngây ngẩn, không nghĩ tới thay thế huyết đao tà tổ vị trí người, lại có thể sẽ là hoang lão. Thanh Phù Tuyết nói, các ngươi quả nhiên là biết. Bất quá, người hôm nay không nên kêu hắn hoang già rồi, hẳn gọi hắn hoang tổ, hắn đã là đạo tông bát tổ một trong, là có thể cùng Mạc Kim lão tổ, binh tổ thiên tôn các đại nhân vật, ngồi ngang hàng tồn tại. Hoàng tổ trước đây không lâu, liền bị đại chủ tể triệu hoán, trở thành đạo tông phổ thông trưởng lão. Khi đó, hắn chỉ là phổ thông trưởng lão. Nhưng lần này, hắn tấu vang lên cửu khúc ống tiêu, thành công đạt được đại chủ tể xem trọng, trực tiếp bị cất nhắc phi tôn tổ, thay thế huyết đao tà tổ, trở thành đạo tông bát tổ một trong, thật là nghịch thiên tạo hóa khí vận. Diệp Thần nghe được ngây dại, nói, lấy hoàng lão thực lực, tựa hồ còn không tư cách, đảm nhiệm đạo tông tôn tổ sao. Hoang cứ tán máu thần mạch xuất thân, từng chạy nạn đi thế giới hiện thật, cũng dựa vào tự thân huyết mạch cùng thực lực, ở thế giới hiện thật ngang dọc vô địch, từng xưng bá kỷ nguyên, được gọi là vạn giới cấm kỵ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở thế giới hiện thật xưng bá, ở vô vô thời ý không mà nói, hắn thực lực, còn xa xa không đủ. Hắn có thể trở thành đạo tông bát tổ một trong, là hoàn toàn ra Diệp Thần dự liệu.
Thanh Phù Tuyết nói, đại chủ tể muốn tại tất cả phổ thông trưởng lão bên trong, cất nhắc một người, sắc phong vi tôn tổ, hắn lấy ra cửu khúc ống tiêu, đó là thập đại cổ thần khí một trong, nghe nói là cầm đế lưu lại thần vật. Vị kia cầm đế, là viễn cổ đại năng, tinh thông bách gia nhạc khí, hắn phần lớn nhạc khí, đều ở đây ngày tận thế thiên tai bên trong hủy đi, chỉ có một chi cửu khúc ống tiêu lưu lại. Đại chủ tể nói, ai có thể thổi vang cửu khúc ống tiêu, ai liền có thể thay thế huyết đao tà tổ, trở thành đạo tông tôn tổ. Tất cả trưởng lão bên trong, chỉ có hoàng tự tại một người, có thể thổi vang, cho nên hắn bị đại chủ tể đề bạt. Ngươi yên tâm, ở vô vô thời y không còn không sinh ra thời điểm, đạo tông cũng đã tồn tại, không biết tích lũy nhiều ít kỷ nguyên khí vận cùng đạo uẩn, coi như là một con kiến hôi, ngồi lên đạo tông tôn tổ vị trí, đều có thể một bước lên trời, đạt được thiên đại ban phúc tạo hóa, trở thành cao cấp cường giả. Hôm nay hoàng tự tại, đã là hoàng tổ, không bao lâu, đại chủ tể sẽ phát ra danh thiếp, thông báo thiên hạ, để cho chư thiên đều biết hoàng tổ danh hiệu. Hoàng tổ có thể thật là quá giỏi à, theo ta biết, cầm đế lưu lại cửu khúc ống tiêu, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không người nào có thể thổi vang, hắn lại có thể thổi vang, nhất định có hắn chỗ độc đáo. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Phù Tuyết trong giọng nói lại tràn đầy bội phục ý. Hiển nhiên là biết thổi vang cửu khúc ống tiêu khó khăn. Hoàng tử tại có thể thổi vang cửu khúc ống tiêu, hắn leo lên tôn tổ vị, đạo tông bên trong, không người có ý kiến khác. Diệp thần nghe được hoàng lão một bước lên trời, thành đạo tông bát tổ một trong lòng cũng là 10 phần hướng tới, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Từ nay về sau, hoàng lão liền không còn là hoàng lão, mà là hoàng tổ. Diệp thần phỏng đoán, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, hắn là có thể gặp lại hoàng tổ. Chỉ bất quá, cho đến bây giờ, Diệp thần còn không bắt được đại lộ làm, hắn thậm chí còn không tư cách đi tham gia đạo tông thi đấu. Vù vù. Nghĩ như vậy lúc đó, Diệp thần trong cơ thể có đồ, truyền ra dị động. Hắn lấy ra vừa thấy, vậy là một khối màu xanh ngọc bội. Khối ngọc bội này, là Mạc Kim lão tổ cho hắn. Mạc Kim lão tổ nói qua, ngọc bội này mang theo một quả vô chủ đại lộ làm đầu mối. Làm khối ngọc bội này, từ màu xanh lá cây biến thành màu đen, Diệp thần đem bóp vỡ, liền có thể biết cái tuyến kia tìm cụ thể. Cái này một tí, Diệp thần nhưng là thấy rõ, hắn ngọc bội trong tay, đang từ màu xanh lá cây chậm rãi thay đổi thành màu đen. Ồ, ngọc bội này không phải lão tổ cho ngươi đồ sao? Thanh Phù Tuyết cũng biết vô chủ đại lộ làm sự việc, thấy ngọc bội hoàn toàn biến thành đen nhánh. Liền nói. Bóp nát đi, chờ ngươi bắt được đại lộ làm, đạo tông thi đấu cũng kém không nhiều bắt đầu, hoàng tổ là lần thi đấu này chủ trọng tài, hắn nói gì cấp cho Nhâm Phi Phàm một chút màu sắc xem, sẽ không để cho các ngươi luân hồi trận doanh, tùy tiện bắt được hạng nhất. Ha ha, hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên bị hắn gây khó khăn. Diệp thần ngẩn ngơ, sau đó cười khổ một tí, không nghĩ tới hoàng tổ thậm chí thành đạo tông thi đấu chủ trọng tài. Hắn muốn ở đạo tông thi đấu bên trong, bắt được vô địch, thì phải trước qua hoàng tổ cửa ải này. Bất quá hoàng lão cũng tốt, hoàng tổ cũng được, khẳng định cũng coi là ở mình bên này. Lắc đầu một cái, Diệp thần thu liễm nội tâm nghĩ bậy, bất kể như thế nào, chàng này đạo tông thi đấu, hắn là nhất định phải đi tham gia. Đạo tông thi đấu trung cực khen thưởng, thiên đế thần nguyên, đối Diệp thần mà nói, sức dụ dỗ lớn vô cùng. Tưởng tượng một tí. Nguyệt thần thiên đế năm đó lấy được thiên đế thần nguyên, mình luyện hóa sau đó, tàn lưu lại thần nguyên năng lượng, dùng để ngâm quan tài băng, đều có thể chống cự hàng tỷ đời năm tháng mải mòn, cuối cùng còn sót lại linh khí, lại để cho Diệp thần ung dung ấp trứng ra trứng đá bên trong cấm yêu. Có thể tưởng tượng được, ngày này đế thần nguyên năng lượng, có bao nhiêu dư thừa hùng hậu. Một phần hoàn chỉnh, vô chủ, không có bất kỳ mải mòn, nguyên thủy thiên đế thần nguyên, không người có thể cự tuyệt. Lập tức, Diệp thần liền đem đã đổi được đen nhánh bóp vỡ ngọc bội. Bóp vỡ ngọc bội sau đó, một cổ thiên cơ hơi thở, xông lên Diệp thần trong lòng. Thoáng chốc tới giữa, Diệp thần liền bắt được, vậy vô chủ đại lộ làm đầu mối chỗ. Vậy cái vô chủ đại lộ làm, ở thần vẫn thạch cốc. Diệp thần nhướng mày một cái, thiên cơ biểu hiện, vậy vô chủ đại lộ làm, lại là ở thần vẫn thạch cốc bên trong. Hắn nghĩ tới sẽ ở vô vô thời y không bất kỳ địa phương, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới trùng hợp như vậy, sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đó là anh chủng thế gia lãnh địa, là viêm thiên đế đùi phải siêu tầm chi địa,
Hàn Diễm kiếp trước đã từng đi qua. Hôm nay Hàn Diễm cũng đã đi thần vẫn thạch cốc, trước còn muốn mời Diệp Thần cùng đi. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, lúc đầu vậy cái vô chủ đại lộ làm, cũng ở đây thần vẫn thạch cốc bên trong. Thanh Phù Tuyết nhún vai một cái, nói ta không biết, nếu như đầu mối là như thế chỉ thị, vậy ngươi đi một chuyến cũng không sao. Dừng một chút, nàng lại có chút chần chờ nói, bất quá, thần vẫn thạch cốc, chỗ này nghe, làm sao quen thuộc như vậy. À, ta nhớ ra rồi, đó là Sở gia lãnh địa. Sở gia đã từng ủy thác ta, bảo ta giúp cửa luyện chế 100 viên thiên nguyên cấp đan dược, nhưng ta không có đáp ứng, bởi vì bọn họ và tử thần giáo đoàn, tựa hồ có cái gì ân oán, ta chẳng muốn dính vào. Vậy cái vô chủ đại lộ làm, nếu như ở thần vẫn thạch cốc mà nói, ngươi có thể phải cẩn thận, bởi vì sau lưng có thể có tử thần giáo đoàn bóng dáng. Nàng cũng biết, tử thần giáo đoàn và Diệp Thần tới giữa, mâu thuẫn cực sâu. Chỉ là Diệp Thần chiếm hữu kinh cức phương tọa, đã hoàn toàn đắc tội chết liền tử thần giáo đoàn, mà chết thần giáo đoàn thu nhận thiên nữ, vậy chọc giận tới Diệp Thần, hai bên không có bất kỳ hòa giải có thể. Sở ra, tử thần giáo đoàn. Theo Diệp Thần biết, thần vẫn thạch cốc là anh chủng thế gia địa bàn, hiện tại lại nhô ra một cái sở ra, thậm chí còn có tử thần giáo đoàn. Chuyến này nước, tựa hồ càng ngày càng hồn. Ha ha, xem ra cái này cái vô chủ đại lộ làm, không dễ dàng bắt vào tay à. Diệp Thần cười một tí. Đi hay là không đi, người tự quyết định, ta không can thiệp. Chỉ bất quá, hôm nay dõi mắt chư thiên, vô chủ đại lộ làm, là càng ngày càng ít, đạo tông thi đấu lập tức bắt đầu, người còn không bắt được đại lộ làm mà nói, liền không tư cách tham gia. Thanh Phù Tuyết ngưng trọng nói. Đi, dĩ nhiên phải đi. Diệp Thần nói, thần vẫn thạch cốc chỗ này, trừ đại lộ làm bên ngoài, còn có Viêm Thiên Đế một cái đùi phải. Thậm chí có thể còn có quá mức cơ duyên tạo hóa, Diệp Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Hơn nữa, Hàn Diễm cũng ở đó bên. Diệp Thần cũng muốn xem, Hàn Diễm hôm nay đạo tâm, rèn luyện được như thế nào. Ta đi trước, Thanh Phù cô nương. Diệp Thần phong tỏa thần vẫn thạch cốc tọa độ, chính là chuẩn bị lên đường. Này, chờ một tí. Thanh Phù Tuyết kéo Diệp Thần, rồi sau đó không cùng Diệp Thần kịp phản ứng, lại hôn hắn một hơi. Dư thừa đan dược linh khí, bơm vào đến Diệp Thần trong miệng. Chớ hôn, hôn lại, ta có thể thật không đem ngươi làm đan dược, muốn ăn ngươi. Diệp Thần cười nói, sờ một cái Thanh Phù Tuyết gò má. Cầu không được, có thể dung nhập vào luân hồi huyết mạch, coi như là ta có phúc. Thanh Phù Tuyết mỉm cười nói. Diệp Thần vui vẻ cười to, không nói gì nữa, gọi ra Titan thần hạm, lên hạm rời đi. Hư không bể tan tành. Rất nhanh, Diệp Thần sẽ đến thần vẫn thạch cốc địa giới. Trước mắt, là một mảng lớn núi non trùng điệp, đỉnh núi hiểm trở, ngàn đỉnh mở kích, vạn nhận khai bình, đan ven núi quái thạch, khắp nơi hiện đầy chướng khí, ma vật, yêu quái, âm hồn, là một phiến hoàn cảnh cực đoan tồi tệ địa phương. Chỉ là đến gần chỗ này, Diệp Thần liền cảm nhận được từng cơn không rõ kinh khủng hơi thở, gào thét tới. Ở sơn cùng thủy tận, ma vật hoành hành núi non trùng điệp bên trong. Chỉ có một nơi thung lũng, là yên lặng tồn tại. Chỗ kia thung lũng, chung quanh đứng vững vàng một tòa tòa thật to đỉnh đá, chính là thần vẫn thạch cốc. Cái này thần vẫn thạch cốc, tọa lạc tại thần vẫn sơn mạch bên trong, liền giống như là một phiến hắc ám thế giới hỗn loạn bên trong, khảm nạm một khối mỹ ngọc. Thần vẫn sơn mạch hoàn cảnh, tuy 10 phần hiểm ác, thế nhưng chỗ thần vẫn thạch cốc, phong cảnh nhưng là 10 phần xinh đẹp, tu trúc lưu vân, nhật ảnh giao quang, mưa thu đại sắc. Có rất nhiều thọ lộc tiên hồ linh thú bôn tẩu, cùng ngoại giới dãy núi ma vật hoành hành cảnh tượng, hình thành so sánh rõ ràng. Diệp Thần lái Titan thần hạm đến, nhưng là kinh động thần vẫn sơn mạch bên trong rất nhiều ma vật, không thiếu ma vật ác thú đánh vào lên, muốn tập kích Diệp Thần. Diệp Thần Titan thần hạm, nhất thời gặp nghiêm trọng đánh vào, thần hạm kịch liệt đung đưa, hắn không khỏi được nhướng mày một cái, đang muốn xuất kiếm diệt giết ma vật. Lúc này, nhưng có một từng đạo thần quang. Từ thần vẫn thạch cốc bên trong dâng lên, chính là từng cái thân mặc đạo bào đạo sĩ, tay cầm các loại pháp bảo ánh sáng rực rỡ ánh chiếu, liền đem những cái kia đánh vào Diệp Thần ma vật, toàn bộ đánh rớt. Vậy mấy người đạo sĩ, tới hướng Diệp Thần thi lễ, ngược lại cũng khá là khách khí, một cái trong đó đạo sĩ nói. Vị này đồng đạo, hạnh hội, ngươi là lạc đường sao? Nơi này là thần vẫn sơn mạch, ma vật hoành hành,
nhưng mà rất nguy hiểm, người vẫn là nhanh lên rời đi. Diệp Thần nói, không phải, tại hạ Diệp Thần, là muốn tới thăm quý địa, các ngươi là Sở gia người sao? Đám người nghe được Diệp Thần nói lên danh hiệu, Thiên Cơ Bát, nhất thời biết được Diệp Thần thân phận, một phiến kinh ngạc, lại là ngưỡng mộ, rối rít nói. Nguyên lai là trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ, câu nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp tôn phạm, không khỏi vinh hạnh. Luân Hồi Chi Chủ đại giá đến chơi, ta Sở gia không có từ xa tiếp đón, thật là thất lễ. Ta Sở gia thật ra thì chính là anh chủng thế gia, chỉ là vì tránh nạn, cho nên đổi họ là Sở. Tổ tiên Viêm Thiên Đế, đã từng báo mộng nói rõ, nói Luân Hồi Chi Chủ, ngươi chính là chúng ta anh chủng thế giới người cứu độ, hôm nay ngươi hạ xuống nơi này, ta Sở gia liền được cứu rồi. Diệp Thần nghe được mọi người nói, mới chợt hiểu ra. Lúc đầu Sở gia chính là anh chủng thế gia, chỉ là vì tránh nạn, cho nên đổi họ. Viêm Thiên Đế cũng từng báo mộng cho bọn họ, nói qua Diệp Thần sự việc. Thì ra là như vậy, vậy mọi người đều là bạn bè, sự việc thì dễ làm. Diệp Thần tâm tình buông lỏng không thiếu, ta tới nơi đây, là vì tìm một quả vô chủ đại lộ làm, không biết vậy đại lộ làm, cụ thể ở địa phương nào. Còn nữa, Viêm Thiên Đế năm đó lưu lại một cái đùi phải, không biết các ngươi có thể hay không cho ta. Nếu Viêm Thiên Đế đã báo mộng qua, chắc hẳn các ngươi cũng biết, tốt nhất do ta tới thừa kế Viêm Thiên Đế đạo thống. Các ngươi yên tâm, sau này ta như có cơ hội, đi tinh không bờ bên kia, nhất định sẽ mang theo các ngươi, để cho các ngươi trở lại gia viên. Nếu Viêm Thiên Đế nhờ qua mộng, Diệp Thần cũng không có cái gì khách sáo nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thuyết minh mình nhu cầu. Hắn muốn đại lộ làm, cũng muốn Viêm Thiên Đế lưu lại vậy cái đùi phải. Đám người đạo sĩ nghe được Diệp Thần mà nói, chố mắt nhìn nhau, tựa hồ có cái gì khó nói ẩn. Một người đạo sĩ than thở một tiếng, nói, Luân Hồi Chi Chủ, vậy vô chủ đại lộ làm cơ duyên, còn có Viêm Thiên Đế tổ tiên lưu lại cơ duyên, đều không phải là tốt như vậy cầm, à, ngươi trước vào đi, chúng ta từ từ nói. Trừ ngươi ra, trong đạo quan còn tới một cái quý khách, là Tử Thần giáo đoàn người, kêu đảm nhiệm thiên nữ. Các ngươi, hẳn là biết chứ. Ngươi, muốn không muốn đi trước gặp hôm nay nữ. Diệp Thần nghe nói như vậy, thất kinh, nói thiên nữ cũng ở nơi đây. Đạo sĩ kia nói, đúng vậy, ngươi muốn gặp sao? Thanh âm hắn có chút chần chờ, bởi vì Diệp Thần và thiên nữ tới giữa, rất nhiều ân oán tình cừu, hắn vậy hơi có nghe đồn. Diệp Thần diễn cảm nhất thời đổi được phức tạp, tuyệt đối không nghĩ tới, thiên nữ lại có thể trước hắn một bước, đi tới Thần Vẫn Thạch Cốc. Chẳng lẽ nói, thiên nữ cũng muốn cướp đoạt vậy vô chủ đại lộ làm? Hẳn không có thể, bởi vì vô chủ đại lộ làm, đối Diệp Thần mà nói, tự nhiên là rất trọng yếu, nhưng đối với Tử Thần giáo đoàn mà nói, không đáng giá để ra. Vậy, thiên nữ là muốn Viêm Thiên Đế đùi phải, vẫn là khác có ý đồ mưu. Tạm thời không thấy, ta mơ hồ bắt được, các ngươi chỗ này, sau lưng có đặc biệt phức tạp nhân quả, nguy cơ trùng trùng, ta trước biết rõ đầu mối nói sau. Càng đến gần Thần Vẫn Thạch Cốc, Diệp Thần càng phát ra cảm thấy hỗn loạn, tầng tầng nhân quả xen lẫn, rắc rối phức tạp. Hắn trước hết biết rõ đầu mối, biết rõ nơi này đã từng phát sinh hết thảy, hắn mới có thể quyết định, rốt cuộc muốn không nên đi hôm nay nữ. Luân Hồi Chi Chủ, hết thảy đều nghe phân phó của ngươi. Đạo sĩ kia cung kính lĩnh mệnh, liền dẫn Diệp Thần tiến vào Thần Vẫn Thạch Cốc bên trong. Ở Thần Vẫn Thạch Cốc bên trong, thì không có rất nhiều đạo quan kiến trúc, Sở gia người, cũng làm đạo sĩ lối ăn mặc, tụng niệm đạo kinh, thành lập trật tự, đối kháng bên ngoài Thần Vẫn Sơn Mạch, không chỗ nào không có mặt hắc ám, ma vật, chướng khí, không rõ vân. Vân. Diệp Thần một bước vào Thần Vẫn Thạch Cốc, quả nhiên bắt được thiên nữ hơi thở, ngủ ở một căn phòng khách bên trong, tựa hồ đã tới đã mấy ngày, thật giống như là muốn cùng Sở gia thương lượng đàm phán cái gì. Còn như Diệp Thần hơi thở, thiên nữ khẳng định vậy bắt được. Bất quá, hiện tại Diệp Thần còn không có gặp mặt ý, hắn trước hết cầm nhân quả sắp xếp rõ ràng. Nhưng kỳ quái chính là, Diệp Thần cũng không có bắt được Hàn Diễm hơi thở. Chẳng lẽ nói, Hàn Diễm còn chưa tới sao? Lão phu Sở Thanh Tùng, bái kiến Luân Hồi Chi Chủ. Lúc này, Sở gia gia chủ Sở Thanh Tùng, mang mấy trưởng lão, cung cung kính kính tới đây, cho Diệp Thần quỳ bái thi lễ. Diệp Thần là Viêm Thiên Đế chỉ định truyền nhân, tương lai phải thừa kế Viêm Thiên Đế đạo thống, bọn họ dĩ nhiên là cung kính có thừa.
không cần đa lễ. Diệp Thần gật đầu một cái. Sở Thanh Tùng và vậy mấy trưởng lão, đứng dậy, đứng xuôi tay. Ta mới vừa rồi nghe nói, vô chủ đại lộ làm, còn có Viêm Thiên Đế lưu lại tay chân, cái này hai đạo cơ duyên, cũng rất khó bắt được, phải không? Diệp Thần trực tiếp hỏi nói, đây là nhất là quan tâm sự việc. Sở Thanh Tùng và vậy mấy trưởng lão, nhìn nhau một mắt, rồi sau đó nói. Vô chủ đại lộ làm, ở một con cự thú trong cơ thể, nghĩ có được nói, cần trước săn giết vậy con cự thú. Luân hồi chi chủ, người tu vi thông thiên, chắc hẳn muốn đánh chết vậy cự thú, không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, vậy cự thú hết sức giảo hoạt, hành tung che giấu cực sâu, muốn tìm được nó, ngược lại không phải là chuyện dễ. Diệp Thần nghe được có rõ ràng đầu mối, trong lòng đại hỉ, nói. Rất tốt, có đầu mối liền tốt, ta sẽ tìm được vậy con cự thú. Dừng một chút, hắn lại hỏi, vậy, Viêm Thiên Đế lưu lại tay chân đâu? Cái này cơ duyên, lại có vì sao làm khó chỗ? Sở Thanh Tùng nhướng mày một cái, than thở một tiếng, tựa hồ là không chịu nổi quay đầu, nói, xấu hổ, Viêm Thiên Đế tổ tiên lưu lại tay chân, ta ở cửu hỏa thương long uy bách hạ, đã ném vào vạn đạo kiếm uyên, vậy là một khối đất chết, cũng là ta sở ra cấm địa, là năm đó Viêm Thiên Đế và kiếm ma đại chiến, lưu lại một khối phế tích. Người bất kỳ đạp tiến vào, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nghe Sở Thanh Tùng nói tới cửu hỏa thương long, thậm chí bị buộc vứt bỏ Viêm Thiên Đế tay chân, trong lòng kinh hãi, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Tùng nói, cửu hỏa thương long danh hiệu, chắc hẳn luân hồi chi chủ, đã nghe nói qua chứ? Diệp Thần nư một tiếng, nói ta biết, hắn là cửu thiên phục long giáo giáo chủ. Sở Thanh Tùng nói, đúng vậy, năm đó tổ tiên Viêm Thiên Đế. Đem hắn phân chia tay chân, một cái đùi phải, giao cho chúng ta cái này một chi tộc duệ giữ, chúng ta cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, vì để tránh cho ngoại giới thấy rõ, thậm chí bỏ đi họ, chính là vì che giấu thiên cơ. Nhưng tiếc là, chúng ta vẫn bị cửu hỏa thương long tìm được. Lấy chúng ta cái này một chi tộc duệ thực lực, là tuyệt đối không thể cùng cửu hỏa thương long thống lĩnh cửu thiên phục long giáo chống lại. Phải biết, năm đó liền Viêm Thiên Đế tổ tiên, cũng chết ở cửu hỏa thương long dưới quyền, chúng ta lại làm sao có thể cùng cửu hỏa thương long chống lại. Diệp Thần nói, vậy các ngươi là làm sao chống lại xuống. Sở ra có thể sống còn đến nay, Viêm Thiên Đế đùi phải, cũng không có rơi vào cửu thiên phục long giáo trong tay, vậy năm đó vô luận gặp cái gì uy hiếp khó khăn, cuối cùng nhất định là an toàn vượt qua. Sở Thanh Tùng nói, lúc ấy ta sở ra tổ tiên cửa, là dựa vào địa mạch lực lượng, còn có một cái hăng hái không để ý thân, mới miễn cưỡng ngăn trở cửu hỏa thương long uy áp. Chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, tổ tiên cửa vậy đời một cường giả, rối rít bị giết hết, những người còn lại, liền càng ngày càng chống đỡ không nổi nữa. Sau đó, chúng ta đã tuyệt vọng, liền đem Viêm Thiên Đế tổ tiên tay chân, ném nhập vạn đạo kiếm uyên, suy nghĩ coi như cửu tộc tiêu diệt, cũng không cho cửu thiên phục long giáo bắt được nửa điểm chỗ tốt. Cửu hỏa thương long thực lực cường đại, hắn nếu là tiến vào vạn đạo kiếm uyên mà nói, tự nhiên có thể chịu đựng vậy phiến tử địa sát khí đánh vào, bắt được Viêm Thiên Đế tổ tiên tay chân, nhưng nhất định phải bỏ ra giá thảm trọng, cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta đã chuẩn bị cử tộc bị chết, nhưng lúc này, Thiên Tiệm Cung có sứ giả hạ xuống, nói nguyện ý giúp chúng ta. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói Thiên Tiệm Cung. Vô vô thời ý không thứ hai đại sát thủ tổ chức. Chiếu lý mà nói. Tổ chức sát thủ vậy chỉ nhìn chúng lợi ích, thủ đoạn tàn nhẫn, làm sao có thể giúp người khác. Sở Thanh Tùng nói, đúng vậy, Thiên Tiệm Cung, là đứng sau Thâm Minh lĩnh vực tổ chức sát thủ, bọn họ lại có thể phái sứ giả hạ xuống, nói nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta hết sức kinh ngạc. Bởi vì, nhiều năm chiến đấu, đã tiêu hao hết gia tộc chúng ta tất cả tài nguyên, chúng ta không có tiền thanh toán bất kỳ thù lao nào, không thể nào mời được Thiên Tiệm Cung sát thủ. Nhưng vị sứ giả kia lại nói, chúng ta mặc dù không có tiền, nhưng có phụ nữ. Chỉ cần chúng ta sở ra người phụ nữ, đời đời, đều nguyện ý đảm nhiệm Thiên Tiệm Cung lò nô lệ, cung cấp bọn họ thải bổ, bọn họ liền nguyện ý xuất thủ tương trợ. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nghe đến chỗ này, đã không nhẫn tâm nghe tiếp nữa. Sở Thanh Tùng trong mắt vậy nổi lên lệ quang, một bộ đau buồn khuất nhục hình dáng. Chung quanh mấy trưởng lão, cũng là yên lặng rơi lệ. Sở Thanh Tùng nói tiếp, chúng ta toàn tộc thương nghị, quyết định sau cùng tiếp nhận Thiên Tiệm Cung điều kiện, trong tộc 14 tuổi trở lên cô gái,
toàn bộ đưa đến Thiên Tiệm Cung, đảm nhiệm lò. Thiên Tiệm Cung phái rất nhiều cao thủ tới đây, thay chúng ta chặn lại Cửu Thiên Phục Long giáo tấn công, trả lại cho chúng ta không thiếu tài nguyên tu luyện, để cho ta Sở gia có thể kéo dài đến hiện tại. Nhưng cái giá này, không khỏi quá thảm trọng một ít. Coi như, Cửu Thiên Phục Long giáo đã có mấy chục ngàn năm thời gian, không có tái phát dậy qua tấn công, nhưng cái này mấy chục ngàn năm, chúng ta Sở gia cô gái, cũng phải đưa đến Thiên Tiệm Cung bên trong đi, đổi lấy bọn họ che chở. Diệp Thần cau mày nói, cái này tổng không phải biện pháp. Sở Thanh Tùng nói, đúng vậy, giá phải trả này quá khuất nhục, chúng ta Sở gia vậy vẫn muốn thay đổi. Ở cực kỳ lâu trước kia, rất xưa đến chín thần mới vừa sinh ra thời điểm, chúng ta Sở gia liền đang mưu tính thay đổi, muốn thoát khỏi Thiên Tiệm Cung nắm trong tay. Chúng ta nhìn chúng Vạn Đạo Kiếm Uyên, đó là ta Sở gia cấm địa, cũng là một phiến đáng sợ tử địa phế tích, trong lòng đất dưới, đã từng là Viêm Thiên Đế tổ tiên và kiếm ma chiến đấu sát lục chi địa, sát khí vô cùng là nồng nặc. Vô số kỷ nguyên tới nay, Vạn Đạo Kiếm Uyên cùng địa mạch dung hợp, đổi được càng ngày càng đáng sợ, nếu như có thể lợi dụng Vạn Đạo Kiếm Uyên năng lượng, đủ để chống lại Cửu Thiên Phục Long giáo và Cửu Họa Thương Long. Chúng ta thuận tiện lấy Vạn Đạo Kiếm Uyên là hạch tâm, kiến tạo một tòa thành dưới đất, bố trí thiên thiên vạn vạn tòa đại trận, đem Vạn Đạo Kiếm Uyên sát khí đưa ra, dùng làm phòng vệ. Tòa thành dưới đất này, ta cũng quên, rốt cuộc kiến tạo nhiều ít kỷ nguyên. Ta chỉ biết là, ở chín thần mới vừa sinh ra thời điểm, thành dưới đất liền bắt đầu thi công, đến chín thần chết, đà đế cổ thần quật khởi, thẳng đến hiện tại, dưới đất này thành mới rốt cuộc coi như là bước đầu thi công hoàn thành. Chỉ cần chúng ta Sở ra người trong, giờ tới dưới đất thành bên trong, cũng không cần lại lo lắng Cửu Thiên Phục Long giáo công kích. Nói xong lời cuối cùng, Sở Thanh Tùng giọng bên trong, tràn đầy bể dâu ý, lại có thấy bình minh rực rỡ cảm khái. Thành dưới đất xây hoàn thành, liền có thể lợi dụng Vạn Đạo Kiếm Uyên năng lượng, đi ngăn trở Cửu Thiên Phục Long giáo, ngăn trở Cửu Họa Thương Long. Vạn Đạo Kiếm Uyên, trừ vô tận sát khí cùng tử khí bên ngoài, còn có Viêm Thiên Đế một cái đùi phải, nếu như những năng lượng kia, có thể toàn bộ điều động ra, đây tuyệt đối là có thể nói đáng sợ tồn tại. À, lúc đầu các ngươi còn xây dựng một tòa thành dưới đất. Diệp Thần khá là kinh ngạc. Đúng vậy, tòa thành dưới đất này, là ta Sở ra dùng vô số máu nước mắt, vô số xương trắng, vô số năm tháng xây dựng đi ra ngoài, là chúng ta thoát khỏi Thiên Tiệm Cung nắm trong tay, độc lập đối kháng ngoại địch hy vọng duy nhất. Luân hồi chi chủ, ta thì mang ngươi đi thăm một chút. Sở Thanh Tùng nói. Cũng tốt. Diệp Thần gật đầu. Lập tức, Sở Thanh Tùng liền dẫn Diệp Thần, dọc theo một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi thành dưới đất. Tòa kia thành dưới đất, ngay tại thần vẫn thạch cốc lòng đất, lấy Vạn Đạo Kiếm Uyên là hạch tâm thi công. Diệp Thần bị truyền đến thành dưới đất lối vào đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên khắc thần vẫn thành ba chữ. Đứng ở thần vẫn thành trước, Diệp Thần nội tâm đại chấn. Bởi vì hắn rõ ràng bắt được, một cổ quen thuộc nhân quả hơi thở. Đó là hàn diễm hơi thở. Trước đây ở thần vẫn thạch cốc mặt đất, Diệp Thần không cảm thấy được hàn diễm chút nào tung tích. Nhưng hiện tại tới dưới đất thành, Diệp Thần liền phát hiện, hàn diễm mà lại ở nơi này. Ta hàn đệ cũng ở nơi đây. Diệp Thần hết sức kinh ngạc. Cái gì? Sở Thanh Tùng ngẩn người. Diệp Thần nói, ta có một cái huynh đệ, hắn kêu hàn diễm, ta cảm nhận được hắn hơi thở, hắn có phải hay không cũng tới thành dưới đất. Cái này thần vẫn thành, là Sở ra dưới đất lãnh địa. Nếu như có người ngoài xông vào nói, khẳng định có thể phát hiện. Sở Thanh Tùng cau mày nói, hàn diễm, ta suy nghĩ một chút, mấy ngày trước, đúng là có một người thanh niên nam tử đã tới, hơn nữa hắn lại có thể tinh chuẩn biết Vạn Đạo Kiếm Uyên chỗ, trực tiếp xông xuống dưới đất thành. Người thanh niên kia nam tử, chính là từ gọi kêu hàn diễm, nói gì mình là kiếm ma chuyển thế, phải đi Vạn Đạo Kiếm Uyên, tìm kiếp trước dấu vết, rèn luyện đạo tâm. Ta thành dưới đất mới vừa thi công xong, tự nhiên không cho phép người ngoài tùy tiện bước vào, hơn nữa hắn nói hắn là kiếm ma chuyển thế, ta xem cũng là cố làm ra vẻ huyền bí, liền phái người cản lại hắn. Nhưng chưa từng dự đoán, hắn lại có thể đột nhiên nổi điên, thần sắc như điên, kêu gào to, trên mình bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát khí ma khí, đúng như cái gì ma đầu chuyển thế vậy. Chúng ta che không ngăn được, hắn cuối cùng liền xông vào Vạn Đạo Kiếm Uyên bên trong. Phỏng đoán đời này là không ra được, vô số kỷ nguyên tới nay,
cho tới bây giờ không người có thể còn sống đi ra vạn đạo kiếm uyên. Luân hồi chi chủ, người nọ lại là anh em ngươi sao? Sở Thanh Tùng mười phần giật mình, ngược lại là không nghĩ tới, cái đó bị điên vậy nam tử, lại có thể sẽ là Diệp Thần huynh đệ. Mấu chốt luân hồi chi chủ huynh đệ chuyến này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Diệp Thần nư một tiếng, nói, đúng vậy, hắn thật ra thì đúng là chính là kiếm ma chuyển thế. Sở Thanh Tù ngà đích một tiếng, nói, lời này là thật. Diệp Thần gật đầu. Sở Thanh Tùng bộ dạng sợ hãi, câu tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó cùng Viêm Thiên Đế hận yêu đan vào kiếm ma, lại có thể chuyển thế sống lại, thậm chí còn tự mình tới chỗ này. Đây có thể phiền toái, hắn xông vào vạn đạo kiếm uyên, không thể nào đi ra ngoài nữa. Vậy vạn đạo kiếm uyên, sát khí vô cùng nồng nặc, vô số kỷ nguyên tới nay, chúng ta Sở ra lại săn giết không ít ma thần, đem ma thần hài cốt ném nhập trong đó, lớn mạnh vạn đạo kiếm uyên sát khí. Cái này vạn đạo kiếm uyên, ai tiến vào, người đó chính là chết. Sở Thanh Tùng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ở hắn trong mắt, Hàn Diễm đã là một người chết. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, cẩn thận cảm ứng, trong sâu thẳm, quả nhiên cảm thấy Hàn Diễm hơi thở, tựa hồ đang không ngừng đi về phía suy yếu. Đó chính là vạn đạo kiếm uyên sao? Ta muốn đi vào xem, ta không thể nhìn ta huynh đệ chết ở bên trong. Diệp Thần nhìn về thành dưới đất phương xa. Liền thấy thành dưới đất trung tâm, có một đạo to lớn màu đen cột khói, phóng lên cao. Màu đen kia cột khói, hoàn toàn là ma khí, kiếm khí, sát khí, lệ khí, hắc ám khí tức hội tụ mà thành, cuồn cuộn bốc hơi lên, cột khói bốn phía có vô số ma thần oan hồn vần quanh, đặc biệt nguy nga. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là vạn đạo kiếm uyên chỗ. Sở ra lấy vạn đạo kiếm uyên là hạch tâm, kiến tạo tòa thành dưới đất này. Bọn họ lá gan đúng là lớn, lại dám mượn dùng vạn đạo kiếm uyên năng lượng, đi đối kháng Cửu Thiên Phục Long giáo. Cái này vạn đạo kiếm uyên hơi thở, như vậy khủng bố xâm nghiêm, Diệp Thần viễn xa nhìn, đều cảm thấy khủng bố, muốn sử dụng, đối kháng ngoại địch, tuyệt đối là vô cùng chật vật sự việc. Sở ra ước chừng hao phí hàng tỷ thế kỷ nguyên thời gian, mới thành công chế tạo ra tòa thành dưới đất này, lợi dụng dậy vạn đạo kiếm uyên năng lượng, có thể tưởng tượng được. Sau lưng có gian nan giường nào? Sở Thanh Tùng nhất thời luống cuống, nói, luân hồi chi chủ, người có thể ngàn vạn đừng xung động, người nếu là bỏ mạng ở vạn đạo kiếm uyên bên trong, ta cũng không pháp cùng các người luân hồi trận doanh giao phó. Diệp Thần nói, không sao, ta huynh đệ ở bên trong, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Sở Thanh Tùng nói, luân hồi chi chủ, hôm nay người muốn đi vào, chỉ sợ cũng không đi vào. Diệp Thần nói, tại sao? Sở Thanh Tùng nói, vậy vạn đạo kiếm uyên, đã tạm thời bị kiếm tử tiên Trần phong tỏa, người bất kỳ cũng không thể đi vào. Diệp Thần có vẻ ngạc nhiên, nói kiếm tử tiên Trần. Đó không phải là đạo tông một trong đao kiếm nhị sứ sao? Theo Diệp Thần biết, đạo tông đại chủ tể dưới quyền, có đao kiếm nhị sứ, kiếm tử tiên Trần chính là một. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Sở ra thành dưới đất sau lưng, lại còn sẽ có kiếm tử tiên Trần bóng dáng. Sở Thanh Tùng nói, đúng vậy, chỗ đó, bị kiếm tử tiên Trần bày ra cấm chế, phổ thông thiên đế đều khó đột phá. Cái đó Hàn Diễm, mấy ngày trước nổi điên thời điểm, bộc phát ra 10 phần đáng sợ hơi thở, lại có thể đột phá kiếm tử tiên Trần cấm chế phong tỏa, xông vào vạn đạo kiếm uyên bên trong. Nhưng, luân hồi chi chủ, ta xem, chúng ta hẳn là rất khó đột phá. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, trước mang ta đi qua xem. Sở Thanh Tùng trần chờ một tí, cuối cùng vẫn là gật đầu, liền dẫn Diệp Thần vào thành. Diệp Thần đạp xuống dưới đất thành bên trong, liền thấy thành dưới đất phía trên, có một phiến bầu trời xanh thẳm, mặt trời chiếu sáng, và gió hiu hiu, phong cảnh và ngoại giới độc nhất vô nhị. Nơi này tuy là lòng đất, nhưng Sở ra không hề thiếu chân thần, muốn trong lòng đất mở ra bầu trời, tạo hóa trời trăng sao, tự nhiên không phải cái gì chuyện khó khăn. Diệp Thần liền thấy. Toàn bộ thành dưới đất, đặc biệt náo nhiệt, dòng người như dệt cửi, hai bên đường phố tràn đầy than đương, tiệm rượu, trà lâu, một phiến phồn hoa cảnh tượng, so bên ngoài là náo nhiệt nhiều. Nơi này, mới là Sở ra chân chính lãnh địa. Chỉ bất quá, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhưng cơ hồ không thấy được người phụ nữ, chỉ có một ít non nớt bé gái, hoặc là 10 phần thanh thông thiếu nữ. Quả nhiên, Sở ra 14 tuổi trở lên cô gái, cũng bị đưa đi thiên tiệm cung. Cho nên ở dưới đất trong thành cô gái, số người thưa thớt,
có cũng là bé gái. Sở Thanh Tùng mắt trong lòng thương cảm, ảm đạm than thở. Diệp Thần vậy trầm mặc, hai người một đường đi tới trước, rất nhanh tới dưới đất Trung Ương Thành. Nơi này có một cái to lớn vực sâu, như ác ma ngục lối vào vậy, nồng nặc âm u kiếm khí ma khí, sát khí lệ khí bộc phát ra, xông thẳng lên trời, tạo thành thẳng tắp khói báo động vậy cột khói, ùng ùng vang dội, nguy nga hết sức. Vực sâu bốn phía, dùng đá xây thành lan can vây quanh, không hề thiếu tinh nhuệ đang đi tuần, thấy Sở Thanh Tùng tới, đều là khom người hỏi thăm sức khỏe. Nơi này chính là Vạn Đạo Kiếm Nguyên. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, xem về phía trước vực sâu, mơ hồ tới giữa, lại đang vực sâu lối vào bầu trời, thấy một tầng nhàn nhạt màu vàng tinh bích hệ, rõ ràng cho thấy cấm chế. Đúng vậy, kiếm tử tiên trần đã bày ra cấm chế, không người có thể phá. Sở Thanh Tùng nói, cho dù là hắn, cũng không cách nào đánh vỡ Vạn Đạo Kiếm Nguyên cấm chế, hàn diễm nổi điên dưới, có thể phá vỡ cấm chế xông vào, đơn giản là kinh thế hãi tục. Diệp Thần chau mày, cong ngón tay bắn ra, một đạo kình khí bắn ra, đánh vào vực sâu cửa vào cấm chế tinh bích cột lên. Keng! Kình khí cùng tinh bích hệ va chạm, nhưng phát ra kim thiết giao mâu vậy tiếng vang. Cái này một tí va chạm, Diệp Thần liền cảm thấy, vậy cấm chế vững chắc được lợi hại, hắn căn bản không cách nào phá vỡ. Kiếm tử tiên trần vì sao phải bày cấm chế? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Sở Thanh Tùng thở dài nói, nói đến nói dài, chúng ta Sở gia chế tạo ra thành dưới đất sau đó, muốn thoát khỏi Thiên Tiệm Cung nắm trong tay, liền cùng bọn họ nói, chúng ta sau này không cần bọn họ che chở, bọn họ cũng không thể lấy thêm ta Sở gia người phụ nữ, coi là lò. Nhưng, chưa từng dự đoán, Thiên Tiệm Cung nhưng là nghiêm nghị cự tuyệt, nói bọn họ Thiên Tiệm Cung sát thủ, cầm chúng ta Sở gia người phụ nữ làm lò, đã lâu như vậy thời gian, không thể nào lập tức liền thoát khỏi. Chúng ta Sở gia coi như muốn tự lập, ít nhất cũng phải cùng Vạn Thế Kỷ Nguyên sau đó, để cho bọn họ bên kia sát thủ, từ từ thích ứng. Ha ha, Vạn Thế Kỷ Nguyên, ta Sở gia làm sao có thể còn sẽ chịu đựng khuất nhục như vậy lâu như vậy. Ở trước đây thật lâu, ta liền nói với bọn họ, ta Sở gia muốn xây thành dưới đất, tự lực cánh sinh, lại nữa dựa vào người ngoài. Bọn họ khịt mũi coi thường, cho rằng chúng ta Sở gia không có năng lực cầm thành dưới đất làm ra tới. Hiện ở dưới đất xây dựng thành phố xong, bọn họ nhưng là khắp nơi khước từ, không chịu cho ta Sở gia tự lập cơ hội, thậm chí tuyên bố, nếu như ta Sở gia dám tự lập, bọn họ cũng không cố bất cứ giá nào, tiêu diệt ta Sở gia toàn tộc. Diệp Thần ra mặt rung một tí, nói cái này Thiên Tiệm Cung, không khỏi quá bá đạo một ít. Sở Thanh Tùng nói, đúng vậy, cái này Thiên Tiệm Cung, bá đạo đáng ghét, chính là muốn vĩnh viễn, để cho ta Sở gia khi bọn họ nô lệ. Đáng tiếc ta Sở gia suy thoái, cũng không dám thật cùng bọn họ xé rách ra mặt. Cuối cùng, là ta mời kiếm tử tiên trần, ra mặt điều đình. Diệp Thần giật mình, nói tiền bối, ngươi lại có thể mời được kiếm tử tiên trần. Kiếm tử tiên trần, nhưng mà đại chủ tể dưới quyền sứ giả, từ góc độ nào đó mà nói, địa vị so đạo tông bát tổ cao hơn. Muốn mời kiếm tử tiên trần ra mặt, tuyệt không phải chuyện dễ. Sở Thanh Tùng cười khổ một tí, nói, không phải mặt của ta, à, nói đến phức tạp, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tóm lại, cuối cùng là kiếm tử tiên trần ra mặt điều đình, ở hắn điều đình hạ, ta Sở gia và Thiên Tiệm Cung, đạt thành ước định. Hai bên các phái ra ba cái thần đạo cảnh cao thủ, ba bàn hai thắng, quyết định thắng bại. Nếu như Thiên Tiệm Cung thắng, vậy ta Sở gia phải tiếp tục là bọn họ cung cấp lò, ít nhất phải cùng Vạn Thế Kỷ Nguyên sau đó, mới khá thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Nếu như ta Sở gia thắng, là được tự lực cánh sinh, sau này không cần giống hơn nữa nô lệ vậy sống tạm. Ở quyết chiến không phân ra thắng bại trước, Vạn Đạo Kiếm Nguyên tạm thời liền bị phong tỏa. Hôm nay vậy ba trận quyết chiến, đã đánh hai trận, hai bên một thắng một thua, cuối cùng này trận thứ ba quyết chiến, bởi vì sự quan trọng đại, cho nên hai bên đều vô cùng cẩn thận, ước chừng trăm năm thời gian, cũng không có chính thức khai chiến. Diệp Thần cả kinh nói, lại có thể kéo trăm năm. Sở Thanh Tùng mặt đầy đắng chát, nói cái này trăm năm thời gian, ta Sở gia một mực đang chọn người xuất chiến, đáng tiếc cũng không có người thích hợp chọn. Mà Thiên Tiệm Cung bên kia, gần đây đã quyết định thí sinh, là một cái danh hiệu kêu Vũ Nhân Phi Kính thiên tài trẻ tuổi, người này tu vi thần đạo cảnh tầng thứ 9, 10 phần cường hãn, nghe nói từng là cổ tinh môn một trong năm đại thiên đế, Kính Thiên Đế đệ tử.
Sau đó, hắn lỡ tay làm vỡ liền kính thiên đế một chai đan dịch, sợ trách phạt, liền trốn ra cổ tinh môn, đầu dựa vào thiên tiệm cung, là thiên tiệm cung trẻ tuổi đồng lứa sát thủ bên trong, vô cùng là xuất sắc tồn tại, cũng là lần này đạo tông thi đấu đoạt cúp hấp dẫn nhân vật. Cổ tinh môn năm đại thiên đế, chính là Vũ thiên đế, Cốt thiên đế, Xà thiên đế, Ban thiên đế, Kính thiên đế. Trong truyền thuyết Kính thiên đế, nắm giữ đủ loại thần bí huyễn kính bí thuật, vô cùng lợi hại. Diệp thần cao mày nói, vậy vạn đạo kiếm uyên, là muốn chờ quyết chiến phân ra thắng bại sau đó, mới có thể mở thả. Sở Thanh Tùng nói, đúng vậy, kiếm tử tiên trần bày ra nhân quả luật, vạn đạo kiếm uyên lên cấm chế, ở ta Sở gia và thiên tiệm cung, quyết định thắng bại sau đó, liền sẽ lập tức mở ra, nhưng ở thắng bại chưa quyết định ra trước, vậy cấm chế liền một mực phong tỏa. Diệp thần tâm thần hơi chăm chú, vậy nói như vậy, hắn bây giờ muốn đi vạn đạo kiếm uyên, tìm Hàn Diễm, đó là tuyệt đối không thể nào, muốn chờ Sở gia và thiên tiệm cung quyết đấu hoàn thành. Nhưng vấn đề là, Sở gia bên này, đến trước mắt mới ngưng, còn không quyết định tốt quyết chiến thí sinh. Sở Thanh Tùng thở dài nói, tử thần giáo đoàn bên kia, phái thiên nữ tới đây, bảo là muốn đại biểu ta Sở gia xuất chiến. Diệp thần kinh hãi, nói, lúc đầu thiên nữ hạ xuống nơi này, là muốn đại biểu Sở gia xuất chiến. Sở Thanh Tùng nói, đúng vậy, tử thần giáo đoàn muốn viêm thiên đế thần thể, dùng để chống lại thiên ma tinh hải sát khí. Ban đầu tử thần giáo đoàn nội chiến, ma nữ là tử thần, chấp trưởng thiên ma tinh hải, ma nữ chết sau đó, vậy phiến thiên ma tinh hải, lại lần nữa trở lại tử thần giáo đoàn lãnh địa bên trong, nhưng sát khí nồng nặc, không người có thể nắm trong tay. Tử thần giáo đoàn đã mất đi kinh cức phương tọa, bọn họ nhất định phải hoàn toàn nắm trong tay thiên ma tinh hải, mới khá ổn định địa mạch khí vận, nếu không không cần người ngoài tấn công, bọn họ giáo phái không bao lâu, sẽ bị hắc ám cùng hỗn loạn cắn nuốt. Mà viêm thiên đế thần thể, nóng rực huy hoàng, có chí cao lửa trời năng lượng, đủ để đối kháng thiên ma tinh hải. Ta Sở gia có một phần viêm thiên đế thần thể, chính là hắn đùi phải, nhưng đã ném nhập vạn đạo kiếm uyên. Tử thần giáo đoàn nói, bọn họ có thể mình đi vạn đạo kiếm uyên tìm, nhưng cái này là ta Sở gia thần vật, làm sao có thể chắp tay nhường cho người ngoài. Tử thần giáo đoàn muốn thay ta Sở gia xuất chiến, lại đòi lấy viêm thiên đế thần thể làm thù lao. Nhưng là tuyệt đối không thể, ta Sở gia trên dưới, cũng không thể đáp ứng. Nhưng, tử thần giáo đoàn thế lớn, ta cũng không dám xé rách ra mặt, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn chu toàn. Diệp thần rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Hắn lúc này mới biết, lúc đầu thiên nữ xuất hiện ở nơi này, là muốn giúp Sở gia tác chiến, sau đó đòi lấy viêm thiên đế đùi phải, thành tựu thù lao. Sở Thanh Tùng lại nói, trừ cái này ra. Thiên nữ còn muốn vậy cái vô chủ đại lộ làm, nàng nói cùng quyết chiến sau khi kết thúc, nàng liền lập tức đi cướp lấy vậy cái đại lộ làm. Diệp thần nói, nàng không có đại lộ làm sao? Sở Thanh Tùng nói, nàng đã có, nàng nói muốn cướp lấy vậy vô chủ đại lộ làm, thì không muốn để cho người ngoài bắt được. Hắn lại quan sát trên dưới Diệp thần một mắt, cười khổ nói, xem ra, thiên nữ là muốn ghim ngươi. Diệp thần bừng tỉnh, vậy mơ hồ bắt được thiên nữ tâm tư. Thiên nữ cướp lấy đại lộ làm, chính là muốn nhằm vào hắn, không để cho hắn đạt được. Chỉ cần hắn không lấy được đại lộ làm, liền không cách nào tham gia đạo tông thi đấu, thiên nữ còn muốn đoạt cúp, đơn giản tự nhiên nhiều. Ha ha, thật là hảo tâm cơ, ta nếu tới trễ giờ, có thể vậy cái đại lộ làm, liền lại cũng không giành được. Diệp thần cười lạnh một tiếng. Sở Thanh Tùng nói, việc cần kíp, là trước phải giải quyết cùng thiên tiệm cung ân oán. Nếu không vạn đạo kiếm uyên một mực bị phong tỏa, chúng ta Sở gia không có đầy đủ lực lượng, đi săn giết vậy con cự thú. Vậy con cự thú, rất giàu hoạt, hành tích che giấu cực sâu, vậy chỉ có mở vạn đạo kiếm uyên, mới khá theo dõi đến nó chỗ. Vậy vô chủ đại lộ làm, ngay tại cự thú kia trong cơ thể, muốn lấy được đại lộ làm, chỉ có chu diệt con thú này. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói tiền bối, dứt khoát do ta ngươi đại biểu cửa Sở gia xuất chiến. Đi khiêu chiến thiên tiệm cung vậy cái gì vũ nhân phi kính. Hắn suy nghĩ thà để cho thiên nữ xuất chiến, ngược lại không như đích thân xuất chiến, mau sớm giải quyết hết cùng thiên tiệm cung ân oán, cũng có thể để cho vạn đạo kiếm uyên mở cửa, hắn có thể đi tìm Hàn Diễm. Hàn Diễm ở vạn đạo kiếm uyên bên trong, sống chết không biết, Diệp thần trong lòng lo âu rất, cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa,
Viêm Thiên Đế đùi phải, ngay tại Vạn Đạo Kiếm Nguyên bên trong, nếu như thuận lợi, Diệp Thần có lẽ có thể được vậy cái đùi phải. Sở Thanh Tùng lắc đầu nói, không được, luân hồi chi chủ, ngươi không phải vậy vũ nhân phi kính địch thủ, cái đó vũ nhân phi kính, nhưng mà thần đạo cảnh tầng thứ 9 tồn tại. Diệp Thần cười cười nói, thần đạo cảnh tầng thứ 9, đối ta lại nói, cũng không phải là cái gì không thể chiến thắng tồn tại. Trước mắt Diệp Thần thực lực, đã đạt đến vô lượng cảnh tầng thứ 8, là chính xác tiên đế, bề ngoài tu vi tuy bình thường không có gì lạ, nhưng hắn chân thật sức chiến đấu, cũng đã có thể đối kháng thần đạo cảnh tầng thứ 9 tồn tại. Sở Thanh Tùng vẫn lắc đầu, nói, vũ nhân phi kính từng là kính thiên đế đệ tử, chấp trưởng huyễn kính bí thuật, hơn nữa lại nắm giữ thiên tiệm cung độc môn bí pháp, tuyệt không phải hạng người bình thường. Sư phụ hắn kính thiên đế, lại đặc biệt nghiên cứu qua nhằm vào luân hồi phép tắc bí pháp, hơn nữa đã nghiên cứu thành công. Người rất nhiều luân hồi đạo pháp, ở đó vũ nhân phi kính trước mặt, có thể không sẽ đưa đến chút nào tác dụng, thậm chí có thể phản tổn thương tự thân. Đặc biệt nhằm vào ta. Diệp Thần nhướng mày một cái, nghe được Sở Thanh Tùng như thế nói, trong sâu thẳm, quả nhiên bắt được vẻ nguy hiểm hơi thở, thật giống như ở tương lai năm tháng sông dài bên trong, thấy được mình thi thể, là bị mình luân hồi đạo pháp giết chết. Sở Thanh Tùng nói, đúng rồi, luân hồi chi chủ, người có phải hay không biết luyện đan? Diệp Thần nói, ừ, thế nào? Ta là thiên đan tháp chứng nhận qua đan sư cấp 6, đúng là biết một chút luyện đan bí pháp. Sở Thanh Tùng đại hỉ, nói, vậy thì tốt, ta muốn ủy thác ngươi hỗ trợ, luyện chế 100 viên thiên nguyên cấp đan dược. Thật ra thì, ta cầu qua thiên đan tháp thánh nữ Thanh Phù Tuyết, nhưng nàng không có đáp ứng, tựa hồ là sợ đắc tội tử thần giáo đoàn. Nếu như ngươi chịu hỗ trợ, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần kỳ dị nói, 100 viên thiên nguyên cấp đan dược. Tiền bối, ngươi muốn cầm tới làm gì? Hắn trước đây cũng nghe Thanh Phù Tuyết nói qua, Sở gia muốn luyện chế đan dược. Sở Thanh Tùng thở dài nói, ta Sở gia có một vị thiên tài trẻ tuổi, hắn kêu Sở Phong, tu luyện Tử Vong Kiếm. Vậy Tử Vong Kiếm, là thiên đế năm suy kiếm một trong, cũng là năm kiếm bên trong cường đại nhất tồn tại, nếu như hắn có thể luyện thành Tử Vong Kiếm mà nói, thì có thể chiến thắng vũ nhân phi kính. Chúng ta Sở gia là dự định đề cử Sở Phong xuất chiến, nhưng hắn Tử Vong Kiếm, còn không luyện thành, bởi vì vậy môn kiếm pháp, hắc ám tử khí quá nặng, rất dễ dàng cắn trả tự thân, cho nên cần số lớn đan dược phụ trợ. Luân hồi chi chủ, người nếu có thể luyện chế ra 100 viên thiên nguyên cấp đan dược, liền có thể giúp được Sở Phong, do hắn xuất chiến, người cũng không cần mạo hiểm. Hắn biết vũ nhân phi kính lợi hại, thần thông thuật pháp nhằm vào luân hồi, Diệp Thần nếu như xuất chiến, nhất định là giữ nhiều lành ít. Cho nên, hắn vẫn là muốn để cho Sở gia thiên tài trẻ tuổi xuất chiến. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, vị kia Sở Phong, thực lực như thế nào, hắn thật có thể chiến thắng thiên tiệm cung người. Sở Thanh Tùng vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên, Sở Phong, luân hồi chi chủ muốn gặp ngươi, mau tới đây. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thần quang, liền từ thần vẫn thành bên trong vọt lên, phá không phóng tới, rất nhanh hạ xuống Diệp Thần trước mặt, đó là một cái ánh mắt trạm nhiên, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ thiếu niên người. Hắn thấy Diệp Thần, mười phần mừng rỡ, lập tức khom người thi lễ, nói, đệ tử Sở Phong, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần đánh giá trước mắt thiếu niên người, phát hiện đối phương tu vi, đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ 8, đạo pháp nội tình mười phần hùng hồn, cùng như vậy hơi có vẻ non nớt bề ngoài, mười phần không tương xứng. Như thế trẻ tuổi, cũng đã là thần đạo cảnh tầng thứ 8. Lợi hại, không hổ là thiên tài. Diệp Thần khen ngợi. Xem Sở Phong tuổi tác, có thể liền thiên tuế cũng không có, năm tháng dấu vết đặc biệt cạn, tuổi như vậy, ở vô thời ý không, có thể nói là ánh sáng mặt trời vậy tồn tại, người bình thường ở cái tuổi này, có thể chỉ là mới vừa bước vào vô lượng cảnh. Sở Phong nói, xấu hổ, đệ tử không dám gọi thiên tài, tuyệt đối không thể cùng luân hồi chi chủ so sánh. Là đã từng kiếm tử tiên Trần Đại Nhân, ban phúc tạo hóa, đệ tử mới có hôm nay cảnh giới, nhưng đệ tử tư chất ngu đột. Vẫn là không luyện được vậy Tử Vong Kiếm. Tử Vong Kiếm, là thiên đế năm suy kiếm bên trong cường đại nhất tồn tại. Mà thiên đế năm suy kiếm, là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra kiếm pháp, truyền thuyết năm kiếm luyện kiếm, có thể chảm thiên đế, vô cùng lợi hại. Vạn cổ tới nay, có thể đem thiên đế năm suy kiếm, toàn bộ luyện thành người, chỉ có nguyên thiên đế một người.
Ngày này đế năm suy kiếm, chính là hủy diệt, phá hoại, mục nát, suy bại, tử vong. Coi như là Diệp Thần, trước mắt cũng chỉ là luyện thành trong đó một đạo hủy diệt kiếm. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Sở Phong như thế trẻ tuổi, cũng đã là thần đạo cảnh tầng thứ 8 cường giả, không phải mình tu luyện có được, mà là kiếm tử tiên Trần ban phúc tạo hóa, để cho hắn một bước lên trời. Có thể tưởng tượng được, đạo tông đao kiếm nhị sứ bên trong kiếm tử tiên Trần, thực lực có cường hãn dường nào, có thể đem một cái chưa đủ thiên tuế thiếu niên người, rất miễn cưỡng cất nhắc đến thần đạo cảnh tầng thứ 8 bước, hơn nữa hơi thở còn như vậy vững chắc, căn cơ hùng hậu như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Sở Thanh Tùng cười nói, Sở Phong, luân hồi chi chủ luyện đan kỹ thuật cao siêu, ngươi mau cầu hắn ra tay, giúp ngươi luyện chế đan dược, giúp ngươi thu thành tử vong kiếm. Sở Phong đại hỉ, lập tức quỳ xuống đất, hướng mới Diệp Thần dập đầu nói, luân hồi chi chủ, mời ngươi ra tay giúp ta, đệ tử tư chất ngu đột, nhất định phải dựa vào trăm cái thiên nguyên cấp đan dược phụ trợ, mới khá tu thành vậy tử vong kiếm. Diệp Thần suy nghĩ Sở Phong có kiếm tử tiên Trần ban phúc. Nếu quả thật có thể luyện thành tử vong kiếm, có lẽ có thể nghịch phạt vũ nhân phi kính. Hắn nhẹ khẽ gật đầu, hỏi, luyện đan vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Sở Phong kích động nói, đều chuẩn bị xong, quay đầu nhìn về Sở Thanh Tùng. Sở Thanh Tùng khẽ mỉm cười, lúc này sử dụng đại lượng dược liệu, còn có một tòa thật to dược đỉnh, lại giao cho Diệp Thần một phần đan phương, nói. Luân hồi chi chủ, cần luyện chế đan dược, kêu kim cương thần bảo vệ đan. Không biết ngươi có thể luyện chế hay không? Diệp Thần cầm lấy đan phương, xem. Cái này kim cương thần bảo vệ đan, là thiên nguyên cấp đan dược, luyện chế trình tự khá là rườm rà, hơn nữa cần số lớn dược liệu chân quý, bao gồm huyết hoàng cỏ, ngọc tủy chi, bảy hà liên, thiên nguyên quả, huyền băng hoa, tĩnh tâm liên vân. Vân. Trong đó chân quý nhất dược liệu, chính là tĩnh tâm liên, đó là một loại có thể đối kháng hắc ám sát khí, vững chắc đạo tâm linh dược. Từ mang Phật quang hai uẩn. Diệp Thần nhìn xem Sở Thanh Tùng lấy ra dược liệu, luyện đan cần phần lớn dược liệu đều có, hơn nữa số lượng không thiếu, duy chỉ có thiếu một mặt tĩnh tâm liên. Tiền bối, người dược liệu này, có phải hay không kém một chút cái gì? Diệp Thần cau mày hỏi. Sở Thanh Tùng thở dài nói, kém một mặt tĩnh tâm liên, vậy là đặc biệt dược liệu hiếm thấy, vậy ra đời từ Phật môn thánh địa, chỉ theo trước năm đó mạt pháp thời đại hạ xuống. Chứ đâu vơ cửa thánh địa đều là bị thương nặng, vậy tĩnh tâm liên vậy diệt tuyệt, giữa trời đất lại cũng không gặp. Bất quá, coi như ít đi một mặt tĩnh tâm liên, cái này kim cương thần bảo vệ đan, vẫn là có thể luyện chế được, chỉ là hiệu quả không như vậy hoàn mỹ, nhưng tạm trước cũng có thể dùng. Hắn vừa chỉ to lớn kia dược đỉnh, nói, đây là viêm thiên đế đã từng sử dụng qua dược đỉnh, kêu phần thiên nuốt viêm đỉnh, luyện đan chính là thích hợp, luân hồi chi chủ. Nếu như ngươi có thể thuận lợi đem kim cương thần bảo vệ đan luyện chế được, chỗ tòa này dược đỉnh, ngươi có thể mang đi. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đánh giá dược đỉnh kia, liền gặp dược đỉnh trên có khắc vẽ rất nhiều ngọn lửa điêu khắc, thâm trầm bên trong lộ ra một chút lộng lẫy, hơn nữa bên trong dược đỉnh vách đá, từ mang từng cái ngọn lửa trận pháp, chỉ cần thúc dục là có thể thả ra liệt hỏa, đặc biệt thích hợp luyện đan. Luân hồi chi chủ, còn trông ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Sở Phong lại cho Diệp Thần dập đầu một cái, nếu như có thể có đủ số lượng kim cương thần bảo vệ đan, hắn đạo tâm là có thể lấy được đầy đủ che chở, từ đó thuận lợi tu thành tử vong kiếm. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, nói, đứng lên đi, ta lại thử một chút. Sở Phong kích động nói, ưm. Hắn lúc này đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, lần nữa nhìn kỹ xem đan phương, lại cầm lên từng bụi dược liệu. Cảm ứng quen thuộc dược liệu dược tính, còn có giữa hai bên liên lạc. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng thư ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đem từng bụi dược liệu, ném nhập dược đỉnh bên trong. Dọn ra. Ngay sau đó, Diệp Thần đem tự thân linh khí, bơm vào đến dược đỉnh bên trong dược đỉnh vách đá ngọn lửa trận pháp, lập tức bị kích hoạt, nóng rực mà tinh khiết ngọn lửa phun ra, đốt luyện bên trong dược đỉnh rất nhiều dược liệu. Những ngọn lửa kia, lại là mơ hồ mang theo một chút thiên hỏa mệnh tinh lực lượng. Xem ra, năm đó viêm thiên đế học hỏi thiên hỏa mệnh tinh, đích xác là lấy được không thiếu ban phúc tạo hóa. Chỗ tòa này phần thiên nuốt viêm đỉnh, hàm chứa thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, cầm tới luyện chế đan dược, thật là lại không quá thích hợp. Diệp Thần thi triển ra đạo tông chú đan thuật, thúc dục lửa trời, đốt chế thuốc tài, vậy từng bụi dược liệu,
nhất thời hòa tan thành một đoàn đoàn linh dịch, rồi sau đó tụ lại, ở Diệp Thần tâm ý hạ, dần dần ngưng luyện thành một viên viên đan dược hình dáng. Viên kia viên đan dược, đều là lộ ra kim quang, giống như mang theo thần thánh bảo vệ lực. Luyện chế kim cương thần bảo vệ đan, trình tự là rất rườm rà, bất quá Diệp Thần nắm giữ đạo tông chú đan thuật, giản hóa rất nhiều trình tự, nhanh chóng liền đem đan dược hình thức ban đầu luyện chế ra. Dĩ nhiên, coi như lại nhanh chóng, mấy trăm năm thời gian là muốn. Diệp Thần bày ra thời gian kết giới, hắn luyện đan luyện mấy trăm năm, ngoại giới cũng chỉ là đi qua mấy giờ. Sở Thanh Tùng trong mắt híp lại, yên lặng quan sát. Sở Phong chính là đầy mắt nóng bỏng hình dáng, nhìn đan dược một chút xíu thành hình, hắn diễn cảm bộc phát kích động, đối Diệp Thần tràn đầy cảm kích và sùng bái. Kém một vị thuốc, đan dược này phẩm chất, cuối cùng kém một ít. Diệp Thần ngắm nhìn dược đỉnh bên trong đan dược, số lượng lớn tổng thể có hơn 100 viên, nhưng phẩm tương không đủ mượt mà thấu lược, để cho hắn có chút không hài lòng lắm. Đây là bởi vì, luyện chế kim cương thần bảo vệ đan trong đó một mặt dược liệu trọng yếu tính tâm liên, đã diệt tuyệt. Không có tính tâm liên mà nói, luyện chế được kim cương thần bảo vệ đan, vô luận là phẩm tương, vẫn là hiệu quả, đều phải đánh một cái giảm giá. Phật Pháp, Diệu Pháp Hoa Sen, đi. Diệp Thần cầm hoa chỉ một cái, một tòa bảy màu đài sen, từ hắn lòng bàn tay hiện lên, rồi sau đó bay xuống nhập dược đỉnh bên trong. Diệu Pháp Hoa Sen, là Phật Tổ chân kinh tầng thứ 7, mang theo hùng hồn Phật Pháp tinh hoa. Mà kia dược tài tính tâm liên, cũng là mang theo Phật quang linh khí, Diệp Thần thử nghiệm dùng Diệu Pháp Hoa Sen thần thông, để thay thế tính tâm liên. Vù vù, bảy màu đài sen rơi vào dược đỉnh, ở trên trời lửa đốt luyện hạ, ngay tức thì tan ra, hóa thành từng luồng tinh thuần vàng óng Phật quang, dung nhập vào rất nhiều đan dược bên trong. Trong thoáng chốc, viên kia viên kim cương thần bảo vệ đan, đạt được Phật quang bồi bổ, thì trở nên được mượt mà thấu sáng lên, phẩm tương thật to tăng lên. Có hiệu quả. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng đại hỉ, coi như dược liệu không đủ, hắn theo dựa vào mình thủ đoạn, cũng là luyện chế thành công ra hoàn mỹ kim cương thần bảo vệ đan. Luân hồi chi chủ, người luyện đan thành tựu, quả nhiên cao siêu. Bội phục bội phục. Sở Thanh Tùng cũng là khen ngợi đứng lên. Sở Phong lại là vô cùng kích động, khó mà từ cầm, hôi tay múa chân, nói quá tốt, ta rốt cuộc có thể thu thành tử vong kiếm. Chờ ta luyện thành kiếm này, ta thể giết phũ nhân phi kính, thay ta sở ra cọ rửa khuất nhục. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, hài lòng, liền chuẩn bị để cho đan dược ra lò. Suy rồi. Nhưng lúc này, một đạo mang băng hoàng khí tượng kiếm khí lạnh lẽo, phá không biểu chém tới, chém thẳng hướng dược đỉnh. Đạo kiếm khí này, đột ngột giết ra, cũng không ai từng dự liệu. Keng! Băng hoàng kiếm khí chém đến dược đỉnh trên, đậm đà khí lạnh nổ tung, nhất thời để cho được dược đỉnh bên trong thiêu đốt ngọn lửa, toàn bộ tắt, suy suy toát ra khói xanh, dược đỉnh bên trong hơn 100 viên kim cương thần bảo vệ đan, gặp phải kiếm khí quét sạch, toàn bộ tan thành mây khói, hóa thành cặn bã. Hoàn toàn bị phá hủy. Là ai? Vất vả luyện chế mấy trăm năm đan dược, trong nháy mắt bị phá hủy, Diệp Thần nhất thời giận dữ, tức giận công tâm, cặp mắt đỏ tươi, đơn giản là giết người tim đều có. Sở Phong và Sở Thanh Tùng, cũng là cả kinh thất sắc, đau tim muốn chết. Vì thu thập luyện chế kim cương thần bảo vệ đan dược liệu, bọn họ sở ra không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết tinh lực, hiện tại mắt xem đan dược thì phải ra lò, nhưng toàn bộ bị người phá hủy. Một viên không dư thừa, bọn họ khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Diệp Thần, đã lâu không gặp. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ gặp một cái đồ trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại cô gái, từ bầu trời phương xa đáp xuống, chính là Đảm Nhiệm Thiên Nữ. Đảm Nhiệm Thiên Nữ trong tay, đang yêu nhã nhẹ nắm trước băng hoàng thiên kiếm, vậy băng hoàng thiên kiếm mũi nhọn, so với trước kia ác liệt rất nhiều, hiển nhiên nàng bước vào vô vô thời ý không sau đó. Vậy đặc biệt rèn luyện qua. Hiện tại thanh kiếm này, đã có thể nói không vô thần khí, sát phạt cực thịnh. Mới vừa chính là thiên nữ một kiếm, phá hủy Diệp Thần vất vả luyện chế đan dược. Thiên nữ, là ngươi. Diệp Thần ra mặt lay động, từ thiên nữ trong ánh mắt, hắn đã bắt không tới chút nào cảm tình. Trước kia thiên nữ, đối hắn là có cảm tình, nhưng ban đầu, hắn cùng thiên nữ quyết chiến, thiên nữ chém tình chứng đạo, đem mình nội tâm. Tất cả tơ tình, toàn bộ chặt đứt. Nàng không thích đi nữa Diệp Thần, trong mắt tự nhiên không có bất kỳ cảm tình,
xem Diệp Thần ánh mắt, tựa như đang nhìn một người bình thường. Mà thiên nữ tu vi, nhưng đã đạt đến thần đạo cảnh trung kỳ, cùng trước kia so sánh, tiến bộ to lớn. Hiển nhiên, nàng ở tử thần giáo đoàn bên trong, cũng là lấy được đại lực tài bồi. Đảm nhiệm thiên nữ, người dám hủy ta đan dược. Sở Phong bi vẫn muốn chết giống to, trán nổi gân xanh nhô lên, khó mà giữ bình tĩnh, lúc này rút kiếm ra, một kiếm mãnh hướng trời nữ tim đâm tới. Thiên nữ một tiếng cười khẽ, băng hoàng thiên kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền rời ra liền Sở Phong kiếm, tay trái nhẹ nhàng một chưởng, đánh trúng Sở Phong đầu vai. Rắc rắc, Sở Phong xương vai tại chỗ vỡ vụn, rên lên một tiếng, đau nhức dưới, trường kiếm rời tay rơi xuống đất, người vậy thống khổ mềm quỳ xuống. Hắn nhưng mà thần đạo cảnh tầng thứ 8 tồn tại, nhưng ở thiên nữ trước mặt, lại có thể không chống nổi một hiệp, có thể hôm nay nữ chân thật sức chiến đấu, có cường hãn dường nào. Sở Phong, những đan dược kia, ngươi ăn tới cũng vô dụng. Lần này các ngươi Sở gia, muốn cùng thiên tiệm cung quyết chiến, ta ngươi đại biểu cửa xuất chiến chính là, không cần làm phiền ngươi. Xem bộ dáng của ngươi, liền ta một trưởng cũng không chịu nổi, như vậy thực lực, ngươi chỉ sợ cũng không tư cách xuất chiến không. Thiên nữ mây thưa gió nhẹ cười nói, giọng lại mơ hồ mang vẻ khinh thường. Sở Phong trong lòng lại là tức giận, lại là bi phẫn, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, hắn cả ngày vai nữ một trưởng cũng không tiếp nổi, làm sao còn đại biểu Sở ra xuất chiến. Đảm nhiệm thiên nữ, chớ quá mức. Chúng ta ủy thác luân hồi chi chủ, vất vả luyện chế đan dược, người toàn bộ hủy diệt, người phải bồi thường. Sở Thanh Tùng phẫn nộ quát. Thiên nữ cười nói, không sao, một chút thiên nguyên cấp đan dược thôi, ta tử thần giáo đoàn thường nổi, cùng quyết chiến kết thúc, chiến thắng thiên tiệm cung, lấy được rồi viêm thiên đế thần thể, chính là một chút đan dược, ta 10 lần bồi thường cho các ngươi thì như thế nào? Diệp Thần thấy nàng cái này tư thái, trong lòng trầm xuống, nói thiên nữ, người đã tuyệt vọng rồi, quy thuận tử thần giáo đoàn. Thiên nữ khóe miệng mang cười nhạt cho, nói, không phải quy thuận, chỉ là kết minh hợp thôi, ta cần tử thần giáo đoàn tài nguyên, không ngừng tu luyện tiến bộ, ở quá trình này bên trong, ta cũng sẽ thay tử thần giáo đoàn, xử lý một ít chuyện tình. Còn nữa, xử lý một ít kẻ địch, ha ha. Diệp Thần cười nói, người muốn thay thế đồng hồ Sở ra xuất chiến, đây có thể đúng dịp, ta cũng muốn thay thế biểu thị hắn cửa xuất chiến, hơn nữa, ta hẳn so ngươi còn có tư cách. Bởi vì, ta dẫu sao coi như là viêm thiên đế truyền nhân. Diệp Thần lời nói này rơi xuống, Sở Thanh Tùng và Sở Phong, đều là kinh hãi. Sở Thanh Tùng đã cảnh cáo, vũ nhân phi kính thần thông quỷ dị, có đặc biệt nhằm vào Diệp Thần thủ đoạn, lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, nếu như trực diện vũ nhân phi kính mà nói, rất có thể phải chiến bại, thậm chí chết. Nhưng, Diệp Thần nhưng không muốn buông tha. Đan dược đã bị thiên nữ hủy diệt, Sở Phong không luyện được tử vong kiếm, không thể nào chiến thắng vũ nhân phi kính. Cục diện như vậy dưới, Diệp Thần liền muốn tự mình ra tay, tuyệt không thể để cho thiên nữ chiếm được chút tiện nghi nào. Thiên nữ hủy diệt đan dược, rõ ràng cho thấy đoạn tuyệt Sở Phong xuất chiến hy vọng, tốt để cho mình xuất chiến, nhưng Diệp Thần sẽ không để cho nàng như nguyện. Ngươi muốn cùng ta cướp. Thiên nữ ánh mắt lạnh lùng xuống, khóe miệng nụ cười cũng thay đổi được xâm nghiêm. Diệp Thần nói, đây là Sở gia sự việc, không bằng giao cho Sở gia tới quyết định. Ánh mắt nhìn về Sở Thanh Tùng. Sở Thanh Tùng nhất thời trần chờ, hắn dĩ nhiên chẳng muốn để cho thiên nữ xuất chiến, nhưng cũng không muốn để cho Diệp Thần đi mạo hiểm. Thiên nữ cười ha ha một tiếng, nói, Diệp Thần, người muốn thay thế ta, vậy trước tiên đánh bại ta nói sau. Ta thật là tò mò thế giới hiện thật và bây giờ ngươi, có cái gì thay đổi? Liền để cho ta xem, ngươi thực lực tiến bộ nhiều ít. Tiếng nói rơi xuống, thiên nữ mãnh liệt một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần ấn đường. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cảm thấy vô cùng là bén kiếm khí, đối diện gào thét tới. Tu vi đạt tới thần đạo cảnh trung kỳ thiên nữ, thực lực so với trước kia cường hãn hơn, kiếm ra như điện, khí thế hết sức ác liệt. Thiên đế cánh tay, mở. Diệp Thần không chần chờ chút nào, tay phải mở thiên đế cánh tay, trên cánh tay nổ lên ngập trời liệt hỏa, cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy vậy gầm thét, trên cánh tay hắn lực lượng, vậy đi theo cuồng bạo tăng vọt, luân hồi thiên kiếm ở lòng bàn tay hiện lên, một kiếm chém điên cuồng ra. Luân hồi thiên kiếm trên thân kiếm, tràn đầy cuồng bạo lửa trời uy năng, ngay tức thì liền đem thiên nữ kiếm thế, toàn bộ nghiền tiêu diệt,
nhất kiếm nữa chém về phía thiên nữ đầu. Hôm nay Diệp Thần, và thiên nữ tới giữa, lại cũng không có nửa điểm cảm tình, cho nên hắn ra tay đặc biệt quả quyết, sát phạt ác liệt. Rất tốt, ngươi thực lực, đúng là so trước kia tiến bộ hơn. Nhưng, ta lực lượng, ở trên ngươi. Thiên vũ chết lưu, rơi. Thiên nữ trước đính kiếm ngăn trở Diệp Thần một kiếm, lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngâm sướng, nhất thời, trong hư không ma khí cuồn cuộn, hắc ám năng lượng bạo động, hội tụ thành từng giọt đen nhánh, dơ bẩn, tràn đầy khí tức tử vong hạt mưa. Vô số hạt mưa lớn chừng hạt đậu, từ không trung chút xuống, hình như là thối giữa thi thể hóa thành đen nhánh thi mưa, quay đầu hướng Diệp Thần dốc vào xuống. Đây là tử thần giáo đoàn thần thông, tên là Thiên Vũ Chết Lưu, có thể hội tụ ma khí, hóa thành hắc mưa, hủ cốt phệ hồn, mười phần đáng sợ. Phật Pháp, chiếu kiến hư không, phá cho ta. Diệp Thần thong thả, tay trái cầm hoa làm quyết, cả người Phật quang hiện lên, ở sau lưng huyễn hóa ra một tôn to lớn Bồ Tát hư ảnh, kim quang chói lọi. Những cái kia chiếu nghiêng xuống hắc mưa, suy suy vang dội, ở Phật quang chiếu dọi xuống, hóa thành hơi nước, cũng không có đả thương được Diệp Thần. Có mấy giọt hắc mưa, tránh thoát Phật quang chiếu sáng, rơi xuống mặt đất, nhất thời để cho được mặt đất tí tách bốc khói, mặt đất lại có thể bị ăn mòn ra mấy cái trong cái hố sâu. Có thể tưởng tượng được, thiên nữ tay nãy Thiên Vũ Chết Lưu, uy năng có kinh khủng dường nào, vậy thua thiệt được Diệp Thần thực lực so trước kia tiến bộ rất nhiều, hơn nữa còn luyện thành Phật Tổ chân kinh tầng thứ 8, nếu không, hắn nếu là gặp phải những cái kia hắc mưa tập kích, sợ rằng không chết cũng phải lột ra. Sở Thanh Tùng và Sở Phong thấy hai người tướng chiến, đều là kinh hãi, vừa kiêng kỵ thiên nữ thủ đoạn, vậy khen ngợi Diệp Thần chân thực sức chiến đấu, lại có thể vượt qua bề ngoài tu vi như thế nhiều. Mơ ước một lòng lưu, ta tâm nguyện, luân hồi đem giết. Thiên nữ lại phát ra một tiếng ngâm sướng, trong hư không, nổ lên 33 thiên thần thuật hơi thở, đó là nàng nơi chấp trưởng thần thuật, mơ ước một lòng lưu. Mộng tưởng này một lòng lưu, trên bản chất là bởi vì quả luật, nhưng muốn so với phổ thông nhân quả luật cường hãn rất nhiều, chỉ cần rất nhiều hạ nguyện vọng, liền có rất lớn cơ hội thực hiện. Hiện tại, thiên nữ rất nhiều xuống nguyện vọng, là luân hồi đem giết bốn chữ. Nguyện vọng này, dĩ nhiên không thể nào trực tiếp thực hiện, nhưng thiên nữ cầu nguyện, nhưng xúc động trong chỗ u minh quy luật lực. Nhất thời, Diệp Thần cảm thấy hào hùng thiên địa pháp tắc uy áp, đặt ở trên người mình. Rào 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 rào. Vậy Thiên Vũ Chết Lưu thần thông, bộc phát ra ngút trời hắc mưa, lần nữa chiếu nghiêng xuống. Lần này, bởi vì có mơ ước một lòng chảy ra trì, Diệp Thần chiếu kiến hư không Phật Pháp, lại có thể không cách nào đem những cái kia hắc mưa xua tan, thật giống như thật ứng thiên nữ nguyện vọng, luân hồi đem giết, Diệp Thần thật muốn bị hắc mưa ăn mòn thành xương trắng vậy. Mặt trời gay gắt mệnh tinh, phá cho ta. Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt. Trong tay toát ra mặt trời gay gắt mệnh tinh chói lọi, ánh mặt trời nóng rực phóng lên cao, lại một lần nữa đem đầy trời hắc mưa xua tan bốc hơi. Nếu là ở trước kia, Diệp Thần vận dụng mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, có thể sẽ rơi vào to lớn tiêu hao. Nhưng hiện tại, theo hắn tu vi thực lực tiến bộ, hôm nay cử động nữa dùng mặt trời gay gắt mệnh tinh, liền so trước kia ung dung nhiều. Đáng chết! Thiên nữ mặt liền biến sắc, ở đó ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nàng 33 thiên thần thuật, mơ ước một lòng lưu, có thể áp chế Diệp Thần Phật Pháp, nhưng rõ ràng không thể áp chế Diệp Thần bản thân luân hồi lực lượng. Kinh cức phương tọa, cho ta trói. Diệp Thần được thế không buông tha người, lập tức lại thúc giục kinh cức phương tọa năng lượng, hóa ra từng cái màu xanh đậm dây bụi gai cái, như rắn độc vậy đi về trước kéo dài, rất nhanh liền kéo dài đến thiên nữ dưới chân, lại nhanh chóng chui lên nàng thân thể. Thiên nữ không tránh kịp, thân thể lập tức liền bị từng cái bụi gai buộc chặt lại, bụi gai thu chặt, đem nàng uyển chuyển dáng vẻ đường cong, cũng là hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Vậy cây có gai đổ gai, đâm rách nàng quần áo cùng da, máu tươi rỉ ra, nhưng là mang một chút thêm mỹ. Diệp Thần cười nói, thiên nữ, hoặc là, ta không nên giết ngươi. Cầm ngươi cột trở về, đời này từ từ hành hạ lăng nhục, như vậy có lẽ tốt hơn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại buộc chặt bụi gai, thiên nữ bị đau, không nhịn được ai yêu đau kêu một tiếng, mặt đỏ bừng, một phiến xấu hổ. Ngươi còn không tư cách cản rỡ trước mặt ta. Thiên nữ cắn răng, quát lên, nhân quả luật, thoát khốn. Nàng bộc phát ra thần đạo cảnh quy luật lực lượng,
bày một cái nhân quả luật, nhất thời, trói ở trên người nàng bụi gai, liền như thủy triều lui xuống, nàng lúc này thoát khốn đi ra. Diệp thần muốn thúc giục bụi gai, nhưng phát hiện nhưng lại không có cách nào lại chạm được thiên nữ, cũng biết là thiên nữ nhân quả luật, đã phát huy ra hiệu quả, thân thể như có một tầng không khí tường bảo vệ, diệp thần kinh cức phương tọa, thì không cách nào lại thương tổn tới nàng. Cái này nhân quả luật chi đạo, quả nhiên là vô cùng ảo diệu. Diệp thần trong lòng suy nghĩ, thật ra thì bàn về sức chiến đấu, hắn hoàn toàn không thua với thiên nữ, nhưng đối với nhân quả luật nắm trong tay, hắn hiển nhiên không đạt tới thiên nữ. Thiên ma tinh hải, vô thượng ma khí, hạ xuống đi. Thiên nữ thoát khốn sau đó, lập tức giang hai cánh tay, phát ra động trời tiếng gọi, nàng lại là muốn triệu hoán thiên ma tinh hải năng lượng hạ xuống. Ung ung, thoáng chốc tới giữa, thần vẫn thành bầu trời, liền hiện ra từng cổ một đậm đà bóng tối ma khí hội tụ thành màu đen đại dương, trong đại dương có xương trắng, thi thể, ma thần hài cốt, vặn vẹo tay chân. Còn có rất nhiều hơn không thể danh trạng khảng đồ bẩn. Đây là thiên ma tinh hải hơi thở. Thiên ma tinh hải, sát khí đặc biệt đáng sợ, người bình thường khó mà nắm trong tay. Cho dù là thiên nữ, vậy không có thể chân tránh nắm trong tay thiên ma tinh hải năng lượng, chỉ là có thể mượn dùng bộ phận ma khí. Cho dù là mượn dùng bộ phận ma khí, đây đối với nàng mà nói, cũng đã là áp lực to lớn, tự thân rất có thể bị cắn trả. Liền hôm nay nữ gương mặt, một phiến trắng bệch, rõ ràng tiêu hao to lớn. Nhưng, nàng vì chiến thắng Diệp Thần, cũng là không tiếc giá phải trả, liền trực tiếp đem thiên ma tinh hải năng lượng triệu hoán xuống. Sở Thanh Tùng và Sở Phong thấy vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Thiên ma này tinh hải sát khí, như vậy nồng nặc, muốn là thật hạ xuống, rất có thể ô nhiễm thần vẫn thành địa mạch. Đảm nhiệm thiên nữ, đủ rồi. Sở Thanh Tùng quát to một tiếng. Bàn tay vung ra, một cổ uy mãnh bá đạo thần hy, cuộn sạch ra, lúc này liền đem thiên nữ triệu hoán xuống thiên ma tinh hải năng lượng, toàn bộ xóa đi. Hắn là Sở gia gia chủ, tu vi rõ ràng vượt qua thần đạo cảnh rất nhiều, có thể áp chế thiên nữ. Chỉ bất quá, hắn là không dám tổn thương thiên nữ, nếu không đắc tội tử thần giáo đoàn, hậu quả nghiêm trọng. Thiên ma tinh hải tiêu tán, nhất thời để cho được thiên nữ mặt liền biến sắc, nói, Sở Thanh Tùng. Người muốn làm chi? Sở Thanh Tùng than thở một tiếng, nói ta Sở gia đã quyết định, liền do Luân Hồi Chi Chủ, đại biểu chúng ta xuất chiến. Thiên nữ nghe được lời này, nga một tiếng, ha ha cười lạnh nói như vậy, người muốn cự tuyệt ta tử thần giáo đoàn ý tốt. Sở Thanh Tùng cắn răng nói, đảm nhiệm thiên nữ, người muốn, chẳng qua là viêm thiên đế thần thể, chờ cùng thiên tiệm cung quyết đấu kết thúc, ta chuẩn ngươi tiến vào vạn đạo kiếm nguyên là được. Thiên nữ con mắt hơi sáng, nói ta tất công không lập, cũng có thể bước vào vạn đạo kiếm nguyên sao. Đây chính là các ngươi Sở gia cấm địa. Sở Thanh Tùng nói, có thể, nhưng, có thể hay không đạt được viêm thiên đế thần thể, liền xem ngươi vận khí. Nếu là chính ngươi khí vận không đủ, cơ duyên gì cũng không lấy được, đó là ngươi chuyện mình, cùng ta Sở gia không liên quan. Hắn suy nghĩ thiên nữ và Diệp Thần, cũng muốn xuất chiến, vậy cũng không bằng chọn Diệp Thần. Nếu như để cho thiên nữ xuất chiến nói, thiên nữ thắng thiên tiệm cung, vậy Sở gia thì phải thiếu nàng một phần thiên đại ân huệ, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Tuy nói thiên tiệm cung vũ nhân phi kính, nắm giữ khắc chế luân hồi thủ đoạn, nhưng đương thời giây phút, Sở Thanh Tùng cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, chỉ mong Diệp Thần có thể đại hiển thần uy, đột phá hạn chế, đánh bại ngoại địch. Nếu không, Sở gia liền nguy hiểm. Thiên nữ đại hỉ, nói, vậy rất tốt. Không qua ta trước cùng ngươi nói rõ ràng, thiên tiệm cung cái đó vũ nhân phi kính, nắm giữ khắc chế luân hồi thuật pháp, nếu là Diệp Thần sa sút, các ngươi Sở gia tiếp tục cho thiên tiệm cung làm nô lệ, vậy cũng không nên trách ta. Sở Thanh Tùng gật đầu nói, ta biết, ngươi chờ xem cuộc chiến chính là, bỏ mặc thành bại, cùng quyết chiến kết thúc, vạn đạo kiếm nguyên cũng biết lái thả. Thiên nữ nói, rất tốt. Nàng ánh mắt lại nhìn hướng Diệp Thần, cười nói, Diệp Thần, ngươi yên tâm. Chờ ngươi bị vũ nhân phi kính đánh bại, ta không giết ngươi, ngươi có thể là rất tốt con mồi, có thể đem che giấu ở thiên ma tinh hải chỗ sâu người phụ nữ kia đưa ra, ha ha. Nể tình chúng ta cũng từng có qua một đoạn cảm tình, ta coi như giết ngươi, vậy sẽ để cho ngươi và người phụ nữ kia, chết cùng một chỗ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nghe thiên nữ lời nói này, bắt được vô số thiên cơ.
thiên nữ nói người phụ nữ kia, chính là Tôn Di. Tôn Di ban đầu bị cỏ thần nơi cho đòi, đi tới vô vô thời ý không, bị kẹt ở trên trời ma tinh biển bên trong, thẳng đến ngày hôm nay. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm nhận, cỏ thần ở vô vô thời ý không tín đồ, tựa hồ tổ chức quá nhiều lần cứu, dẫu sao Tôn Di chính là tương lai cỏ thần người thừa kế. Ở rất nhiều cỏ thần tín đồ cứu, hôm nay Tôn Di, thật ra thì coi như là bước đầu thoát khốn, có thể ở trên trời ma trong tinh hải bộ, tự do hoạt động. Nhưng là, nàng không cách nào ngày rời đi ma tinh biển. Bởi vì, thiên ma tinh hải ra, chính là tử thần giáo đoàn. Nàng chỉ cần dám lú đầu, tử thần giáo đoàn liền sẽ lập tức giết chết nàng. Chỉ có ẩn thân ở trên trời ma tinh trong biển, nàng mới được chân chính an toàn. Tôn Di dần dần đạt được cỏ thần ban phúc, đã dần dần thừa kế cỏ thần đạo thống, nàng nắm giữ một cái vô cùng trọng yếu ảo tưởng khái niệm. Cái này ảo tưởng khái niệm, chính là rừng rậm sách. Ngày xưa đệ nhất cỏ thần Tím Lan, muốn chế tạo rừng rậm sách, nàng ý nghĩ rừng rậm sách, có chí cao tới vĩ rừng rậm lực lượng, có thể để cho từng bụi cây cối, thực cây đến chư thiên vạn giới, bộ rễ lan tràn đến mỗi một xó xỉnh, từ đó nắm trong tay thiên hạ. Rừng rậm sách uy lực, đủ để cùng thập vĩ thần thú, luân hồi vãng thế thư, quang minh chi tâm cùng nghịch thiên tồn tại sánh bằng, là vượt qua thần chí cao khí tồn tại. Năm đó đệ nhất cỏ thần Tím Lan, nàng từng chấp trưởng thế giới thụ, cũng thống ngự vạn giới, vậy thế giới thụ, thật ra thì chính là rừng rậm sách ảo tưởng khái niệm cái hiện hóa. Dĩ nhiên, chân chính hoàn chỉnh rừng rậm sách, cho tới bây giờ không có sản sinh ra đã tới, bởi vì cái này ý nghĩ quá điên cuồng, rất khó thực hiện. Nhưng, rừng rậm sách ảo tưởng khái niệm, trải qua đệ nhất cỏ thần Tím Lan, và tiểu thảo thần Thanh Nghiên Điều Nghiên, đã càng ngày càng có cái hiện hóa có thể. Một khi rừng rậm sách hoàn toàn cái hiện hóa, thần khí này chế tạo ra tới, sao chịu được gọi vô địch? Nếu như cỏ thần đạo thống, hoàn toàn truyền tới Tôn Di trong tay, nàng thì có thể, tập hợp trước hai đời cỏ thần ý chí, đem rừng rậm sách chế tạo ra tới. Tử thần giáo đoàn rõ ràng nhìn chúng Tôn Di, bọn họ muốn đem Tôn Di dẫn dụ đi ra, đem nàng lột ra tháo xương, đem rừng rậm sách ảo tưởng khái niệm, từ nàng đầu óc bên trong tước đoạt đi ra. Hiện tại thiên nữ là muốn đem Diệp Thần bắt hồi tử thần giáo đoàn, coi là con mồi, cầm Tôn Di dẫn dụ đi ra. Như vậy, bàn cờ này liền sống. Không thể không nói, đây coi là bàn đánh thật hay, nhưng có một cái vấn đề, thiên nữ cho rằng Diệp Thần thất bại, thiên nữ liền có thể là tùy ý là, nhưng vạn nhất, Diệp Thần thắng thì sao? Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói ta muốn gặp Tôn Di, ta có thể mình đi gặp, cũng không nhọc đến người phí tâm. Thiên nữ cười nói, được, ta chờ, người có thể đánh bại vũ nhân phi kính nói sau. Lập tức, thiên nữ cũng không nói nhảm, lại là trực tiếp hướng thiên tiệm cung, phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư. Ta muốn đem quyết chiến ngày, định vào ngày mai, các ngươi không có ý kiến chớ. Thiên nữ nhìn xem Diệp Thần, Sở Thanh Tùng các người. Diệp Thần nói, không có vấn đề. Thiên nữ cười nói, vậy thì tốt. Quyết chiến định vào ngày mai. Tin tức truyền ra, toàn bộ thần vẫn thành đều chấn động, không nghĩ tới cuối cùng là Diệp Thần đại biểu Sở gia xuất chiến. Trận chiến này, có thể quan hệ đến Sở gia tương lai vận mệnh. Cùng lúc đó, vô vô thời ý không, thiện vậy vườn. Nhâm Phi Phàm đang ngồi xếp bằng ở một khối hình dáng quỷ dị trên đá lớn. Đá lớn trải rộng cổ xưa hắc ám đường vân di động ở đá lớn, thậm chí lưu chuyển đến Nhâm Phi Phàm ra. Mà Nhâm Phi Phàm ấn đường nhưng là không ngừng tránh tốc trước hai đạo ánh sáng mang. Hai cổ lực lượng tựa như ở giằng co, thăng bằng hồi lâu không có đánh phá. Một bên Phật tổ thần sắc có chút ngưng trọng, nói thiên đao thể ước sau đó, luân hồi chi chủ sợ rằng sẽ không rơi vào nguy hiểm, người cũng nên cân nhắc chuyện của mình. Nhâm Phi Phàm nghe được câu này, đột nhiên mở mắt ra, con người bên trong huyết nguyệt thoáng qua, nói, Phật tổ, bàn cờ này. Lẫn vào quá nhiều không cách nào khống chế nhân tố, tinh không bờ bên kia, thập vĩ, tử thần giáo đoàn, thiên khư thần điện, lớn chu gia tộc, hùng bá gia tộc thậm chí liền đại chủ tể vậy tựa hồ đang bố trí. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể cân nhắc chuyện của mình sao? Phật tổ yên lặng không nói. Hắn quá rõ Nhâm Phi Phàm tính tình, ở Nhâm Phi Phàm trong mắt, Diệp Thần sinh mạng thậm chí so hắn còn trọng yếu. Bởi vì Diệp Thần thừa tái Nhâm Phi Phàm trong lòng lý tưởng thế giới, càng thừa tái bàn cờ này thắng lợi mấu chốt. Nhâm Phi Phàm đứng lên,
nhảy xuống, đi tới Phật tổ bên người, nói, Phật tổ, đa tạ ngươi khối này âm dương Phật đá, nếu như không nó, sợ rằng ta trạng thái sẽ hỏng bét hơn cao. Phật tổ lắc đầu một cái, hắn nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, do dự hồi lâu, vẫn là khuyên nhủ, âm dương Phật đá không giải quyết được ngươi vấn đề căn bản, hơn nữa, bây giờ luân hồi chi chủ chân thực quá nhỏ bé, đối mặt vô vô thời ý không rắc rối phức tạp thế lực, hắn còn cần rất dài thời gian trưởng thành. Nói xong, hắn liền chỉ điểm một chút ở âm dương Phật đá bên trên. Âm dương Phật đá tựa như có linh tính vậy, cổ xưa kinh văn vần quanh người, cuối cùng hóa là một đạo kim quang sáng chói, từ từ ảm đạm xuống. Nếu như giờ phút này có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy cái này cái gọi là âm dương Phật đá bất quá là một khối thông thường đá thôi. Huyết Nguyệt Thiên Đế, nếu như ta không đoán sai, Diệp Thần tiếp theo sợ rằng phải đối mặt Thiên Tiệm Cung cái đó Vũ Nhân Phi Kính, bước cờ này cũng không dễ đi. Cố nhiên ta cũng tin tưởng Luân Hồi Chi Chủ có thể sáng tạo chúng ta cũng không hoàn thành được kỳ tích, nhưng Vũ Nhân Phi Kính có thể khó đối phó, phía sau những tên kia càng khó đối phó. Phật Tổ tựa hồ đang khuyên nói Nhâm Phi Phàm, có thể hắn từ Nhâm Phi Phàm trong ánh mắt đã biết đáp án. Nhâm Phi Phàm khóe miệng buộc vòng quanh một đạo độ cong, tự tin lại dửng dưng, Vũ Nhân Phi Kính sao, nghe nói qua, nhưng hắn muốn chiến thắng Diệp Thần, tuyệt không thể nào. Hiện tại Diệp Thần thực lực mặc dù tham gia đại lộ tranh phong còn chưa đủ để cầm quan, nhưng chuyến này, hắn thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Còn có vậy Cấm Yêu, ha ha, thật biết điều. Không muốn Huyền Yêu bọn họ đưa cho Diệp Thần giữ lại đạo này không biết lá bài tẩy. Phật Tổ, người nói, nếu như những lão gia hỏa kia biết Diệp Thần trên tay nắm Cấm Yêu lá bài tẩy này, sẽ như thế nào? Phật Tổ vung tay áo tử đạo, A-di-đà Phật, ta nói gì ngươi vậy không nghe vào. Ngươi trong mắt, chỉ có vậy luân hồi chi chủ, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm tuẫn đạo giả? Nhâm Phi Phàm thần sắc như cũ bình thản, thậm chí giữa trán tràn đầy tuyệt đối tự tin, ngày khác ta như tuẫn đạo mất, vạn thế trật tự luân hồi mở. Phật Tổ biết nói nhiều vô ích, cuối cùng nói, đã như vậy, cho ta một cái mặt mũi, cái này hai ngày, ngươi đi một chỗ nhìn một chút như thế nào? Nhâm Phi Phàm nói, chỗ nào? Phật Tổ nói, nhân quả trần. Nhâm Phi Phàm con ngươi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía Phật Tổ, ngươi có chút trí nhớ hồi phục, ngươi sư phụ. Phật Tổ lắc đầu một cái, nhớ lại một ít, nhưng không chân thiết, ta chỉ biết là, ta sư phụ, là một cái phong hoa tuyệt đại cô gái. Nói xong, Phật Tổ trong tay ngưng tụ ra một viên Phật Châu, bay đến Nhâm Phi Phàm lòng bàn tay. Cái này viên Phật Châu, sẽ mang ngươi đi nhân quả trần, đi nơi nào, có lẽ sẽ để cho ngươi trạng thái khá hơn chút. Nhâm Phi Phàm hai ngón tay cảm thụ Phật Châu ở giữa nhân quả, có chút bừng tỉnh, nói, đa tạ. Còn nữa, chuyện này tiếp tục giữ bí mật cho ta, không thể để cho vậy tiểu tử biết. Phật Tổ khá là không biết làm sao, lắc đầu một cái, liền biến mất ở Nhâm Phi Phàm tầm mắt bên trong. Hình ảnh quay về. Diệp Thần tự nhiên không biết Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ sự tình phát sinh, thời khắc này hắn trở lại trên mặt đất. Ở Sở gia trong phủ nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai quyết chiến ngày. Sở Phong đi tới Diệp Thần gian phòng, đưa tới vậy phần Thiên Nuốt Viêm Đỉnh, còn có một phiến tu luyện ngọc giản. Vậy tu luyện trên ngọc giản, khắc Tử Vong Kiếm bốn chữ. Cái này lại là Tử Vong Kiếm tu luyện công pháp. Đây là... Diệp Thần nhỏ cảm thấy kinh ngạc. Sở Phong nói, là Thiên Đế Năm Suy Kiếm bên trong Tử Vong Kiếm, tộc trưởng kêu ta đưa tới. Luân Hồi Chi Chủ. Ta tư chất ngu độn, không luyện được cái này Tử Vong Kiếm, người có lẽ có thể luyện thành. Hắn biết luân hồi thiên phú lớn lao, hắn không cách nào luyện thành kiếm pháp, Diệp Thần lại có nắm giữ có thể. Một khi nắm giữ Tử Vong Kiếm, ngày mai quyết chiến, Diệp Thần cũng có thể hơn một phần thắng. Diệp Thần yên lặng một tí, đem ngọc giản kia thu xuống, nói, đa tạ. Sở Phong khẽ cắn răng, tựa hồ có cái gì khó nói ẩn. Cuối cùng hướng Diệp Thần quỳ xuống, nói. Luân hồi chi chủ, thật ra thì ta còn có một việc, muốn nhờ ngươi. Diệp Thần gặp Sở Phong nói được chính trọng, giọng nói thậm chí mang theo một chút bi phẫn, trong lòng lấy làm kinh hãi, nói, ngươi trước đứng lên nói sau, chuyện gì? Liền đem hắn đỡ dậy. Sở Phong nói, thật ra thì ta có một cô em gái, nàng kêu Sở Băng tiếng nói, ở 14 tuổi năm ấy, liền bị đạo tông bên trái dùng kiếm tử tiên trần mang đi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, người muội muội 14 tuổi. Cái tuổi này, hẳn là phải bị Thiên Tiệm Cung mang đi chứ.
Thiên Tiệm Cung quyết định quy củ, Sở Gia bên trong, phàm là tuổi tròn 14 tuổi cô gái, cũng muốn đi vào Thiên Tiệm Cung, đảm nhiệm đầy tớ gái lò. Sở Phong nói, đúng vậy, nhưng, nàng bị Kiếm Tử Tiên Trần nhìn trúng. Kiếm Tử Tiên Trần nói, muội muội ta huyết mạch tinh khiết, là đúc kiếm tốt vật liệu. Vậy Kiếm Tử Tiên Trần, hắn chuẩn bị đúc một cái siêu phẩm thiên kiếm, thiếu một đạo tôi thép vật liệu, nhìn chúng muội muội ta, muốn đem nàng đưa vào lò lửa bên trong, dùng để rèn luyện vậy siêu phẩm thiên kiếm. Thiên Tiệm Cung dĩ nhiên không dám đắc tội Kiếm Tử Tiên Trần, liền đem muội muội ta đưa qua. Kiếm Tử Tiên Trần đợi muội muội ta cực tốt, thiên tài địa bảo gì đều dùng ở trên người nàng, chính là vì cầm nàng nhúng kiếm. Ta Sở Gia và Thiên Tiệm Cung phát sinh tranh chấp, cũng là Kiếm Tử Tiên Trần ra mặt điều đình. Tính một chút thời gian, tối đa còn có một năm, nhúng kiếm ngày liền sắp đến lúc đó, muội muội ta sẽ bị đưa vào trong lò lửa, tan thành mây khói. Nàng là ta duy nhất người thân, ta làm sao nhịn tim nhìn nàng chết. Luân Hồi Chi Chủ, người giao thiệp rộng hào phóng, uy quyền hừng hực, ta chỉ mong ngươi có thể cùng Kiếm Tử Tiên Trần nói một tiếng, kêu hắn không muốn hiến tế muội muội ta, vô cùng cảm kích, ta đời này, nguyện vì ngươi hiệu khuyển mã chi lao. Diệp Thần nghe được Sở Phong thỉnh cầu, trong lòng nhất thời chấn động. Lúc đầu Sở Gia và Thiên Tiệm Cung tranh chấp, Kiếm Tử Tiên Trần ra mặt điều đình, là bởi vì là em gái hắn Sở Băng tiếng nói duyên cớ. Ở đó siêu phẩm thiên kiếm, còn không rèn luyện thành công trước, Kiếm Tử Tiên Trần đối Sở Gia, tự nhiên sẽ cho dư một ít chiếu cố. Chỉ là, muốn ở Kiếm Tử Tiên Trần dưới quyền cứu người, lại nói dễ vậy sao? Thậm chí, Diệp Thần liền Kiếm Tử Tiên Trần mặt, cũng không có gặp qua. Trước đây Huyền Trần Thiên Đế, nói cho hắn giới thiệu nhân vật lớn, là Đạo Tông một vị khác sứ giả, phách đao thương lôi, cũng không phải là Kiếm Tử Tiên Trần. Ừ, chuyện này không quá dễ dàng, hơn nữa chỉ còn lại một năm thời gian, quá mức cấp bách. Ta không dám cam đoan, nhưng ta sẽ hết sức. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, chính là câu trả lời Sở Phong nói. Hắn nếu như có thể thấy phách đao thương lôi, mời đối phương ra mặt, có lẽ có thể giải cứu Sở Phong muội muội Sở Băng tiếng nói. Nhưng Huyền Trần Thiên Đế đã cảnh cáo, Diệp Thần muốn gặp phách đao thương lôi mà nói, ít nhất phải đạt tới thần đạo cảnh, nếu không căn bản không cách nào đến gần phách đao thương lôi lãnh địa, sẽ bị thương lôi sơn sấm sét uy áp sống sờ sờ nghiền chết. Hơn nữa coi như gặp được phách đao thương lôi, có thể hay không cứu ra Sở Băng tiếng nói, cũng là một cái không biết số. Cho nên, Diệp Thần không dám quả quyết, cũng không có làm ra bảo đảm. Có lẽ, hắn còn có thể mời Nhâm Phi Phàm hoặc là Phật Tổ ra mặt. Nhưng, sự việc liên quan đến Kiếm Tử Tiên Trần, nhân quả quá lớn, muốn đến Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, cũng sẽ không chịu tùy tiện dính chuyện này. Sở Phong nghe được Diệp Thần chịu xuất thủ trợ giúp, nhưng cũng không có nói nhất định có thể thành công, trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia, nói, Luân Hồi Chi Chủ, vậy thì nhờ ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đưa Sở Phong rời đi. Hắn bấm ngón tay suy tính một tí, nhưng phát hiện cứu ra Sở Phong muội muội có khả năng đặc biệt thấp. Kiếm Tử Tiên Trần muốn nhúng kiếm, không biết ở Sở Băng tiếng nói trên mình, hao phí nhiều ít thiên tài địa bảo tài nguyên, hắn tuyệt không thể nào buông tha. Sở Băng tiếng nói kết cục, chính là muốn bị ném nhập trong lò lửa, hóa thành nhúng kiếm vật liệu. Kết cục này, đã so đem nàng đưa vào Thiên Tiệm Cung, chịu hết lăng nhục, thân nhau được hơn. Dẫu sao, ở Sở Gia bên trong, cùng nàng đồng bối cô gái trẻ tuổi, toàn bộ đều ở Thiên Tiệm Cung bên trong, đảm nhiệm đầy tớ gái, sống không bằng chết. Lắc đầu một cái, Diệp Thần liền không nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ có thể nói hết sức, nhưng cuối cùng có thể hay không giải cứu Sở Băng tiếng nói, vậy thì xem vận khí. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần sử dụng tử vong kiếm ngọc giản, tinh thần lực thấm vào. Oanh! Làm Diệp Thần tinh thần, thấm vào nhập ngọc giản bên trong, nhất thời lúc đó, hắn liền cảm thấy một cổ kinh khủng tử vong sát khí, thẳng trào hướng đầu hắn bên trong. Cái này tử vong kiếm nghĩa sâu xa, hết sức lợi hại, nếu như tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, thậm chí có thể diệt thiên đế. Thiên đế năm suy kiếm, mỗi một kiếm thật ra thì đều có chém chết thiên đế uy năng, bất quá muốn tu luyện đến đỉnh cấp, đặc biệt khó khăn. Cái này tử vong kiếm, là thiên đế năm suy kiếm bên trong, cường hãn nhất tồn tại, tu luyện độ khó vậy cao nhất, sát khí mãnh liệt, nếu như tự thân căn cơ bất ổn mà nói, rất dễ dàng gặp kiếm khí cắn trả, không những không thể sát thương kẻ địch, mình ngược lại có rơi xuống nguy hiểm.
Diệp Thần vận chuyển võ tổ đạo tâm, trước chặn lại tử vong kiếm sát khí đánh vào, tính hạ tâm lai, cẩn thận lĩnh ngộ. Cái này tử vong kiếm bí quyết tu luyện, khá là thâm ảo huyền diệu, dẫu sao là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra kiếm pháp, so với giống vậy 33 thiên thần thuật, còn lợi hại hơn được nhiều, tuyệt không đơn giản. Bất quá, Diệp Thần thiên phú lớn lao, hắn sắp chết mất kiếm bí quyết tu luyện, quét nhìn một mắt sau đó, chính là rất nhanh lĩnh ngộ. Nhưng, lĩnh ngộ là một chuyện, muốn thi triển ra, lại là một chuyện khác. Cái này tử vong kiếm, sát phạt khủng bố, ta ít nhất phải đến tiên đế cảnh giới, mới có thi triển kiếm này có thể. Diệp Thần trong bụng thầm giật mình, hiện giờ hắn đã có chính xác tiên đế thực lực, nhưng đạo pháp nội tình, vẫn chưa đủ lấy thi triển tử vong kiếm. Nếu như hắn cưỡng ép thi triển, đạo pháp căn cơ ngay tức thì muốn gặp phải cắn trả, kẻ địch chết không chết hắn không biết, nhưng mình nhất định là muốn chết trước. Chỉ có tấn thăng đến tiên đế cảnh lệnh giới, Diệp Thần mới có thúc giục tử vong kiếm tư cách. Nếu như đổi thành người bình thường nói, vậy sợ rằng là thần đạo cảnh hậu kỳ, cũng khó mà thi triển. Ví dụ như Sở Phong, hắn đã là thần đạo cảnh tầng thứ 8, vẫn không thể nào nắm giữ tử vong kiếm, phải dựa vào đan dược phụ trợ. Đáng tiếc, Diệp Thần giúp hắn luyện chế đan dược, toàn bộ bị thiên nữ hủy diệt. Không có đan dược chống đỡ, Sở Phong muốn nắm trong tay tử vong kiếm, không biết nếu lại khổ tu nhiều ít cái kỷ nguyên. Sở gia cùng thiên tiệm cung quyết chiến, mỗi trì hoãn một khắc, người Sở gia thì phải bị hơn một khắc khổ sở. Mà kéo được quá lâu, Diệp Thần cũng sợ Hàn Diễm xảy ra chuyện, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi vạn đạo kiếm nguyên. Xem ra ngày mai quyết chiến, cái này tử vong kiếm, là phái không được dụng tràng. Diệp Thần lắc đầu một cái, thu hồi tử vong kiếm ngọc giản.